Vào thời khắc này, ở một nơi không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm, một mảnh hồ nước xanh thẳm, bốc lên lấy khí tức màu lam nhạt mờ mịt. Bốn phía hồ nước một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng côn trùng chim hót cũng không hề có, mang đến cho người một loại an bình quỷ dị, khí tức trong không khí áp lực mà mục nát. Ở trung ương hồ nước nhìn từ phía xa giống như một chấm đen nhỏ, tản mát ra khí tức sao động, không ngờ có người đang tu luyện ở đó. Người nọ lông mày xanh đôi mắt đẹp, bộ dáng tuấn lãng, là một thiếu niên. Giờ khắc này hắn lại nhíu chặt hai hàng lông mày, tựa hồ cảm thấy một loại cảm giác khác thường khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Làm sao vậy? Phía trên cửu tuyển U Minh này là nơi một trong năm loại kịch độc nhất thiên hạ hội tụ, không biết từ C không gian ly tán chỗ nào lưu chuyển đến, tựa hồ bên kia sông đã xảy ra vấn đề gì đó thì phải. Thiếu niên sau khi trầm ngâm một lúc liền nhíu mày lẩm bẩm. Việc này có lẽ nên nói cho Vi Thành, hắn từng nói nơi này là nơi tịch mịch, chỉ có kịch độc, tuyệt đối không có tình huống khác, xem ra dị động này hắn cũng không biết rõ. Mà thôi, cho dù có động tĩnh, đoán chừng cũng là tình huống ở không gian không biết tại nơi nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến thiên địa độc thân của ta đại thành thì cũng không cần quản nhiều như vậy làm gì. Thiếu niên sau khi tự đánh giá, liền tiếp tục tu luyện. Một đạo quang mang nổi lên trên người hắn, lại lộ ra ngũ sắc độc quang, trải ra trên mặt hồ, khiến người không rét mà run. Ở trong vô định hà, Lý Vân Tiêu thi triển toàn lực xông lên, sau thời gian uống cạn chung trà sau mới cảm thấy áp lực càng ngày càng nhỏ, loại cảm giác khủng bố kia cũng dần dần rời xa. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn xuống dưới, phía xa xa bên dưới như có quái vật khủng bố nào đó đang dục dịch vậy. Thế giới to lớn quả thật không phải chúng ta có thể hiểu được rõ ràng. Lý Vân Tiêu sau khi cảm khái một hồi liền dần dần nổi lên mặt nước. Vân Thiếu. Trên bờ mọi người đã chờ từ lâu, vừa thấy hắn lên bờ, lúc này mới yên tâm lại. Mạc Tiểu Xuyên đồng tử hơi co lại, kinh hỉ nói. Vân Thiếu chẳng qua chỉ mới xuống dưới một ngày một đêm, vậy mà đột phá một đại cảnh giới, khó trách không chịu lên. Mọi người lúc này mới phát hiện tu vị của hắn vậy mà đã đột phá đến võ hoàng, trong lòng đều giật mình. Trong mắt Lệ Phi Vũ thì tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn vẫn cho rằng Lý Vân Tiêu là áp chế tu vị, mặc dù trong quá trình chiến đấu với Cửu Di cũng không có gì dị thường nhưng hắn không cho rằng đối phương chỉ có trình độ võ tông, hiện giờ hắn càng nhíu mày chặt hơn, vẫn cảm thấy tràn đầy hồ nghi. Lý Vân Tiêu cười nói, có chút thu hoạch, giờ phút này Mai Đông Nhi đã tỉnh lại, cả người nhìn qua giống như mất hồn phách vậy, đối với Lý Vân Tiêu đi lên cũng không phát giác ra. Lý Vân Tiêu thở dài. Đông Nhi, ta ở bên dưới tìm được một cái nhẫn, rất có khả năng là vật cha mẹ ngươi lưu lại đấy. Hắn lấy ra cái nhẫn kia, trong tay chớp động ánh sáng âm u, đã bị ăn mòn hết sức lợi hại, có thể thấy năm đó thứ này tuyệt đối là chí bảo, nếu không đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Cửu Di trên mặt đại biến, cả kinh nói. Vân Thiếu chẳng lẽ đã lặn xuống đáy sông, nhưng cái này tuyệt đối không thể a. Hắc hắc. Lý Vân Tiêu hàm hồ suy đoán nói. Vận khí, cũng không nói rõ là mình có lặn xuống đáy sông không, khiến Cửu Di cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Di vật, Mai Đông Nhi kêu một tiếng bén nhọn tiến lên đoạt lấy, đặt trong tay xem xét kỹ càng, cực kỳ bi thương. Lệ Phi Vũ nói. Vân Thiếu, có một chuyện muốn nhờ, hiện giờ khóa vực truyền tống đại trận của thành Vũ Phong cũng đang khẩn trương tu sửa, ta hy vọng vị đại sư này có thể tiến đến trợ giúp một tay. Hắn chỉ chính là Mạc Hoa Nguyên, sau khi biết được thân phận đối phương hắn liền đưa ra yêu cầu như thế, chỉ là câu trả lời của Mạc Hoa Nguyên lại khiến hắn mở rộng tầm mắt, một gã thuật luyện sư bát giai vậy mà cũng muốn nghe ý kiến của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. À, chuyện tu phục truyền tống đại trận sao rồi, Lệ Huynh có biết rõ tình hi ống không? Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Khóa vực truyền tống đại trận sửa chữa cực kỳ khó khăn. Cơ hồ tất cả thuật luyện sư trong thành Vũ Phòng đều đã tiến đến tương trợ rồi. Không thể tưởng được bên người Vân Thiếu còn cất giấu cao nhân như thế, nếu đại sư chịu tiến đến trợ trận, tất nhiên đã sớm tu sửa xong xuôi rồi. Nếu Mạc Hoa Nguyên là đồ đệ của Viên Cao Hàn, tu vị tự nhiên sẽ không thấp, đây cũng là nguyên nhân Lệ Phi Vũ nhìn chúng. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm, hắn xoay người nói, Hoa Nguyên, có thể đi cùng ta một chuyến không? Mạc Hoa Nguyên vội nói. Vân Thiếu có phân phó, tự nhiên muốn đi. Hắn khiêm tốn như vậy, khiến Lý Vân Tiêu cũng có chút không thích ứng, nhìn xem Mạc Tiểu Xuyên, đối phương lại cảm thấy thập phần tự nhiên,
phảng phất như lẽ ra phải thế. Lý Vân Tiêu lo lắng nhìn Mai Đông Nhi, Cửu Di vội hỏi. Mai Đông Nhi cứ giao cho ta đi, loại chuyện này nếu không có thời gian thì khó mà bình tâm lại được. Ân, cũng tốt, vậy xin nhờ Cửu Di rồi. Lý Vân Tiêu nhìn Mai Đông Nhi, thở dài. Bảo trọng, lần này từ biệt chính là mấy năm, ngày khác lại gặp có lẽ đã qua mấy lần xuân thu rồi cũng nên. Mai Đông Nhi giật mình tạm biệt với Lý Vân Tiêu, chỉ si ngốc nhìn chiếc nhẫn trong tay, chẳng biết lúc nào mới có thể thoát khỏi bi thương nữa. Cửu Di cũng than nhẹ một tiếng, bất quá nàng đã lấy được chìa khóa, giải quyết lo âu trong lòng, chỉ sợ Mai Đông Nhi nghĩ không thông nên đã đặt lệnh cao thủ âm thầm thủ hộ lấy. Nàng cũng không phải sợ Mai Đông Nhi nghĩ không thông làm ra chuyện tự tử gì đó, mà là sợ sau khi nàng chết Lý Vân Tiêu lại đến tìm phiền toái. Về phần cái chết của Vương Đạt, nàng cũng bắt đầu âm thầm làm ra an bài, truyền ra tin tức chính là do Lý Vân Tiêu gây nên, hy vọng có phủi sạch quan hệ với Mai Cốc, mà Lý Vân Tiêu tự nhiên cũng không sao cả. Sau khi đám người Lý Vân Tiêu ra khỏi Mai Cốc, liền dưới sự dẫn dắt của Lệ Phi Vũ đi tới chỗ truyền tống trận, hai người đều có chút lo lắng, sợ bỏ qua thời gian. Mai Cốc lộ tuy rằng khó tìm, nhưng sau khi xuất cốc liền một đường hướng bắc là được, mọi người bay chừng thời gian uống cạn chung trà, chỉ thấy mấy cái chấm đen đang bay nhanh tới chỗ bọn họ, tổng cộng lại có hơn 10 người, hơn nữa bọn chúng đều là cường giả võ tôn, cũng đều là gương mặt quen thuộc cả. Chư vị, đây là chuyện gì? Lý Vân Tiêu thấy 10 người này bao vây lấy đoàn người mình, hơn nữa tất cả đều người trong giao dịch hội, lập tức trong lòng sáng tỏ, nhưng vẫn hỏi. Chẳng lẽ hai người chúng ta rời đi một lúc, chư vị đã nhớ thương rồi sao? Hừ, đúng là nhớ thương đấy, chủ nhân ngươi đi đâu rồi? Người hừ lạnh đúng là Bạch Tu, hắn không thấy hồ lô tiểu kim cương đâu, hai hàng lông mày nhíu chặt nói. Chẳng lẽ còn ở Mai Cốc sao? Một tên võ tôn khác nói. Nói nhảm với bọn họ làm gì, bắt lại toàn bộ rồi hỏi sao? Phái hai người tiếp tục nhìn chằm chằm vào Mai Cốc, để tránh tên Vân Thiếu kia thành cá lọt lưới. Đúng vậy, Bắc Phực tứ tú của Vạn Bảo lâu này trên người cũng có không ít bảo bối a. Lại một gã võ tôn lộ ra vẻ tham lam. Lệ Phi Vũ im lặng, hảo tâm nói. Chư vị, chúng ta vội vàng đi tu sửa truyền tống đại trận, kính xin tránh ra đi, đừng tự tìm mất mặt nữa. Sửa truyền tống đại trận, liên quan gì đến chúng ta? Các ngươi lưu lại toàn bộ bảo vật thì có thể rời đi. Bạch Tu lạnh lùng nói. Bằng không thì ta cũng chỉ có thể kiến thức xem thử Bắc Vực tứ tú trong truyền thuyết có thật sự lợi hại như vậy không. Lợi hại cái giám a, nếu không có Vạn Bảo lâu làm chỗ dựa, tiểu tử này cái giám cũng không phải. Lưu Ô Hồng khinh thường miệt thị nói. Lệ Phi Vũ thầm nghĩ quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết, bọn hắn còn chưa nhìn ra trong chúng ta có cường giả võ đế. Cho dù toàn bộ sông lên cũng không thể địch nổi. Hắn thở dài. Các ngươi biết rõ ta là người Vạn Bảo lâu còn dám ra tay với tấu. Hắn còn ôm một tia hy vọng những người này có thể biết khó mà lui. Ta nhổ vào, lời lão tử vừa nói các ngươi không nghe sao. Nếu không có Vạn Bảo lâu, ngươi chính là một đống phân thôi, ở trước mặt chúng ta giả bộ gì chứ. Lưu Phong tựa hồ nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt, phun ra một ngụm nước bọt. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười ha hả, nói. Lệ huynh, người nhiều khi chính là kỳ quái như thế. Người rõ ràng tốt cho bọn hắn lại còn muốn nhục mạ ngươi, chửi bới ngươi, loại người này không đáng cứu. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Tiểu Xuyên, tốc chiến tốc thắng. Mười tức. Mạc Tiểu Xuyên nhẹ cười cười, căn bản không cần vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, đầu ngón tay vẽ ra một đạo quang mang, hiên lên trên không trung. Quang mang óng ánh kia lập tức hóa thành 10 đạo kiếm khí, dùng thế lôi đình vạn quân bắn ra, tất cả mọi người vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì nguyên đám đã bị chém chết ta, chết đến không thể chết hơn được nữa. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lập tức thu hơn 10 cái nhẫn chữ vật lưa lại vào tay, nói. Không cảm ơn. Lệ Phi Vũ thấy thế trong lòng một hồi rét run, tuy rằng hắn cũng giết qua không ít người, nhưng đó đều là tiểu nhân vật thực lực thua xa mình. Loại tồn tại cấp bậc võ tôn này lại như củ cải trắng bỗng chốc bị chém 10 người, về mặt thị giác thật khó mà chấp nhận nổi. Nhưng chênh lệch giữa võ tôn và võ đế chính là một trời một vực như vậy, Lệ Phi Vũ có chút chán nản nói. Đi thôi. Lý Vân Tiêu, Mạc Tiểu Xuyên, Mạc Hoa Nguyên, Tiểu Huyền Tử, Lệ Phi Vũ, 5 người hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trọng địa thành Vũ Phong.
truyền tống trận tọa lạc ở ngoài thành, có trọng binh gác, hơn nữa đều là võ giả thực lực cường đại. Phía trước người phương nào, mau chóng dừng lại, nếu không đừng trách không khách khí. Một gã võ hoàng cao giọng quát, trong giây lát sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Không tốt, có cao thủ ở bên trong. Chư vị chớ hoảng sợ, tại hạ Vạn Bảo Lâu Lệ Phi Vũ, đặc biệt mời đến đại sư thuật luyện tương trợ chữa trị truyền tống trận pháp, mau gọi người chủ trì của các ngươi đi ra đi. Mấy người đứng trong trời cao, lập tức dẫn tới mọi người liên tục hoảng sợ, người thủ hộ đang muốn đi vào báo cáo, lại nghe được tiếng cười to của Dương Bình truyền đến, nói. Ha ha, không biết đại thuật luyện sư Lệ công tử mời được từ đâu thế? Bổn thành đã tìm đến tất cả đại sư thuật luyện rồi, chẳng lẽ là người mới tới sao? Thủ vệ kia nghe được thanh âm Dương Bình, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trời sập cũng có người chống lấy rồi. Ánh mắt Dương Bình quét qua trên người mọi người, lúc nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên và Mạc Hoa Nguyên đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng chấn động mãnh liệt, hai người này đều mang đến cho hắn khí tức thượng vị giả rất mạnh và năng lượng chấn động cường đại, hơn nữa còn là hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng. Mạc Hoa Nguyên chính là khí tức thuật luyện sư, hắn hết sức quen thuộc, về phần Mạc Tiểu Xuyên, hắn sợ hãi nói. Vị đại nhân này, chính là... Lệ Phi Vũ nói. Hai người này đều là bằng hữu của Vân Thiếu. Hắn chỉ vào Mạc Hoa Nguyên nói. Vị đại nhân này chính là đệ tử của Viên Cao Hàn đại nhân, ty trưởng Linh Tư Thánh Vực, Mạc Hoa Nguyên đại sư, về phần vị này. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Xuyên, muốn giới thiệu lại phát hiện mình cũng không biết thân phận người này, chỉ biết đó là đại ca của Mạc Hoa Nguyên, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Dương đại nhân cũng đừng tại rong dài nữa, tranh thủ thời gian mang vị đại sư này đi tới chỗ trận pháp đi. Đệ tử của ty trưởng đại nhân Thánh Vực. Tên tuổi này thật cô gia lớn, khiến Dương Bình cực kỳ hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, cũng không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Mọi người xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, đi đến một bãi đất trống rộng rãi, không ít người đang nhao nhao bận rộn, tất cả đều đang làm nhiệm vụ của mình. Chỗ chính giữa chính là truyền tống trận cực lớn, đang được tu sửa lấy, dường như đã tốt hơn phân nửa rồi. Lý Vân Tiêu hỏi. Dương đại nhân, tình huống trước mắt như thế nào? Dương Bình sững sờ, trên mặt có chút lộ ra vẻ không hài lòng, thầm nghĩ ngươi chỉ là một người hầu mà cũng dám mở miệng nói chuyện, hoàn toàn không có tôn ti gì cả, nhưng nghĩ tới những người này không thể đắc tội, mặc dù không thoải mái cũng chỉ có thể nhịn, nói. Còn có một ít chỗ hạch tâm mấu chốt không cách nào phá giải, nhưng có Mạc đại sư đến, tự nhiên không thành vấn đề rồi. Mạc Hoa Nguyên cau mày nói. Khóa vực truyền tống đại trận ta cũng chưa từng tự tay kiến tạo qua, để ta xem qua một chút, chỉ mong có thể làm. Dương Bình cười nói. Mạc đại sư cũng đừng quá khiêm tốn, nếu nơi này ngài cũng không thể tu sửa vậy chẳng phải phải đi thánh vực hoặc là hóa thần hải mời người đến sao? Mạc Tiểu Xuyên vô vị cười nói. Không cần lo lắng, có Vân Thiếu ở đây, người không hiểu có thể thỉnh giáo hắn. Tất cả mọi người nghe được đều cảm thấy chóng mặt. Nếu nói là hỏi thăm có lẽ còn có thể thoáng tiếp nhận, nhưng hai chữ thỉnh giáo không khỏi quá nghiêm trọng rồi. Càng khiến mọi người trợn trắng mắt chính là Mạc Hoa Nguyên vậy mà thập phần thản nhiên gật đầu nói. Đúng vậy, thuật đao của Vân Thiếu mạnh hơn ta quá nhiều, để ta xem trước một lúc, như nếu không thể giải quyết, sợ rằng phải phiền đến Vân Thiếu xuất thủ rồi. Dương Bình trên trán chảy ra mồ hôi lạnh ra, ngượng ngùng nói. Vân Thiếu kia lại còn là đại sư thuật luyện sao? Vì sao không thấy người đâu? Lệ Phi Vũ cười giải thích nói. Vị này chính là Vân Thiếu, hôm qua ở trên giao dịch hội chỉ là một cỗ khôi lỗi của hắn thôi. À, Dương Bình lại càng hoảng sợ, trong nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi, âm thầm may mắn vừa rồi cũng lộ ra chút không kiên nhẫn nào nếu không sợ sẽ rằng vô tình đắc tội với người này rồi. Lý Vân Tiêu quay đầu lại cười nói. Hôm qua không có ý tứ, không thể dùng chân diện mục gặp người. Kính xin Dương đại nhân thứ lỗi rồi. Dương Bình cười khổ nói. Đâu có, Vân Thiếu chịu đến tương trợ chữa trị truyền tống đại trận, Dương Bình đã vô cùng cảm kích rồi. Lời này cũng chỉ là nói với cường giả thôi, nếu là người bình thường, sau khi biết mình bị lừa gạt thì đã sớm dùng nắm đấm cho đối phương một giáo huấn cả đời khó quên rồi. Dương Bình đi vào trong trận pháp kia, bắt đầu trao đổi với đám thuật luyện sư đang chữa trị, thỉnh thoảng còn quăng ánh mắt qua. Rất nhanh, một gã lão đầu mặt đầy râu cặn lĩnh đội, mang theo mọi người tiến đến, nhìn chằm chằm vào Mạc Hoa Nguyên nói.
Bái kiến Mạc đại sư. Người sau lưng cũng đều cúi người. Mạc Hoa Nguyên nói. Trên người của ngươi cũng chỉ có khí tức bát giai, ta và ngươi cùng giai, không cần đa lễ. Tên thuật luyện sư kia nói. Tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ tán tu, há có thể so sánh với đệ tử của Viên đại sư, năm đó ở thánh vực từng vinh hạnh nghe qua Viên đại sư truyền khóa, thật sự là thu được ích lợi không nhỏ. À, ngươi còn nghe qua sư tôn truyền khóa, vậy cũng có thể xưng hô đồng môn rồi. Mạc Hoa Nguyên thoáng cái nổi lên hứng thú, đang muốn lôi kéo người nọ nói chuyện, Lý Vân Tiêu đã ho khan vài tiếng, nói. Tu sửa đại trận quan trọng hơn. Hắn sợ hai người nói chuyện sẽ không dứt ra được, chậm trễ hành trình của hắn. Tên thuật luyện sư kia trên mặt lộ vẻ cực kỳ không hài lòng, hắn thân là thuật luyện sư bát giai, thân phận cũng cực kỳ tôn quý, không ai dám ngắt lời lúc hắn đang nói chuyện cả. Hắn đang muốn nổi giận, lại bị Mạc Hoa Nguyên kéo lại, vội hỏi. Nói chuyện tránh sự, trước nói chuyện tránh sự đi. Hừ, người nọ là tiểu bối của Mạc đại sư sao? Tiểu hài tử quá mức nuông chiều cũng không được. Hai người đã xa xa bỏ đi, còn truyền đến tiếng tức giận của tên thuật luyện sư kia. Mạc Tiểu Xuyên giận tím mặt, đang muốn tiến lên nổi giận, lại ý Lý Vân Tiêu hung hăng trừng mắt, lúc này mới lui về. Dương Bình làm ra thủ thể mời, nói. Vân Thiếu, chư vị, theo ta đi đại đường nghỉ ngơi đi, nơi này dù sao cũng quá ồn ào rồi. Hắn lúc này đại khái cũng đã nhìn rõ, đám người kia chính là lấy Lý Vân Tiêu, hắn càng cực kỳ hứng thú với thân phận của Lý Vân Tiêu. Trên đường đi vụng trộm ám chỉ cho Lệ Phi Vũ, bảo Lệ Phi Vũ lộ ra thân phận Lý Vân Tiêu nhưng Lệ Phi Vũ chỉ cười khổ lắc đầu. Dương Bình cực kỳ không thoải mái, làm ra thủ thế không có tin. Lệ Phi Vũ buồn khổ làm ra thủ thể thật sự không biết, Dương Bình lập tức hung hăng trừng mắt, khiến Lệ Phi Vũ triệt để buồn bực. Vân Thiếu không biết muốn đi nơi nào thế? Dương Bình nhiệt tình dò hỏi, hắn thầm nghĩ nếu Lệ Phi Vũ ngươi đã không chịu nói vậy thì ta tự mình hỏi. Lý Vân Tiêu cười nói, cùng một đường với Lệ Huynh. Dương Bình quăng cho Lệ Phi Vũ một ánh mắt, ý bảo người ta cùng đường với ngươi, ngươi còn lừa dối ta nói không biết. Lệ Phi Vũ lúc này đã thật sự kinh hãi, nói. Vân Thiếu cũng đi Tống Nguyệt Dương Thành sao? Lý Vân Tiêu nói. Nghe nói Thương Minh Lưỡng Hội ít ngày nữa sẽ được tổ chức, chúng ta đi kiến thức một chút, chẳng lẽ Lệ Huynh không chào đón? Vậy thì tự ta đi một mình cũng được, tuyệt sẽ không nói với người khác là có quen biết Lệ Huynh đâu, để tránh cho Lệ Huynh mất mặt. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Vân Thiếu cũng đừng nói móc ta nữa, Vân Thiếu chịu đi. Ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng Vân Thiếu thật sự chỉ đi xem sao? Hay là còn mưu đồ gì khác? Hắn nói mấy chữ cuối cùng rất nặng, ánh mắt chuyển thành lăng lệ. À, Lệ Huynh tựa hồ sợ ta có xê ý đồ a, ta đi Tống Nguyệt Dương Thành quả thật có mục đích của mình, nhưng không quan hệ đến Vạn Bảo Lâu, hơn nữa Vạn Bảo Lâu ta cũng có mấy vị bằng hữu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Vậy thì tốt. Lệ Phi Vũ ngưng giọng nói. Ta cũng chỉ là sợ sẽ sinh ra xung đột với Vân Thiếu. Nhưng nếu thật sự xung đột thì ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Hắn thay đổi bộ dạng tao nhã lúc trước, bỗng nhiên trở nên cường thế, tựa hồ căn bản không hề sợ hãi võ đế Mạc Tiểu Xuyên ở bên kia. Ha ha, hai vị đều là tuổi trẻ tài tuấn, sao lại dương cung bạt kiếm thế chứ? Tất cả mọi người vui vẻ một chút, truyền tống trận có Mạc Đại Sư tương trợ chắc hẳn rất nhanh được sửa tốt thôi. Lần sau lại tụ họp thành Vũ Phong không biết là năm tháng nào nữa. Dương Bình cảm khái nói. Ta kính hai vị một ly linh tử, sợ rằng lần sau gặp mặt hai vị đã là võ đạo đỉnh phong, không cùng một cấp bậc với tại hạ nữa rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Dương đại nhân nghiêm trọng rồi. Ba người dần uống lấy rượu ngon, từng người nói chuyện phiếm với nhau, kiến thức của Lý Vân Tiêu khiến hai người đều kinh hãi không thôi. Đây không phải là kiến thức mà một gã thiếu niên mười mấy tuổi nên có, rất nhanh đã trò chuyện với nhau thật vui. Qua được một lúc, chỉ thấy Mạc Hoa Nguyên và tên thuật luyện sư bát giai kia cùng đi vào. Dương Bình đại hỉ nói. Sao hả, đã tu sửa xong rồi sao? Tên thuật luyện sư bát giai kia lắc đầu nói. Dưới sự tương trợ của Mạc Đại Sư đã có tiến triển thật lớn, nhưng vẫn bị một đạo cửa khẩu ngăn trở, Mạc Đại Sư nói là muốn tới thỉnh giáo vị Vân. Thiếu, này, hắn cố ý kéo hai chữ đằng sau ra thật dài để bày ra bất mãn và khinh thường trong lòng. Nếu không phải Mạc Hoa Nguyên quả thực biểu hiện ra năng lực rất mạnh thì hắn đã cho rằng những người này đều là lừa đảo rồi.
Mạc Tiểu Xuyên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói, cười lạnh nói. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết trời cao biển rộng? Ta ếch ngồi đáy giếng, ha ha. Tên thuật luyện sư bát giai kia cất tiếng cười to nói. Lúc ta tu luyện ở thánh vực và hóa thần hải, hai mao đầu tiểu tử các ngươi còn không biết ở chỗ nào, lại dám nói ta là ếch ngồi đáy giếng. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra sự bất phàm của Mạc Tiểu Xuyên, nhưng đối với thuật luyện sư bọn hắn mà nói, trừ phi là thuật luyện sư cường đại hơn mình, nếu không cho dù ngươi là võ đế, hắn cũng sẽ không để ý ngươi. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết rõ tính nết những thuật luyện sư này, cũng lơ đễnh, chỉ kinh ngạc nói. Dùng N thực lực của Hoa Nguyên ngươi không nên có vấn đề mới đúng chứ? Mạc Hoa Nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Vân Thiếu, truyền tống đại trận không chỉ trận bàn bị tổn hại, hơn nữa không gian thông đạo tựa hồ cũng bị phá hư nghiêm trọng. Mặc dù chữa trị tốt trận bàn rồi cũng chưa chắc có thể thuận lợi thông qua, phong hiểm thật lớn. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Thông đạo tổn hại, nếu như chỉ là tranh mua trật tự truyền tống thì nhiều lắm cũng chỉ phá hủy trận bàn thôi, chẳng lẽ? Lệ Phi Vũ cả kinh nói. Vân Thiếu có ý tứ là có người cố ý phá vỡ thông đạo. Ân, khả năng này rất lớn, nhưng không biết trình độ phá hư thế nào, chúng ta đi xem thử. Lý Vân Tiêu cũng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, như lối đi kia hoàn toàn bị xấu, thì phiền toái. Xem thử, chẳng lẽ ngươi có thể đo đạc phạm vi hư hao sao? Tên đại sư thuật luyện bát giai kia sắc mặt cổ quái nói, trừng lớn mắt. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không thể, ta chỉ có thể chữa trị toàn bộ hư hao thôi. À, thuật luyện sư bát giai kia há to mồm. Mạc Hoa Nguyên cũng chấn động. Cách chữa trị không gian thông đạo còn khó hơn xa chữa trị trận bàn quá nhiều, hơn nữa tai họa ngầm lớn nhất chính là nguy hiểm, tùy thời sẽ có khả năng bị cuốn vào không gian loạn lưu. Tuy rằng Lý Vân Tiêu cơ duyên thêm mưu lợi có thể miễn cưỡng hơn được hắn, nhưng hắn lại không cho rằng đủ thực lực chữa trị thông đạo nổi. Cho nên hảo tâm nhắc nhở. Thông đạo phía sau trận bàn cơ hồ giã mịt mù không thể thấy được, tính nguy hiểm rất lớn. Mạc Tiểu Xuyên miệt thị đảo qua tên kia thuật luyện sư bát giai, cười nhạo nói. Mở to hai mắt xem thật kỹ đi, ếch ngồi đáy giếng. Sau đó trừng Mạc Hoa Nguyên, nói. Còn ngươi nữa, tầm mắt quá thấp, vĩnh viễn không cách nào trèo lên đỉnh phong. Tuy rằng hắn không hiểu thuật đạo, nhưng trong thiên hạ người duy nhất có thể đánh bại đại thuật luyện sư của yêu tộc chính là sư phó. Nếu ngay cả hắn cũng không có cách nào vậy thì cái truyền tống đại trận kia có thể nói là thật sự xong đời rồi. Mạc Hoa Nguyên tựa hồ còn muốn nói điều gì đó, giật giật bờ môi cuối cùng vẫn nhịn lại được. Tên thuật luyện sư bát giai kia thì cả giận nói. Mạc đại sư, chúng ta cứ đợi xem trò hay của bọn hắn, hừ. Lệ Phi Vũ cũng cảm thấy hồ nghi bất định, chẳng lẽ thực lực Lý Vân Tiêu còn trên cả bát giai? Ý nghĩ này khiến hắn lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian đi theo. Người ở bốn phía truyền tống đại trận đã sớm đình công, đều đang nghị luận nhau nhau. Thấy mọi người đi tới đều là vội vàng ngừng đàm luận, lộ ra vẻ tôn kính, hiển nhiên vừa rồi thực lực mà Mạc Hoa Nguyên biểu hiện ra đã nhận được sự tôn trọng của mọi người. Lý Vân Tiêu trực tiếp đi vào trong trận hình, thân thể khom xuống đặt tay vào trận nhãn cảm nhận. Ở phía sau trận nhãn là một mảnh hư không mịt mù không thể biết, thần trí của hắn ngay lập tức phóng ra hơn vạn dặm, lại không cảm nhận được bất luận thông đạo kết nối nào cả. Lại phá hư như thế triệt để. Cũng không phải ngoài ý muốn bình thường a. Sắc mặt Lệ Phi Vũ đại biến, trong mờ hồ lộ ra nộ khí. Ta đã cảm thấy kỳ quái, quả nhiên là có vấn đề. Vân Thiếu, có thể tu sữa không? Hắn trong mơ hồ có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Lý Vân Tiêu cũng giống như thế, trầm giọng nói. Ta thử xem sao, bất quá phải tiến vào trong hư không kia tìm đường. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói. Tiến vào hư không cực kỳ nguy hiểm. Không bằng để cho ta tới. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ngươi không biết cách, huống hồ phong hiểm cũng không phải nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, ta tự có biện pháp. Hắn đè tay lên mắt trận, một đạo hồn lực rất mạnh từ trong tay chảy vào trong trận pháp, còn chính hắn lại ngồi xếp bằng, chẳng quan tâm gì đến ngoại giới nữa. Mạc Hoa Nguyên đồng tử co lại, trong nội tâm nổi lên một cổ cảm xúc không hiểu, một thoáng vừa rồi dường như hắn đã nhận ra gì đó. Mạc Tiểu Xuyên ngưng giọng nói. Dương Bình đại nhân, nơi này tạm thời trở thành cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, nếu không giết không tha. Dương Bình trong lòng chấn động, vội hỏi.
Tự nhiên là vậy. Hắn bắt đầu vội vàng xua tán đám người. Một số võ giả cũng dễ xử lý, nhưng rất nhiều thuật luyện sư thì lại không chịu. Đại thuật luyện sư bát giai cả giận nói. Hắn không phải nói muốn nhập vào trong thông đạo hư không tìm đường sao? Vì sao vẫn ngồi ở chỗ này, người không phải nói muốn cho ta xem thật kỹ sao? Sao giờ lại thế? Mạc Tiểu Xuyên chỉ vào hắn nói. Người còn lại rời đi, người có thể lưu lại, hôm nay sẽ cho ngươi xem thật kỹ, nếu không thì thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Thuật luyện sư bát giai kia chán nản, hừ lạnh một tiếng nói. Hôm nay ta liền xem hắn xấu mặt thế nào. Mạc Hoa Nguyên ngưng trọng nói. Đại ca, Vân Thiếu đây là thi triển thuật gì, có thể nói rõ không? Mạc Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá sắc mặt ngươi dường như có chút không thích hợp thì phải. Mạc Hoa Nguyên nói. Thuật này rất giống với một loại thần thông của sư tôn ta. Mạc Tiểu Xuyên cười khổ không nói, thầm nghĩ bản thân sư tôn ngươi còn ở trong pháp bảo của sư tôn ta đấy, nhưng lời này hắn lại không thể nói ra miệng, chỉ có thể nói. Hoa Nguyên, tuy rằng ta không hiểu thuật đạo, nhưng trong thiên hạ vạn pháp tương thông, ngươi giờ phút này tuy rằng đã có thành tựu nhất định, nhưng phải tránh ngang ngược kiêu ngạo. Nên biết rằng lấy võ đạo làm thí dụ, bước vào võ đế chi cảnh cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Mạc Hoa Nguyên trong nội tâm dùng mình, vội nói. Cần tuân đại ca dạy bảo. Tên thuật luyện sư bát giai kia cũng trầm mặc không nói, tựa hồ lần này nhận đồng lời Mạc Tiểu Xuyên. Tất cả mọi người ngồi vòng quanh bên người Lý Vân Tiêu lẳng lặng chờ đợi, đã không còn ý kiến nào khác nữa. Dương Bình lệnh cưỡng chế đại lượng cao thủ vây lấy nơi này, còn muỗi cũng đừng mong bay vào được. Lý Vân Tiêu thi triển đúng là tinh quang hồn thể, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đạo hồn lực, tiến vào trong hư không, đạo linh hồn kia trong tay ôm giới thần bi xuyên thẳng qua trong đêm tối vô tận. Trong hư không chỉ có đêm tối vô cùng vô tận, không thấy được biên giới. Lý Vân Tiêu cứ như vậy không biết tiến lên bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng không gian nhiễu loạn, quy tắc không đồng nhất, phù loạn ra. Thì ra điểm dừng ở đây, rốt cuộc là người phương nào gây nên, vậy mà phiêu tán đi xa như thế. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, xem ra phải tốn hao chút thời gian rồi. Hắn dẫm trên giới thần bi, đang muốn bắt đầu bắt tay vào chữa trị, đột nhiên một đạo hào quang cực kỳ lăng lệ kích chạm đến. Lý Vân Tiêu hoảng hốt. Vội vàng nghiêng người tránh né, mắt quét qua hư không, quát. Là ai, vậy mà ẩn nấp trong không gian hư vô này, thông đạo này là do các ngươi cố ý hủy sao? Chậc chậc, thật thông minh bất quá dù thông minh cũng không thông minh bằng công tử nhà ta a. Trong hư không chậm rãi hiện ra bảy đạo nhân ảnh, một người trong đó có chút cảm khái thở dài. Lúc trước công tử nói lưu bảy người chúng ta trấn thủ ở chỗ này, để tránh bị người tu sửa thông đạo. Lúc ấy ta còn thập phần khinh thường, cho rằng vẽ vời cho thêm chuyện. Giờ phút này xem ra, quả thật rất cần thiết. Không thể không bội phục sự thông minh tài trí của công tử nhà ta rồi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua trên người bảy người này, khẽ cười nói. Ta thấy công tử nhà ngươi thật sự là vụng về đến cực điểm mới đúng, nếu không cũng sẽ không phái bảy người các ngươi lưu lại chịu chết. Buồn cười, xem khí tức trên người người chẳng qua chỉ là thuật luyện sư tam giai thôi. Chẳng lẽ còn muốn mạt sát ta bảy người chúng ta sao? Người cầm đầu chỉ cảm thấy một hồi khôi hài. Tên còn lại nói. Đừng nhiều lời với hắn, những thuật luyện sư này đều là đầu óc có bệnh, ngày bình thường cuồng vọng tự đại đến vô biên, lão tử cũng từng chịu đựng không ít, để ta hành hạ người này đến chết để hả giận đi. Dừng lại trong hư không lâu như vậy, buồn bực cũng buồn bực chết rồi, thật vất vả mới có trò vui, sao có thể để mình ngươi hưởng dụng được. Muốn lên mọi người cùng nhau xông lên. Lại một người kêu to lên, thật giống nhìn thấy thịt vậy, bắt đầu phân phối với nhau. Lý Vân Tiêu cũng không gấp chút thời gian này, lạnh lùng nhìn bọn hắn làm trò, trong bảy người ngoại trừ một người có tu vị võ tôn ra, còn lại đều chỉ có trình độ võ hoàng. Ta rất ngạc nhiên công tử trong miệng các ngươi kia là ai đấy? Một người hừ lạnh nói. Người sắp chết, biết nhiều để làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Đến người sắp chết cũng không thể nói rõ cho biết sao. Các ngươi đừng tàn nhẫn như vậy được không? Không tốt. Người nọ cười nhạo nói. Con sâu cái kiến nên có giác ngộ bi thảm của con sâu cái kiến. Tên võ tôn kia khẽ nói. Đừng cãi nhau nữa, chỉ là một con sâu cái kiến, một chiêu liền diệt đi, cũng không nhét kẽ răng, các ngươi không lên thì ta lên vậy. Đừng,
lưu cho chúng ta ra chút niềm vui thú đi. Sáu người khác cơ hồ một ngụm đồng thanh nói, nhao nhao vọt lên. Lý Vân Tiêu nói, đã không thể hỏi được gì từ các ngươi, vậy thì vĩnh quyết đi. Trong tay hắn lóe lên một đạo quang mang điểm xuống dưới chất, giới thần bi lập tức phát ra hào quang sáng chói, bay về phía trước, trong hào quang lập tức bay ra ba người ra, Lý Vân Tiêu cười nói. Rất lâu đã không thả các ngươi ra hóng gió rồi, có thể hoạt động gân cốt một chút. Ba người xếp thành một hàng, đúng là Đoạn Việt, Nhạc Cửu Lâm và Huyền Lôi Kinh Vân Hống, khí tức phát ra trên người khiến sáu người kia khẽ giật mình kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, hai người này một thú là từ đâu đi ra hả? Không tốt, đều là tồn tại võ hoàng đỉnh phong cả. Lý Vân Tiêu nói, tận lực lưu người sống, ta có lời muốn hỏi. Yên tâm, chỉ cần võ tôn kia không tham gia, những người này không nói chơi. Đoạn Việt cực kỳ hào khí, cười to nói. Lão Nhạc, người đối phó mấy người? Nhạc Cửu Lâm nhàn nhạt khẽ nói. Đều là đám ô hợp, tùy tiện. Hai người đã ở trong giới thần bi quá lâu, sớm đã đột phá đã đến võ hoàng đỉnh phong, thêm vào Huyền Lôi Kinh Vân Hống, tổng cộng ba gã cường giả võ hoàng đỉnh phong khiến sáu người phải khiếp sợ. Làm càn có lão phu ở đây, há lại cho bọn ngươi càn rỡ. Tên võ tôn kia trong lòng cũng đại chấn không thôi, nhưng may mắn chỉ là tồn tại cấp bậc võ hoàng, vẫn còn trong phạm vi khống chế của hắn. Này, đối thủ của ngươi ở chỗ này này. Thanh âm Lý Vân Tiêu tuy rằng ôn hòa, lại như bùa đòi mạng lọt vào lỗ tai hắn. Ngay sau đó tên cường giả võ tôn kia liền thấy được một khôi lỗi tản mát ra khí tức võ tôn đỉnh phong xuất hiện trước mặt hắn, nội tâm lập tức chìm vào thung lũng, trở nên một mảnh lạnh buốt. Lên! Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng ra lệnh, hồ lô tiểu kim cương và bọn người Đoạn Việt hào khí tăng vọt xông tới, bảy người đối phương đều lâm vào tuyệt vọng, hoàn toàn trở thành giết chóc đơn phương. Chỉ mấy tức thời gian, trong bảy người đã chết ba, bốn người trọng thương. Tên võ tôn kia cũng bị hồ lô tiểu kim cương xách đến trước mặt, Đoạn Việt càng hô lớn không thú vị, đối thủ quá mức đơn giản, mang theo Nhạc Cửu Lâm và Huyền Lôi Kinh Vân Hống quay lại trong giới thần bi. Tốt rồi, chư vị có thể nói cho tại hạ công tử trong miệng các ngươi là người phương nào rồi chứ? Tên võ tôn kia kinh mạch toàn thân đều bị đánh vỡ, cả người gần như tê liệt, rên rỉ nói. Giết, ngươi giết chết ta đi, công tử nhất định sẽ báo thù cho ta. Lý Vân Tiêu lắc đầu thở dài. Lúc ta thẩm vấn ghét nhất là xương cứng, huống chi xương cứng của các ngươi đều là giả vờ. Lý Vân Tiêu điểm xuống một ngón tay, lập tức hai đạo kiếm quang bắn ra, trong tiếng hét thảm, hai cánh tay tên võ tôn kia đã rơi xuống, bay vào trong bóng đêm vô tận. Ba người chưa chết khác sắc mặt đều thảm biến, bọn hắn ngược lại không ý kỵ tử vong, tồn tại có thể đi đến bước này trên võ đạo, người nào mà không xem nhạt sinh tử. Chỉ là sĩ khả sát bất khả nhục, bảo bọn hắn chịu khuất nhục mà chết thì rất khó chấp nhận nổi. Ngươi giết chúng ta đi, nếu như ngươi cũng là một gã võ giả, vậy thì xin xứng với tôn nghiêm võ giả đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tôn nghiêm võ giả, vậy thì mời các ngươi trước tận trách nhiệm của kẻ bại trận đi đã. Trách nhiệm của kẻ bại trận. Tất cả mọi người mê mang, cau mày. Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy, chính là trách nhiệm của kẻ bại trận. Nói ra tất cả những gì ta muốn biết, nếu không thì đừng nói với ta cái gì mà tôn nghiêm võ giả nữa. Bốn người đều chấn động toàn thân, tên võ tôn kia sợ hãi nói. Không, không thể nói công tử sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, chính mình chết không có sao, chớ liên lụy đến người nhà a. Ai, sinh tử đều lưỡng nan a. Lý Vân Tiêu thở dài. Vậy ta chỉ có thể tra tấn các ngươi rồi. Bốn người thân hình đại chấn. Lúc sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu chỉ thấy được một đôi loan nguyệt chi nhãn huyết sắc. Chỗ tu sửa truyền tống đại trận, tất cả mọi người đã có chút đợi không kiên nhẫn được nữa rồi. Tên đại thuật luyện sư bát giai kia cau mày nói. Hắn thật sự đang tu sửa trận pháp sao? Lại vẫn không nhúc nhích, biết rõ không gian thông đạo ở trong hư không đứt gãy, ngồi ở đây thì làm được gì chứ? Căn bản chính là giả thần giả quỷ. Ý nghĩ của hắn là tiếng lòng của tất cả mọi người. Ngoại trừ Mạc Tiểu Xuyên ra. Mạc Tiểu Xuyên lạnh băng nói. Câm miệng cho ta, ếch ngồi đáy giếng. Loại trách cứ và hoài nghi này nếu rơi vào trên người hắn thì hắn chỉ có thể cười cười, không ngại chút nào. Nhưng nếu nhắm vào sư phó hắn thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được, Mạc Tiểu Xuyên sợ rằng mình đến lúc đó thật sự nhìn không được một trưởng chụp chết người này mất. Hừ,
Người ngoại trừ biết mắng chửi người ra, còn có bản lãnh gì? Muốn ta câm miệng, thì mời bày ra bản lĩnh thực tế đi. Tên thuật luyện sư bát giai kia cũng không nhịn được nữa rồi, nổi giận nói. Trận pháp này vẫn là ta phụ trách tu sửa, đã gần như xong việc, các ngươi chỉ vừa mới tới, không chỉ không giúp ích được gì, lại còn ở đây giả thần giả quỷ, quả thực đáng hận. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Nếu không có bổn sự này, thì cứ thành thành thật thật ngồi chờ đi. Đã đủ rồi, lão tử đã chịu đủ rồi, coi như là võ đế, cũng không có tư cách hô to gọi nhỏ trước mặt ta, võ đế lão tử đã thấy nhiều rồi. Tên thuật luyện sư bát giai kia đứng dậy, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Vị vân thiếu này của các ngươi, nếu có thể đủ tu sửa truyền tống đại trận này thì ta sẽ quỳ xuống dập đầu bái sư hắn. Nếu hắn không thể, thì bảo hắn quỳ xuống dập đầu bái sư ta đi. Có dám đánh bạc không? Mạc Tiểu Xuyên cau mày nói. Tuy rằng ta dám đánh bạc, nhưng chuyện của Vân Thiếu ta không cách nào quyết định. Không bằng như vậy đi, nếu Vân Thiếu không thể tu sửa, ta quỳ xuống dập đầu với ngươi có được không? Nếu hắn tu sửa xong, ngươi quỳ xuống dập đầu mấy cái là được rồi, bái sư thì miễn đi. Ta nghĩ hắn sẽ không thu ngươi làm đồ đệ đâu. Ngươi, thuật luyện sư bát giai kia chán nản, cả giận nói. Tốt. Tốt vậy mà lại bảo ta quỳ, tuy rằng võ đế lão tử đã thấy nhiều, nhưng khiến một gã võ đế quỳ xuống với lão tử thì chưa được thấy qua đâu. Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Cũng vậy, cũng chưa từng có thuật luyện sư bát giai quỳ trước mặt ta, chắc hẳn sẽ rất đã ghiền đây. Đánh cuộc giữa hai người bọn họ lập tức khiến người bốn phía đều chóng mặt, đây cũng không phải là tiền đặt cược bình thường a, vô luận là thuật luyện sư bát giai quỳ xuống, hay là võ đế quỳ xuống. Đều là đại sự đủ để khiếp sợ toàn thành, nguyên một đám đều chảy mồ hôi đầm đìa. Mạc Hoa Nguyên cũng giật mình nói. Đại ca, sao ngươi có thể qua loa thế được? Hắn mặc dù biết sự lợi hại của Lý Vân Tiêu, nhưng cũng không tin tưởng mù quáng như thế chứ. Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Yên tâm đi, tên ngu xuẩn này nhất định phải dập đầu rồi. Chỉ là, ta đột nhiên có một cách nghĩ ác ý, nếu như có thể thấy Vân Thiếu thất bại. Ta coi có dập đầu mấy cái cũng rất đáng a. Trong ấn tượng của Mạc Tiểu Xuyên chưa bao giờ thấy qua Lý Vân Tiêu thất bại cả, hắn một mực đều nghĩ, dưới gầm trời này không ai có thể đánh bại được sư phụ mình, vô luận là võ đạo hay là thuật đạo. Cho nên sau khi thánh vực bài vị chiến truyền ra, Lý Vân Tiêu thân ở thứ ba, khiến hắn rất là giật mình. Trong lòng rất muốn biết một chút xem Ngạo Trường Không và Trác Thanh Phàm kia đến cùng là nhân vật bậc nào, vậy mà có thể đánh bại vị thần trong suy nghĩ của mình. Cái này, Mạc Hoa Nguyên một hồi im lặng, đôi môi khẽ nhúc nhích, vụng trộm truyền âm nói. Đại ca, Vân Thiếu này rốt cuộc là người phương nào, chẳng lẽ giữa huynh đệ chúng ta cũng không thể lộ ra sao? Mạc Tiểu Xuyên thở dài. Người sớm muộn sẽ biết thôi, không nên gấp nhất thời. Mạc Hoa Nguyên triệt để không biết nói gì cho phải, chỉ đành thở dài một tiếng, trong âm thầm cầu nguyện Lý Vân Tiêu này ngàn vạn đừng thất bại. Nếu không nhìn đại ca mình quỳ xuống dập đầu với người khác, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận nổi. Tên thuật luyện sư bát giai kia đối với Mạc Hoa Nguyên vẫn tôn kính dị thường, nói. Mạc đại sư xin yên tâm, xem ở mặt mũi của ngươi, đợi lát nữa ta bảo đại ca ngươi nói lời xin lỗi cũng được, không cần hắn quỳ. Mạc Hoa Nguyên cảm kích nói. Vậy xin đã rồi. Bỗng nhiên Lý Vân Tiêu ngồi ở trung tâm của trận pháp từ từ mở mắt ra, cười nói. Nếu vậy thì Tiểu Xuyên cũng không bảo ngươi quỳ đâu. Vân Thiếu. Mạc Tiểu Xuyên là người đầu tiên xông tới, nói. Sao rồi? Lý Vân Tiêu cười nói. Vì không để ngươi dập đầu với người ta, ta coi như là liều mạng cũng phải tu sửa cho xong mới được. Nếu không ngươi dập đầu với người, chẳng lẽ trên mặt ta có ánh sáng sao? Ai, thật là thất vọng. Mạc Tiểu Xuyên thở dài. Nhìn ngu xuẩn bộ dáng tràn đầy tin tưởng như vậy, ta cho rằng cuối cùng có thể thấy ngươi thất bại một lần đấy chứ. Bộ dáng sĩ diện cãi láo này của hắn lập tức khiến mọi người hận không thể tát qua mấy cái. Tên thuật luyện sư bát giai kia sau khi ngốc trệ ngắn ngủi liền khiếp sợ liên tục lắc đầu nói. Không có khả năng, ta không tin, ngươi lừa gạt ta. Hắn vội vàng chạy đến trong trận pháp, bắt đầu dùng hồn lực rót vào trong đại trận. Rất nhanh sắc mặt liền đại biến, triệt để biến thành ngốc trệ. Mạc Hoa Nguyên cũng khiếp sợ vạn phần, hoảng sợ kiểm tra một lần, phát hiện quả thật đã đả thông toàn bộ, hắn cực kỳ khiếp sợ nhìn Lý Vân Tiêu, nội tâm càng nhấc lên cơn sóng gió động trời,
thực lực cường đại như thế, chẳng lẽ hắn là tồn tại cửu giai sao? Dương Bình và Lệ Phi Vũ tuy rằng cũng kinh hãi không thôi, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Lệ Phi Vũ thở ra một hơi, cười nói. Rốt cục có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Dương Bình nói. Nơi quỷ quái, chẳng lẽ ở thành Vũ Phong Dương Mỗ chiêu đãi không chu toàn, khiến Lệ công tử cảm thấy không thích sao? Lệ Phi Vũ tự biết nói lỡ, liền nói xin lỗi. Dương Bình cười to nói. Lệ công tử không cần đa lễ, thuật võ xong hội Tống Nguyệt Dương Thành sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày nữa, nếu không đi qua, địa vị Vạn Bảo Lâu sợ rằng sẽ tràn đầy nguy cơ a. Lệ Phi Vũ cười nói. Dương đại nhân nghiêm trọng rồi, cơ nghiệp Vạn Bảo Lâu không phải một hai người chống lên, cũng không phải tùy tiện bất luận kẻ nào cũng có thể dung chuyển. Toàn bộ Vạn Bảo Lâu nhiều ta không nhiều lắm, ít đi ta cũng không ít. Dương Bình cười nói. Truyền tống đại trận này nếu là Vân Thiếu tu sửa vậy thì tự nhiên sẽ do Vân Thiếu và Lệ công tử dùng trước, chư vị xin mời. Tên thuật luyện sư bát giai kia vẫn còn ngơ ngác đứng trong trận pháp, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Mạc Tiểu Xuyên tuy rằng thắng, nhưng hắn là võ đế tôn sư, tự nhiên sẽ không tính toán chi ly, cũng lười bảo hắn thực hiện đánh bạc. Lúc trước cũng chỉ vì tên kia nhắm vào Lý Vân Tiêu nên mới khiến hắn tức giận thôi. Hoa Nguyên, từ biệt vậy. Lần sau gặp lại không biết là lúc nào nữa. Mạc Tiểu Xuyên có chút cảm khái nói, vì đường đệ này với mình còn thân hơn cả thân huynh đệ. Chỉ vừa mới gặp gỡ ngắn ngủi đã lập tức phải từ biệt rồi. Đại ca, ta có lẽ sẽ ở lại thánh vực tiếp tục tu luyện cạnh sư tôn. Nếu ngươi có rảnh thì tùy thời có thể tới thánh vực tìm ta. Mạc Hoa Nguyên cũng vạn phần không muốn, huynh đệ hai người ôm lấy nhau. Đột nhiên một đạo thanh âm quái dị vang lên trên không trung. Khặc khặc cười quái dị nói. Dương Bình, truyền tống trận này đã sửa xong, vậy mà không cho chúng ta biết, phụng trộm cho người dùng trước. Đại nhân nhà ta trong mắt ngươi thực có thân phận địa vị a. Dương Bình biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi. Một đạo quang mang từ đằng xa bay vụt đến, truyền qua tầng tầng võ giả, không ai kịp phản ứng. Hơn nữa uy thế đạo quang mang kia rất mạnh, thậm chí không người dám ngăn cản. Hào quang rơi vào trong nội viện khuếch tán ra, thậm chí có hơn 9 tên võ giả, dưới 8 người túm tụm, là một lão giả áo xanh, trên lục bào tràn đầy đồ án khô lâu, đang lười nhác ngồi ở trên kiệu. 8 gã võ giả ở 4 phía lão giả tất cả đều thịnh khí lâm nhân, một gã nam tử trẻ tuổi ở bên trái phía trước quát lớn. Dương Bình, đại nhân nhà ta nói nếu sửa chữa tốt thì phải đầu tiên nói hắn biết, người vậy mà cho người khác dùng trước, trong mắt người có còn đại nhân nhà ta không? Dương Bình trong nội tâm kinh hãi không thôi, vội bước lên trước khom người nói. Công tôn đại nhân, trận pháp này chỉ vừa mới được bọn hắn tu sửa tốt. Ta bảo bọn hắn sử dụng trước tiên, coi như là thí nghiệm một chút, để tránh còn sai lầm gì đó. Nếu như lúc xuyên qua hư không xảy ra vấn đề vậy thì quá nguy hiểm rồi. À, nói như vậy ngươi không để lời ta nói trong lòng cũng là có nguyên nhân đúng không? Lão già kia chậm rãi mở miệng nói. Nếu đã tu sửa tốt rồi, vậy thì mau bảo bọn hắn xéo đi. Bổn tọa cam nguyện đi làm vật thí nghiệm, để tránh đám cặn bã thấp kém kia không cẩn thận bỏ mạng. Dương Bình trên trán toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Cái này, công tôn đại nhân, cái này không quá thỏa đáng a, ngài chính là. Tốt rồi đừng nói nhảm nữa, ý ta đã quyết, bảo bọn hắn xéo đi. Công tôn chiến một tay chỉ vào bọn người Lý Vân Tiêu, ánh mắt lại híp nửa. Tựa hồ những người kia còn không xứng để hắn mở mắt ra nhìn. Dương Bình dưới khí thế của hắn không dám sinh ra lòng đối nghịch, mà nhìn về phía Lý Vân Tiêu tựa như cầu cứu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Thiên võ giới lúc nào xuất hiện một tên xoa điểu vậy chứ? Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Ai nói bọn hắn ngu ngốc, đó là bởi vì lúc ngươi lợi hại, bọn hắn đều rất thông minh, biết rõ làm cháu trai, người như vậy sao có thể xưng là xả điểu được chứ? Nhiều lắm chỉ coi là đậu bức thôi. Lời nói chuyện của bọn hắn rơi vào tai mọi người, tất cả đều chảy mồ hôi lạnh, cũng chỉ có bọn hắn mới dám nói ra loại lời này. Dương Bình trong lòng không ngừng nói thầm, ngàn vạn đừng lần nữa huyên náo đến mức khiến truyền tống đại trận bị hủy, vậy thì thật sự là khóc không ra nước mắt rồi. Làm càn, có biết đại nhân nhà ta là ai không? Thật là đáng chết a. Tên võ giả lên tiếng kia giận tím mặt, không nói hai lời đã bắt ra một đạo kiếm quang. Nhân kiêm hợp nhất vọt lên, kim khí bức người, tràn đầy lăng lệ.
hắn tuy rằng nhìn không thấu tu vị Mạc Tiểu Xuyên, nhưng trình độ võ hoàng nhất tinh của Lý Vân Tiêu hắn liếc mắt đã thấy rõ. Trong võ đạo đều là cùng người cảnh giới mới thân mật, thực lực kém quá lớn sẽ có một hào rộng. Nếu Mạc Tiểu Xuyên và Lý Vân Tiêu đã đàm thiếu thân mật khăng khít như thế, vậy thì thực lực tự nhiên cũng không khác nhau lắm. Mạc Tiểu Xuyên nhẹ duỗi ra hai ngón tay, liền nắm lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng dùng sức đã khiến thân kiếm gãy thành 7-8 đoạn, sau đó hóa chỉ thành trường đẩy ra. Trường phong kình lực cuốn lấy vài đoạn kiếm gãy kia, vặn thành một cổ trường lực vô cùng bá đạo chụp xuống. Rầm rầm rầm, mấy đoạn kiếm gãy kia bay tới. Tên nam tử vừa xuất thủ kia thân thể lập tức bị đâm ra 7-8 cái lỗ lớn, cả người kêu thảm một tiếng bay lên không trung phun ra một búng máu, giống như suối phun vậy, người cũng bị đánh bay, ngã xuống đất bỏ mình. A, à, mọi chuyện chỉ xảy ra trong giây lát, 7 tên võ giả khác đều không kịp phản ứng, đã thấy đồng bạ lúc trước còn khí diễm hung hăng càn quấy, bá đạo hung hăng ngang ngược hóa thành thi thể, đều sợ tới mức nhao nhao lùi lại mấy bước. Có gan! Công Tôn Chiến sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lúc này mới hai mắt phóng hỏa chuyển mắt qua, lúc nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên đồng tử đột nhiên co lại, ngưng giọng nói. Khó trách có người dám bỏ qua uy nghiêm của ta, thì ra cũng có võ đế trong đám. Chẳng lẽ ngươi không biết, mặc dù đều là cửu thiên võ đế, cũng có khác biệt ngày đêm sao? Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Thì ra ngươi cũng biết. Nộ khí của Công Tôn Chiến dần dần tỉnh táo lại, hắn cũng không phải người ngu. Trên thực tế có thể tu luyện tới võ đế, tuyệt sẽ không có kẻ đần, sâu cạn của đối phương hắn hoàn toàn nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định là loại thái độ không chút sợ hãi kia tuyệt đối là thật. Sau khi tiến giai võ đế, bởi vì có thể tùy ý khống chế quy tắc thiên địa, nhấc tay đều là quy tắc chi lực, cho nên mặc dù đều là võ đế cũng khó nhìn ra trình độ sâu cạn của đối phương, chỉ có động thủ thử một lần mới biết. Nhưng nếu như chênh lệch quá lớn mà động thủ, kết quả kia... Trước trên báo tên của ngươi ra đi, ta không động thủ với hạng người vô danh. Công Tôn Chiến lòng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay, muốn trước tiên moi ra chút tin tức từ miệng đối phương. Đây cũng hành vi khách sáo bình thường giữa các võ đế. Mạc Tiểu Xuyên suy tương đương cười một tiếng, nói. Đậu bức, cút, ngươi. Công Tôn Chiến tức đến sắc mặt tái nhợt, ngồi trên kiệu lộ ra vô cùng xấu hổ, một gã thủ hạ của mình bị người giết. Sao có thể dễ dàng rút đi được? Nhưng nếu nói muốn lên, bộ dáng không có sợ hãi, phong khinh vân đạm kia của đối phương khiến trong lòng của hắn cực kỳ bồn chồn. Huống hồ, mục đích thực sự của hắn cũng không phải là cướp đoạt trật tự truyền thống, không cần phải sinh ra mâu thuẫn với một gã võ đế. Sau khi đánh giá qua, hắn liền ngưng giọng nói. Nơi đây quá nhỏ, nếu tranh đấu thì sợ rằng truyền thống đại trận vừa mới tu sửa sẽ bị tổn hại, cho nên... Mạc Tiểu Xuyên không kiên nhẫn ngắt lời nói. Giết ngươi chỉ là chuyện trong một phút, vậy mà vọng tưởng muốn lan đến truyền tống đại trận, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cuồng vọng, tức chết ta rồi. Công Tôn Chiến cũng không nhịn được nữa, đối phương không chút giữ mặt mũi khuất nhục mình như thế, nếu như cứ thế nuốt trôi, vậy thì chuyện hôm nay sẽ hóa thành khúc mắc trên con đường võ đạo sau này, rất có khả năng tu vị từ nay về sau dừng lại không thể tiến thêm, thậm chí sinh ra tâm ma. Võ đạo hàm ý chính là ở chỗ không chút lùi bước, tiến thẳng không lùi. Có thể tu luyện tới võ đế, có ai là bình thường đâu chứ? Công Tôn Chiến cũng hiểu rõ điểm ấy, bị Mạc Tiểu Xuyên lần lượt mỉa mai, đã đến trình độ không thể không ra tay rồi, lửa giận của hắn lập tức bị chôn xuống, lộ ra vẻ bình tĩnh tỉnh táo như nước đọng, thoáng cái như hai người khác nhau vậy. Người bốn phía toàn thân run lên, lúc trước giống như là ở cạnh núi lửa sắp phun trào. Rất sợ tùy thời bị nham tương phun ra đốt thành cho tàn. Nhưng giờ phút này lại như đặt mình trong hầm băng âm lãnh, tùy thời đều có thể bị khí tức âm lãnh kia đóng băng. Lý Vân Tiêu cũng cười khen. Đúng vậy, có thể khống chế cảm xúc tốt như thế, quả thật tu luyện không kém. Hắn vốn có ý tán thưởng, nhưng lọt vào tai Công Tôn Chiến lại mỉa mai vạn phần, tâm tình yên tĩnh bỗng nổi lên sóng gió ngập trời, một tia nộ khí hiên lên trên mặt hắn, trong tay lóe lên hàn quang. Kiếm khí tung hoành, phóng tới trước. Kiếm quyển thiên khung phá thương mang. Trong một kiếm này, có chứa khoáng đạt chi ý của thiên thương địa mang, mang đến cho người một loại tâm di khoáng đạt, khí phách thiên địa rộng lớn. Hảo kiếm, tên đậu bức này thật là có tài. Lý Vân Tiêu nói. Cẩn thận bảo vệ trận pháp, đừng để bên ngoài lại bị phá hủy. Sau khi hắn nói xong lời này cũng giống như mọi người vọt qua một bên, kiếm thế của võ đế.
coi như là bất diệt kim thân sơ cấp cũng sẽ lập tức tan thành mây khói ngay. Ân khó trách không có mắt như vậy, quả nhiên có chút tài năng. Mạc Tiểu Xuyên chân phải lui về sau một bước, một đạo kim quang tản ra dưới chân, bao phủ trọn cả truyền tống đại trận vào dưới kim mang, sợ bị kinh khí của hai người tổn hại. Về sau mới múa hai quyền trước người, nguyên khí theo quyền lộ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, kẹp thân kiếm vào giữa hai giấm. Lực lượng khống chế cực kỳ tinh diệu, không để cho chút dư âm khuếch tán ra, để tránh chấn động làm ảnh hưởng đến người bên cạnh. Công Tôn Chiến kinh hãi, chỉ riêng chiêu này đã thấy được đối phương ở mặt khống chế lực lượng còn tinh diệu hơn xa mình. Nhưng chỉ có khống chế tinh vi vẫn không đủ, mấu chốt thẳng lợi vẫn là thực lực tuyệt đối. Hắn mạnh mẽ rót đế khí vào trong trường kiếm, trong chốc lát bắn ra đạo đạo hoa quang, phá vỡ phòng ngự nguyên khí trong tay Mạc Tiểu Xuyên, trực tiếp đẩy mạnh ba thước, đâm thẳng tới trái tim Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên thần sắc tỉnh táo như thường, quyền phong hiển hách chấn lên thân kiếm, nhộn nhạo ra âm luật chói tai. Hắn khổ cái dưới chân không thể nhúc nhích, nếu không một khi di động, trận pháp sẽ rất dễ bị đế khí chấn vỡ, mà bọn hắn cũng không còn thời gian tiến hành tu sửa thêm nữa. Đương đương đương, quyền ảnh như hồ điệp bay múa quanh thân, dưới một quyền này, vậy mà hơn 30 đạo khí kình tầng tầng lớp lớp bài sơn đảo hải trồng chất ép qua, một đạo cường thế hơn một đạo. Trên trường kiếm của Công Tôn Chiến đã uy áp cực lớn ảnh hưởng, kiếm thế chuyển hướng, đâm chật tới. Kiếm khí không giảm bắn ra khỏi mũi kiếm, trực tiếp xuyên qua hư không ngàn mét. Người bốn phía thấy thế cả kinh xanh cả mặt, vừa rồi nếu có người ở chỗ đó thì đã lập tức xong đời rồi. Thần tiên đánh nhau, tai họa phàm nhân, thật không sai chút nào. Đánh nhau với ta, lại còn vọng tưởng bảo vệ trận pháp, càn rỡ. Công Tôn Chiến sau một kiếm, tin tưởng tăng nhiều, hoành kiếm quét lên, kiếm quang ở bên ngoài thân kiếm ngưng tụ ra hư ảnh, phảng phất có kiếm linh trong đó, mang đến cho người khí tức khát máu, không lưu tình chút nào chém xuống dưới. Mạc Tiểu Xuyên chân phải không rời, xoay tròn nửa người, hai ngón hóa thành kiếm quyết, lâm không điểm tới kiếm ảnh của đối phương, quát khẽ. Nếu không phải bảo vệ trận pháp, ngươi cho rằng mình có thể sống tới giờ sao? Bang bang! Chỉ lực hóa kiếm, chân khiến kiếm ảnh kia lập tức chôn vùi, uy lực một kiếm kia của Công Tôn Chiến lại cường đại như vậy, xinh xinh muốn chém hắn thành cho bụi. Mạc Tiểu Xuyên rốt cục động dung rồi, một nửa lực lượng của hắn đều rót vào dưới chân phải, muốn thủ hộ trận pháp, hơn nữa hành động bị hạn chế, khắp nơi bị quản chế. Tiện nhân luôn sĩ diện cãi láo, rõ ràng nhìn ra chênh lệch giữa ta và ngươi lại không biết thối lui. Còn vọng tưởng mượn nhờ ta thủ hộ trận pháp mà lấn tới, đã vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi. Trên người Mạc Tiểu Xuyên bỗng nhiên bắn ra kiếm khí cường đại, chỉ đứng ở đó lại như hóa thành một thanh thần binh lợi khí vô kiên bất tồi, sắp xuất khiếu. Chỉ riêng loại uy thế hóa kiếm này đã khiến kiếm quang của Công Tôn Chiến trì trệ, tựa hồ đã nhận ra chuyện gì đó nguy hiểm. Bảo kiếm kia bỗng nhiên phát ra tiếng chói tai, phảng phất như đang cảnh cáo. Không tốt! Công Tôn Chiến trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ muốn thu kiếm bỏ chạy. Giờ khắc này hắn mới cảm nhận được chỗ khủng bố của Mạc Tiểu Xuyên, thì ra lúc trước hắn mới chỉ mới làm nóng người. Dưới kiếm khí kia, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không còn chút chiến ý nào nữa. Muốn đi, ngươi sớm đấp cứt đi! Thanh âm lạnh như băng của Mạc Tiểu Xuyên vang lên. Giơ cánh tay lên cao, ở trên cánh tay phải kia, tựa hồ trong mơ hồ hiện ra một thanh kiếm hình, như ẩn như không, lóe ra ánh sáng âm u. Đồng tử Lệ Phi Vũ đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn qua cánh tay phải kia của Mạc Tiểu Xuyên, hắn cũng không phân biệt ra được đến cùng đó là một thanh thực kiếm hay chỉ là kiếm hình, nhưng kiếm ý kia lại cực kỳ mạnh mẽ, lan khắp toàn bộ tiểu viện, khiến mọi người cực kỳ sợ hãi. Lý Vân Tiêu cũng có chút động, hai con người dừng ở kiếm ý kia. Tựa hồ ánh mắt mỉm cười, thập phần thưởng thức. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Mạc Tiểu Xuyên trong miệng thở khẽ, kiếm quyết này đúng là thiên trinh hạo nhiên quyết của Mạc gia bọn hắn, hắn thi triển ra càng mạnh mẽ hơn Lý Vân Tiêu nhiều. Bởi vì một kiếm này hắn đã tập luyện qua vô số lần rồi, so với Lý Vân Tiêu chỉ mới tập qua mấy lần quả thật cách biệt một trời một đất. Kiếm quang chém xuống, một mảnh kiếm khí như biển, toàn bộ võ giả trong phạm vi vài dặm đều lênh đênh trong phiến kiếm hải này. Kinh hãi ngừng thở, một chút động tác nhỏ cũng không dám có, dường như chỉ cần tùy tiện khẽ động, liền sẽ lập tức bị kiếm khí gọt thành bùn nhão, thậm chí bùn nhão cũng không còn vậy. Ta dừng tay, ta chẳng qua chỉ là... Công Tôn Chiến đã triệt để sợ rồi, run rẩy sợ hãi giống lên,
nhưng thanh âm của hắn lập tức đã bị chôn vùi trong kiếm hải, không chỉ có hắn, mà bảy tên võ giả đi theo sau lưng còn không kịp kêu thảm đã lập tức tiêu vong, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua trong thiên địa này vậy. Một khe rãnh cực lớn nứt ra trên mặt đất, lấy chân phải Mạc Tiểu Xuyên làm đầu, một mực lan ra ngoài ngàn mét, sâu không biết mấy phần. Chém tên cặn bã không biết tốt xấu này, lãng phí kiếm ý của ca. Mạc Tiểu Xuyên khinh miệt xùy tương đương một tiếng, nhìn qua bên cạnh, nói với Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu, một kiếm vừa rồi như thế nào? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mong đợi, xem thử có được lời khen ngợi của sư phó không? Bọn người Lệ Phi Vũ đã sớm toàn thân mồ hôi lạnh, cả kinh đến quên mất nhúc nhích như thế nào, thần kinh kéo căng đến mức không thể trầm tĩnh lại, ngay cả cổ cũng khó nhúc nhích, trong cổ họng càng một hồi khô khốc, không cách nào lên tiếng. Đại ca, người thật là lợi hại. Mạc Hoa Nguyên lộ ra thần sắc mừng rỡ, thật tình khen. Không biết đại ca bây giờ có tu vị gì, một kiếm kia cực kỳ mạnh mẽ, theo ta suy tính, ít nhất cũng là võ đế tam tinh rồi. Hắc hắc. Mạc Tiểu Xuyên cười đắc ý dưới, ánh mắt thủy chung không rời khỏi trên người Lý Vân Tiêu, tựa hồ chỉ có khẳng định của hắn mới thật sự là khẳng định. Lý Vân Tiêu cũng cười, chỉ thản nhiên nói. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, người quá lười rồi. Mạc Tiểu Xuyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ sợ biểu hiện của mình khiến sư phó bất mãn. Ý của Lý Vân Tiêu cũng không phê bình, cũng đã là khen ngợi tốt nhất rồi. Về phần nói hắn quá lười là ý nói hắn có thể chiến đấu đánh bại đối phương, nhưng lại không dây dưa, trực tiếp xuất kiếm diệt sát đối phương. Đây không phải là sợ hắn chậm trễ thời gian mọi người sao, ha ha. Mọi người nghe tiếng cười của hắn, lại không một ai cười nổi, thân thể cứng ngắc bắt đầu có thể cử động lại một chút rồi. Một gã cửu thiên võ đế, vài phần chung trước còn hung hăng càn quấy vô biên, ở Bắc Vực coi như cũng có chút danh tiếng. Cứ như vậy vừa rồi mặt được một lát đã bị chém cho tan thành mây khói rồi. Ngoại trừ Lý Vân Tiêu và chính hắn ra, mặc cho ai cũng không cười nổi cả. Đi thôi, trì hoãn không ít thời gian rồi, cũng chỉ còn lại 7 ngày, sợ rằng tiểu ni tử kia đã sớm nóng lòng không yên rồi. Lý Vân Tiêu nghĩ đến bộ dáng vội vàng sao động của Đinh Linh Nhi, hắn nhịn không được cười rộ lên. Tiểu ni tử, chính là sư, là Lý Phu Nhân sao? Mạc Tiểu Xuyên con mắt sáng ngời, bắt đầu nhiều chuyện. Lý Vân Tiêu cười nói. Đi liền biết, người rất có khả năng sẽ gặp lại một vị cố nhân đấy. Mạc Tiểu Xuyên trong nội tâm khẽ động, đại hỉ nói. Chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu gật đầu cười nói. Nếu hắn đã biết hành tung của ta, rất có thể đã ở Tống Nguyệt Dương Thành rồi, đi thôi. Hắn vừa sải bước vào trong trận pháp, Mạc Tiểu Xuyên liền theo sát phía sau. Lệ Phi Vũ sau khi hồi thần lại, cũng thong dong đi vào trận pháp. Đại ca, như vậy sau khi từ biệt, nếu có rảnh thì hãy đến thánh vực tìm ta, huynh đệ chúng ta lại tụ họp. Mạc Hoa Nguyên trong nội tâm không đành lòng, thậm chí có cảm giác muốn rơi lệ. Mạc Tiểu Xuyên cười mắng. Đừng leo bèo, người chính là đại sư thuật luyện bát giai được vạn người kính ngưỡng đấy, nếu khóc ta cũng không chịu nổi đâu. Dương Bình vội vàng lấy ra đại lượng nguyên thạch trồng chất trên trận pháp, nói. Hoan nghênh chư vị lần sau lại đến thành Vũ Phong. Lý Vân Tiêu mỉm cười, trong tay Linh Quyết lật qua lật lại, đại lượng nguyên thạch lập tức hóa thành cho phi, linh khí thoáng cái đã bị hút vào trận pháp bên trong, toàn bộ đại trận vận chuyển lại. Sau đó ba người liền cảm nhận được lực xé rách cực lớn, thân thể đã không còn trong thành Vũ Phong nữa. Cảm nhận được bốn phía không ngừng vò tới các loại lực lượng trùng kích lấy thân thể thậm chí linh thức, đây là chuyện tất nhiên phải có trong lúc truyền tống cự ly xa, may mắn ba người cũng không phải loại bình thường, toàn bộ đều không để trong lòng. Rất nhanh, trong bóng đêm đen kịt, phía trước hiện ra chút ánh sáng, sau đó không ngừng phóng lớn, đợi đến lúc bao trùm lấy thì ba người đã đặt mình ở ngoài hư không, trong mơ hồ liền có thanh âm truyền đến. Lại có người truyền tống đến, mau xem thử có không. Ai, hôm nay đã là ngày thứ 13 rồi, đoán chừng không có cách nào rồi. Xốc lại tinh thần đi, người không thấy sắc mặt đội trưởng đại nhân ngày càng không tốt sao, chớ chọc thêm chuyện nữa. Đội trưởng nhất định đưa mặt chịu mắng, nhưng thứ này không phải chúng ta có thể quyết định được. Nói không chừng Lệ Phi Vũ đại nhân giờ phút này đang thoải mái bên người một đống cô nương xinh đẹp cũng nên. Làm sao có thể, hiện giờ là lúc nào, Lệ Phi Vũ đại nhân tuyệt đối sẽ biết chừng mực. Có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Sau khi ba người xuất hiện bên ngoài hư không,
cũng không có cảm giác mê muội, vững vàng thỏa thỏa xuất hiện trong một phương không biên. Bốn phía vậy mà đều là các võ giả đang mặc áo giáp đao kiếm, hào khí nghiêm khắc và khẩn trương, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ băng lãnh. Ồ, chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải Tống Nguyệt Dương thành sao? Lý Vân Tiêu cổ quái nói. Một tòa thành chỉ rất tàn mạn, rất hòa khí, sao lại biến thành mỗi người đều dương cung bạt kiếm như thế chứ? À! Đạo thanh âm lúc trước kinh hô lên, đại hỉ kêu lên. Lệ Phi Vũ đại nhân là Lệ Phi Vũ đại nhân, ngài rốt cục trở về rồi. Tất cả võ giả vũ trang chung quanh đều thoáng cái trở nên khẩn trương, mỗi người đều vui mừng, tựa hồ như đã hoàn thành xong nhiệm vụ vậy. Nhâm đại nhân, Lệ Phi Vũ đại nhân trở về rồi. Người lúc trước vội vàng chạy ra ngoài hô to lên. Lý Vân Tiêu nghiền ngẫm cười nói. Lệ huynh, nhờ phúc của ngươi, lại có nhiều người như vậy tới đón tiếp chúng ta, thật là rạng rỡ rồi. Lệ Phi Vũ lúng túng nói. Khiến Vân Thiếu chê cười. Những người này tất nhiên cho rằng ta không biết nặng nhẹ, chuyện lớn như vậy cũng không quay về, sợ rằng đang rất lo lắng đấy. Hắn có chút tức giận quát. Ai là người chủ sự? Lại biến điểm rơi truyền tống làm ra thế này, không sợ người thiên hạ chê cười sao? Tống Nguyệt Dương Thành có tất cả 4 tòa khóa vực truyền tống đại trận, đồng thời cũng có 4 điểm rơi truyền tống, nơi này tất cả đều là người Vạn Bảo Lâu vây quanh, sợ rằng 3 nơi khác cũng không ngoại lệ. Mạc Tiểu Xuyên cười khẩy nói. Chê cười, sao lại chê cười chứ, khí phách như vậy, hẳn là khiến người thiên hạ run rẩy mới đúng a. Lệ Phi Vũ trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tuy rằng Vạn Bảo Lâu đứng đầu thương minh nhưng làm ra hành vi như vậy sợ rằng cũng bị không ít người nhắm vào a. Phi Vũ, người rốt cục trở về rồi, gấp rút chết ta rồi. Một đạo thanh âm to truyền đến, thậm chí còn chưa thấy hào quang, một gã lão giả đã xuất hiện ở trước mặt 3 người rồi. Lão giả cẩm y ngọc bào, vẻ mặt hưng phấn, giống như không thấy Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên mà trực tiếp cười lớn giữ chặt lấy tay Lệ Phi Vũ. Cao giọng cười nói. Ha ha, hoàn hảo không tổn hao gì, ta sự sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì, khiến mấy lão già chúng ta gấp chết rồi, nhanh đi về, để phó lâu chủ đại nhân cũng được yên lòng. Nhậm lão, Lệ Phi Vũ vùng cánh tay lão giả kia ra, cười khổ nói. Ngài sao lại làm ra trận thế lớn như thế, tất cả mọi người đều đang chê cười chúng ta đấy. Nhậm lão ngẩng đầu ưỡn ngực, đương nhiên nói. Chê cười. Ai dám chê cười, Tống Nguyệt Dương Thành là do chúng ta định đoạt, nếu có người dám chê cười, vậy thì bảo bọn hắn xéo đi. Khí phách, khí phách. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười nói. Lệ Phi Vũ một hồi im lặng, vội giới thiệu nói. Vị này chính là thất trưởng lão Nhâm Quang Nhiễm của Tệ Phái. Hai vị này là hảo hữu ta kết bạn trên đường, Vân Thiếu và, bằng hữu của hắn. Hắn cũng không biết tính danh Mạc Tiểu Xuyên. Chỉ đành giới thiệu như vậy, nói. Nếu không có bọn hắn tương trợ, ta sợ rằng còn bị vây ở thành Vũ Phong, thịnh hội lần này thật sự không thể nào tham gia được rồi. Nhâm Quang Nhiễm nhìn hai người sau đó cũng không chú ý, chỉ là lúc ánh mắt rơi vào trên người Mạc Tiểu Xuyên thoáng lộ ra một chút kinh ngạc thôi, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Lệ Phi Vũ nói ra chuyện truyền tống đại trận bị hư hao lại một lần, nói. Nếu không có Vân Thiếu và bằng hữu của hắn. Lần này thật sự phiền toái rồi. Nhâm Quang Nhiễm lúc này mới đánh giá Mạc Tiểu Xuyên thêm vài lần, nói. Đệ tử của Viên Cao Hàn Đại Sư trưởng quản linh tử thánh vực là đệ đệ ngươi. Mà ngươi là từ thành Nam Hỏa tiến vào thành Vũ Phong, đệ đệ của ngươi có lẽ chính là Mạc Hoa Nguyên, mà ngươi là Mạc Tiểu Xuyên rồi. Thân hình Mạc Tiểu Xuyên hơi khẽ chấn động, giật mình nói. Tin tức của Vạn Bảo Lâu không ngờ lại toàn diện, rõ ràng như thế, thật là đáng sợ a. Trong lời nói của hắn đã có câu trả lời rồi. Lệ Phi Vũ kinh ngạc nói. Nhậm lão, ngài biết bọn hắn sao? Nhâm Quang Nhiễm cười hắc hắc, lắc đầu, nói. Ta không biết, nhưng một gã đệ tử thiên tài của Viên Cao Hàn Đại Sư ở thành Nam Hỏa, chính là người Mạc gia thành Hắc Thiết, thiên hạ này đều biết, huống chi là Vạn Bảo Lâu cực kỳ linh thông về tin tức chứ. Mà vị kia là ca ca của Mạc Hoa Nguyên, không phải Mạc Tiểu Xuyên thì còn ai nữa? Lệ Phi Vũ cau mày nói. A, tựa hồ Hoa Nguyên Đại Sư và Tiểu Xuyên Đại Nhân có danh khí rất lớn a, nhưng vì sao ta chưa từng nghe qua chứ? Nhâm Quang Nhiễm cười nói. Đó là vì ngươi còn trẻ, thời đại thuộc về bọn hắn đã qua.
hiện giờ tên nóng này thiên hạ chính là Bắc Vực tứ tú bọn ngươi. Danh khí của Mạc Tiểu Xuyên năm đó còn trên cả đệ đệ hắn, bởi vì sư tôn của hắn chính là vị phong hào võ đế đại nhân bài danh đệ tam kia. Lệ Phi Vũ chấn động, thân hình đột nhiên chấn động, hoảng sợ thất thanh nói. Đệ tam võ đế, Cổ Phi Dương phong hào phá quân. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, liền khôi phục bình thường, cũng không ai phát hiện tâm tình hắn trong sát na vừa rồi đã có chút hỗn loạn. Ân, năm đó Cổ Phi Dương đại nhân không ai bì nổi, giống như mặt trời ban trưa, mấy người đệ tử của hắn cũng đều danh truyền thiên hạ, đáng tiếc a. Nhâm Quang Nhiễm hít một tiếng. Lệ Phi Vũ cũng hiểu rõ, câu đáng tiếc kia chính là chỉ chuyện Cổ Phi Dương vẫn lạc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên cũng trở nên tôn kính hơn, không thể tưởng được người trước mắt này lại có địa vị lớn như thế, cũng khó trách thực lực hắn mạnh như vậy. Thế nhưng mà, nếu như nói địa vị Mạc Tiểu Xuyên lớn như vậy, không chỉ là đệ tử Cổ Phi Dương, hơn người còn là người Mạc gia thành hắc thiết, vậy thì Lý Vân Tiêu được hắn che chở, giống như người hầu thủ ở bên người, lại có thân phận gì? Nghĩ đến đây, lập tức đầu lớn lên, hơn nữa có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi, tựa hồ không dám suy nghĩ thêm nữa. Mạc Tiểu Xuyên cười to nói. Ha ha, chuyện sư tôn cũng đã xảy ra lâu rồi, không có gì mà đáng tiếc hay không cả, không có gì. Nhâm Quang Nhiễm cổ quái nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, nói. Ngươi ngược lại nhìn rất thoáng đấy. Hắc hắc, có một vị hiền giả đã từng nói qua, thời gian chính là thuốc chữa thương tốt nhất, đã lâu rồi, cái gì cũng đã nhìn thông, ha ha. Mạc Tiểu Xuyên giả bộ như nhìn thấu thế sự vô thường, lại khiến Nhâm Quang Nhiễm và Lệ Phi Vũ trong lòng cực kỳ khinh bỉ, dù sao địa vị của thập đại võ đế ở trong suy nghĩ của tất cả võ giả đều cực cao. Hừ, nhìn thấu là tốt rồi. Nhâm Quang Nhiễm lạnh lùng nói một câu, nói. Phi Vũ, chúng ta đi thôi. Hắn tựa hồ không muốn ở lại với Mạc Tiểu Xuyên. Về phần Lý Vân Tiêu, tu vị võ hoàng nhất tinh đã bị hắn không để ý đến, thậm chí còn không cho rằng ở đó có người nữa. Lệ Phi Vũ trong nội tâm khẽ động, trong mắt tinh mang lập lòe, chậm rãi mở miệng nói. Vân Thiếu, không bằng đi tới Vạn Bảo Lâu ta ngồi một chút, để cho ta tận tình địa chủ đi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, đã nhận ra thần sắc Lệ Phi Vũ tựa hồ nổi lên biến hóa, hắn bất động thanh sắc nói. Không cần, ta cũng có chuyện quan trọng nơi thân. Tạm thời từ biệt đi. Dù sao đều ở trong thành, đoán chừng rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Lệ Phi Vũ nói. Tống Nguyệt Dương thành quá lớn, ta sợ Vân Thiếu lần đầu tiên đến đây sẽ lạc đường, vẫn nên để ta dẫn đường thì hơn. Lai lịch Lý Vân Tiêu rất cổ quái thần bí, hơn nữa thực lực của Mạc Tiểu Xuyên cũng không tầm thường, đến Tống Nguyệt Dương thành không biết có ý đồ gì, hắn đột nhiên sinh ra cách nghĩ muốn khống chế hai người này. Nếu nói Tống Nguyệt Dương Thành có nhân tố nào không ổn định vậy thì hai người này tuyệt đối nằm trong số đó. Nhâm Quang Nhiễm cũng lập tức đã hiểu rõ ý Lệ Phi Vũ, cười to nói. Ha ha, đúng vậy a, hai vị tốt là theo chúng ta đi Vạn Bảo Lâu làm khác đi, sau đó người của chúng ta phụ trách cùng đi a. Hiện giờ trong thành rất loạn, hai người các ngươi đi loạn sẽ rất nguy hiểm đấy. Mạc Tiểu Xuyên nói. Ta sao lại có cảm giác đi theo các ngươi mới thật là nguy hiểm. Vân Thiếu, chúng ta đi mau, đừng để ý đến đám người này. Ừ, Lý Vân Tiêu cũng liên tục gật đầu, quay người muốn rời đi. Nhâm Quang Nhiễm khẽ nói. Hai vị sao lại không cho Vạn Bảo Lâu ta mặt mũi như thế? Tại hạ tự mình mời cũng không đến sao? Lời hắn vừa dứt, hào khí thoáng cái bỗng nhiên trở nên khẩn trương, võ giả bốn phía tựa hồ cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, trở nên dương cung bạt kiếm, trên bầu trời phảng phất như hiển hiện mây đen. Nhâm Quang Nhiễm có lòng tin, hắn đã lên tiếng, hai người tất nhiên phải thần phục. Nhưng, kết quả lại khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu nói, hai vị xem ra rất rãnh rỗi đến nhức cả trứng rái a, sẽ không sợ đau quá, biến thành trứng nát sao? Một câu kinh người, ở trước mặt thất trưởng lão dám nói ra loại lời này, tất cả người Vạn Bảo Lâu đều sợ ngây người, sau đó nhao nhao rút binh khí ra súng lại, ra tay cùng rảo bước tiến lên bước chân chỉnh tề như một. Khí thế lập tức ngưng tụ, áp khí cường đại cuồn cuộn mà lên, tuyệt đối là một chi đội ngũ được huấn luyện cực kỳ đáng sợ. Mạc Tiểu Xuyên khinh miệt nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ nói. Đám cặn bã này có thể làm được gì? Hai vị muốn bọn hắn cũng cùng nát trứng với các ngươi sao? Lệ Phi Vũ kinh hãi không thôi,
Ở trong thành Vũ Phong, Lý Vân Tiêu bằng vào lực lượng Mạc Tiểu Xuyên có thể hung hăng càn quấy, nhưng bây giờ là Tống Nguyệt Dương thành, hơn nữa tu vị thất trưởng lão tuyệt đối áp chế hai người bọn họ nhưng vẫn hung hăng càn quấy như thế, hắn rốt cục dựa vào thứ gì? Nhâm Quang Nhiễm cũng quăng tới cho Lệ Phi Vũ vẻ hỏi thăm, Lệ Phi Vũ chỉ cảm thấy có chút đâm lao phải theo lao, nếu trở mặt động thủ, có trời mới biết sẽ dẫn xuất ra phiền toái lớn gì. Hắn đã có ý muốn lùi bước, cười nói. Ha ha, ta chỉ là hảo ý mời thôi, nếu Vân Thiếu đã không muốn, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Nhưng Vân Thiếu có thể nói rõ là đến Tống Nguyệt Dương Thành có chuyện gì không? Dù sao thời kỳ này cũng quá mức nhạy cảm, ta sợ hai vị sẽ bị liên quan đến, dù sao hai vị đều hảo hữu của tại hạ, Phi Vũ dù liều chết cũng muốn bảo vệ hai vị an toàn. Dương cung bạt kiếm thoáng cái đã bị hắn nói hiên ngang lẫm liệt như thế, bộ dáng như muốn vì chi chỉ xông vào núi đao biển lửa. Lý Vân Tiêu nội tâm cười nhạt một chút, thầm nghĩ Bắc Vực tứ tú quả nhiên không chỉ tu vị cao cường, mà tâm trí xử sự cũng hơn người thường rất nhiều. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cảm kích, lớn tiếng kích động nói. Đa tạ Lệ huynh coi trọng như thế, khiến tại hạ cảm động đến rơi nước mắt, ở Tống Nguyệt Dương Thành này nếu gặp phải bất luận khó khăn gì, ta đều sẽ trực tiếp trên báo ra danh tự Lệ huynh, có Lệ huynh làm chỗ dựa, sợ rằng sẽ không ai dám đụng đến ta cả. Mạc Tiểu Xuyên cũng cười nói. Vậy tốt rồi, lúc trước đến Tống Nguyệt Dương Thành ta còn lo lắng sẽ có chuyện, sợ gặp phải cao thủ gì đó. Hiện giờ có Vạn Bảo Lâu làm hậu thuẫn, có thể đi ngang rồi, ha ha. Lệ Phi Vũ lập tức mắt choáng váng, Nhâm Quang Nhiễm cũng há to mồm, chỉ cảm thấy thập phần không ổn, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Lệ Phi Vũ ngượng ngùng nói. Vân Thiếu nói đùa, ở Tống Nguyệt Dương Thành các ngươi không đi gây người khác, tự nhiên sẽ không ai chọc giận các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi chủ động nháo sự, Lệ Phi Vũ ta đây. Đã hiểu rõ. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói. Nếu có người chủ động chọc chúng ta liền trực tiếp báo ra danh hạo Lệ huynh. Lệ huynh cao thượng, Vân Thiếu nhớ kỹ. Nếu hai vị đã không rãnh rỗi đến nhức cả trứng rái, sợ rằng cũng có việc nơi người, cũng không quấy rầy nữa. Tạm thời từ biệt, đều ở trong Tống Nguyệt Dương Thành cả, sớm muốn gì cũng sẽ tái hợp thôi. Hắn một câu đã chặn lời từ chối của Lệ Phi Vũ về, khiến đối phương không biết nói thế nào. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Chỉ mong vậy, Vân Thiếu là bằng hữu mà ta thấy đáng giá thâm giao nhất. Nhâm Quang Nhiễm trong nội tâm cả kinh, vô luận là hư tình giả ý, hay là hữu cảm nhi phát, có thể khiến Lệ Phi Vũ nói ra những lời này cũng đủ thấy đối phương không đơn giản. Lý Vân Tiêu ôm quyền cáo từ, cùng Mạc Tiểu Xuyên quay người rời đi. Đám võ giả bốn phía nguyên một đám thần thái ngạo mạn, muốn ngăn trước người hai người. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo tinh mang, hồn lực cường đại bỗng nhiên tản ra, chuyển mắt qua, người phía trước liền toàn thân đại chấn, nhao nhao không bất giác thối lui sang hai bên, nhượng xuất ra một lối đi, run rẩy nhìn qua hai người rời đi. Nhâm Quang Nhiễm nói, Phi Vũ, Vân Thiếu kia rốt cuộc có địa vị gì? Chẳng qua chỉ là võ hoàng thôi. Làm sao có thể khiến Mạc Tiểu Xuyên cúi đầu xưng thần như thế được? Phải biết rằng bất luận cường giả võ đế nào cũng đều vô cùng kiêu ngạo, mặc dù ngươi cường đại hơn hắn nhiều thì nhiều nhất cũng chỉ sợ hãi ngươi, tôn kính ngươi. Nhưng ta thấy hắn đối với Vân Thiếu này, quả thực giống như chủ tớ vậy, đây không phải là tôn kính, mà là kính ngưỡng. Có thể khiến một gã cường giả võ đế kính ngưỡng như vậy, hắn rốt cuộc là người phương nào? Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Ta cũng không biết. Thiên võ giới khi nào xuất hiện nhân vật như thế chứ, xem ra phải bảo ngành tình báo mau chóng triệt để điều tra chi tiết người này mới được. Nhâm Quang Nhiễm nói, ân, việc này ta lập tức sẽ phân phó xuống dưới. Còn có ở trong Tống Nguyệt Dương Thành cũng không thể để bọn hắn làm ẩu, phải thăm dò rõ ràng mục đích và hướng đi của bọn hắn, chuyện này ta sẽ bảo Tật Hỏa đi làm. Lệ Phi Vũ trong nội tâm khẽ động, nói, nếu Tật Hỏa đã làm chuyện này, vậy thì tất nhiên không thành vấn đề. Người Vạn Bảo Lâu lập tức chỉnh đốn như một, dưới sự xuất lĩnh của Nhâm Quang Nhiễm và Lệ Phi Vũ biến mất trên đường. Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên sau khi rời khỏi điểm đáp truyền tống, đi vào trên đường Tống Nguyệt Dương Thành, đường cái răng khắp nơi, bốn phương thông suốt, lộ ra vẻ phồn hoa vô tận. Nơi này chính là thương thành đệ nhất thiên hạ Tống Nguyệt Dương Thành. Thành trì tuy lớn, nhưng ở chính giữa lại dựng thẳng tám mặt cờ xí cao ngất, từng cái tung bay. Đúng là đại biểu cho tiêu chí của bát đại thành viên ban trị sự thương minh, ở trên bầu trời đón gió bay phất phới.
có thể khiến tiêu chí thương hội mình tung bay trên trời cao kia, là mộng tưởng trong suy nghĩ của mỗi một thương hội. Vân Thiếu, ta nói Tống Nguyệt Dương thành này không chỉ nhiều thương nhân, tựa hồ thám tử cũng nhiều a, mới đi được vài bước, đã có hơn 20 thám tử đi theo sau lưng chúng ta rồi. Ha ha, dù sao hiện giờ là thời kỳ mẫn cảm, tất cả thương hội lớn khẩn trương một chút cũng rất bình thường. Ngươi xem những người buôn bán này, mỗi người đều thân mang thủ đoạn, không có ai là người bình thường cả. Vậy có cần nghĩ biện pháp né tránh bọn hắn không? Miễn cho bất tiện chúng ta tìm người. Trốn, trốn đi đâu? Nơi này toàn dân giai binh, Tống Nguyệt Dương thành hiện giờ sợ rằng đã là đệ nhất thiên hạ thành rồi, mặc kệ bọn hắn đi. Người ta cũng chỉ chấp hành nhiệm vụ kiếm miếng cơm ăn thôi mà. Lý Vân Tiêu đi tới chỗ một lão thái bà bán trà diệp đản, nói. Lão thái bà, xin hỏi chú điểm thương hội Thiên Nguyên ở chỗ nào? Lão thái bà kia nếp nhăn đầy mặt, thân thể run rẩy, phảng phất như tùy thời đều muốn ngã xuống vậy, lộ ra vẻ hoảng sợ và không hiểu nói. Ngươi, ngươi nói, cái gì? Ta, lão thái bà ta, nghe, nghe không? Tốt rồi, đừng giả bộ nữa. Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn ngắt lời nói. Tu vị võ hoàng tam tinh, cho rằng dán lên chân ẩn thức phù sẽ không ai nhận ra ngươi sao? Không có tác dụng đâu, lão thái bà ưu tú như ngươi, đi tới chỗ nào cũng là đom đóm trong đêm tối cả, tranh thủ thời gian nói cho ta biết đường đến thương hội Thiên Nguyên đi. Lão thái bà. Nàng kinh ngạc cả buổi, mới nói. Ngươi làm sao phát hiện được hả? Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Đoạn đường này tất cả đều là võ giả thực lực không tệ, làm sao có thể xuất hiện một lão thái bà hoàn toàn không có tu vị được. Hơn nữa, một lão thái bà bình thường, ăn được nhiều trà diệp đản vậy sao? Mau đi, đừng chậm trễ thời gian của công tử nhà ta nữa. Lão thái bà lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Thì ra là thế. Nàng đánh giá hai người, lúc này mới chỉ vào mặt phía bắc nói. Đi tới chừng 10 dặm, chính là trú điểm của thương hội Thiên Nguyên. Nơi nào khí phách nhất thì là nó đấy. 10 dặm. Mạc Tiểu Xuyên chấn động, nói. Thành trì này rộng bao nhiêu? Lão thái bà nhếch miệng cười nói. Đông tay xỏ xuyên qua chừng 100 dặm, hai vị nếu không mua một xe chỉ nam đi. Chỉ cần thiết lập tốt địa điểm, xe này tự nhiên sẽ mang bọn ngươi đi qua. Loại xe chỉ nam này chính là đặc sản của Tống Nguyệt Dương thành nha. Nàng chỉ một cái cửa hàng ở đối diện. Bên trong không ít xe hình thù kỳ quái, trên đường cái cũng có không ít người ngồi. Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên cảm thấy rất mới lạ, hơn nữa giờ cách lưỡng hội vẫn còn mấy ngày, cũng không vội chạy đi, liền kêu một cái xe hai người, thiết lập trú điểm thương hội Thiên Nguyên, liền tự động chạy lên. Lão bản bán xe kia cau mày lẩm bẩm. Thương hội Thiên Nguyên sao? Lần này tất nhiên phải bị thủ tiêu tư cách xử lý công việc lâu dài rồi, hai người này là người phương nào, lại có chuyện gì? Tin tức này phải truyền đi mới được. Những chuyện tương tự thế này mấy ngày qua vẫn luôn phát sinh trong Tống Nguyệt Dương Thành, toàn bộ thành trì đều là một tấm mạng lưới tình báo lớn, mấy chục, thậm chí trên 100 thương hội đều đang tìm hiểu các loại tin tức, người làm công tác tình báo đã bị loay hoay đến choáng váng đầu óc luôn rồi. Tiểu Xuyên, người thấy Thương Minh như thế nào? Trên xe chỉ nam, Lý Vân Tiêu nhìn qua đường phố phồn hoa bên ngoài, đột nhiên hỏi. Mạc Tiểu Xuyên nhíu mày. Không dám tùy ý trả lời, sau khi suy nghĩ một lúc mới nói. Phú khả địch quốc, lực lượng thật lớn. Ân. Trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động tinh mang, nói. Toàn bộ lực lượng Thương Minh liên hợp lại, thậm chí có thể bao trùm trên 7 đại thế lực siêu cấp, trở thành tồn tại có thể sánh được với Thánh Vực và Hóa Thần Hải. Mạc Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh, theo ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua 8 mặt cờ xí ở Trung ương Thành, cả kinh nói. Vân Thiếu, ý của ngươi là, nếu có thể đủ vào ban trị sự Thương Minh, có thể nắm giữ hạch tâm Thương Minh liền trở thành tồn tại có thể chống lại bất luận thế lực lớn nào trong thiên hạ sao? Lý Vân Tiêu híp mắt nói. Thương Minh mặt ngoài nhìn như chia rẽ, nhưng tất cả lực lượng cơ hồ đều nắm giữ trong tay 4 minh hạch tâm, mà trong 4 minh hạch tâm này, lại lấy Vạn Bảo Lâu và Tứ Cực Môn vi tôn. Hai phái này cơ hồ nắm giữ hơn phân nửa lực lượng Thương Minh. Nếu hai phái này mà liên thủ với nhau, cũng đủ để thống nhất Thương Minh, trở thành quái vật khổng lồ chính thức rồi. Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Cái này thì không cần phải lo, Vương Bá Hùng Đồ, ai không được động, ta thấy bọn hắn tuyệt đối không có khả năng hợp tác. Lý Vân Tiêu nói. Dưới tình huống bình thường sẽ không,
nhưng nếu có một ngày ngoại lực đè xuống thì huynh đệ sẽ cùng nhau hợp tác chống người ngoài, đoàn kết nhất trí. Ngoại lực, Mạc Tiểu Xuyên nói. Vân Thiếu Ý nói gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Nói thí dụ như mấy đại phái siêu cấp ở Bắc Vực A, ai mà không thèm muốn lợi ích của Thương Minh, hoặc là Thánh Vực chẳng hạn. Ngươi cho rằng Thánh Vực là thứ tốt sao? Nếu không phải tất cả mọi người hiểu rõ đạo lý này, một khi tạo áp lực đối với Thương Minh, tất nhiên sẽ khiến nội bộ bọn họ trở nên vô cùng đoàn kết. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Thương Minh đều ở vào hoàn cảnh phát triển cực kỳ thoải mái, không có ai ngu xuẩn đi động đến bọn hắn cả. Mạc Tiểu Xuyên nói. Vậy chư phái Bắc Vực lại muốn đánh chủ ý gì? Lý Vân Tiêu nói. Sống ở gian nan khổ cực, đã chết tại yên vui. Để Thương Minh tự mình hao tổn, đợi đến khi hao tổn không sai biệt lắm thì có thể ra tay thâu thóm. Nhưng cái này cũng có thể xuất hiện kết quả cực kỳ không tốt, đó chính là Thương Minh trong lúc hao tổn, xuất hiện một vị bá chủ, chính thức nhất thống Thương Minh, nếu thế thì đối với Bắc Vực tuyệt đối là hậu quả mang tính tai nạn. Hắn khẽ cười nói. Bất quá ít nhất trước mắt còn không thấy tình hình này. Chư phái Bắc Vực cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, sau lưng nhất định sẽ có các loại động tác, không ngừng tan rã đoàn kết bên trong Thương Minh. Nhưng Thương Minh cũng không phải đèn đã cạn dầu, bất quá tranh đấu này cũng không có quan hệ gì đến ta cả. Hai người không ngừng nói các loại bí văn đại lục, cùng với phân tranh thế cục trong những năm gần đây, một mặt thưởng thức sự phồn hoa của Tống Nguyệt Dương Thành, thập phần thích ý. Xe chỉ nam rốt cục đạt đến đi, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước xuất hiện vài tên võ giả, cản đường lại, quát. Người đến người phương nào, kính xin xuống xe. Lý Vân Tiêu lộ ra lệnh bài của Thương hội Thiên Nguyên, mấy tên võ giả kia trong mắt sáng ngời, kinh hãi nói. Thì ra là hội viên cấp chí tôn. Lý Vân Tiêu thu hồi lệnh bài, nói. Ta một đường tới, vì sao mỗi nhà Thương Minh đều giống như họa địa thành vi, xếp vào cấm địa. Không cho phép ngoại nhân tiến vào thế. Tòa thành chỉ to như vậy đã bị vẽ ra mấy vòng cấm địa lớn nhỏ rồi. Tên võ giả kia cười khổ nói. Khách nhân tôn quý có chỗ không biết, lần này Thương Minh lưỡng hội còn khẩn trương hơn bất luận lần nào trước kia, không chỉ vẽ ra cấm địa, hơn nữa đều thi triển ra đại trận ngăn cách, che đậy điều tra từ bên ngoài, bất luận người nào tiến vào đều phải kiểm tra nghiêm khắc. Bất quá ngài là hội viên cấp chí tôn cấp bậc cao nhất, nên không cần kiểm tra, nhưng mà... Hắn thoáng do dự nói. Lúc này ngài tạm thời không thể vào được. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, nói. Vì sao, ta muốn gặp Đinh tiểu thư nhà các ngươi. Cái võ giả kia khó xử nói. Vừa rồi thiếu gia mang theo một đám người tiến vào, đã nghiêm khắc phân phó không có mệnh lệnh của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Thiếu gia. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Thiếu gia trong miệng ngươi, chính là đệ đệ Đinh Bằng của Đinh Linh Nhi sao? Cái võ giả nói. Đúng là Đinh Bằng thiếu gia, bên trên ra lệnh chúng ta cũng không dám cãi lời, kính xin ngài chờ một chút, có lẽ không bao lâu nữa. Lý Vân Tiêu nói. Vậy Đinh Linh Nhi có ở trong đó không? Võ giả kia nói. Đinh tiểu thư cũng ở bên trong, hẳn là có chuyện quan trọng gì đó cần thương lượng. Lý Vân Tiêu đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Một loại cảm giác bực bội không hiểu dâng lên trong lòng, tựa hồ cảm thấy có chuyện xảy ra. Sắc mặt hắn đột biến, nói. Để cho ta đi vào. Tiếp theo không nói lời nào, đi nhanh vào bên trong. Người ở bốn phía tất cả đều hoảng sợ, nói. Khách quý, kính xin không nên khiến chúng ta khó xử. Lý Vân Tiêu có lệnh bài chí tôn cấp bậc cao nhất, có thể có được lệnh bài này, không người nào mà không phải là bạn tri kỷ của Thương hội Thiên Nguyên. Hoặc là người có cống hiến cực lớn với thương hội, toàn bộ đại lục thiên vũ tuyệt đối không quá 5 cái. Loại nhân vật này bọn hắn cũng không đắc tội nổi, nhưng Đinh Bằng có lệnh lại không thể không theo. Được rồi, ta sẽ không khiến các ngươi khó xử nữa. Lý Vân Tiêu tản ra tinh thần lực, không gian thoáng cái trở nên vặn vẹo, lập tức mang đờ hắn và Mạc Tiểu Xuyên thuấn di rời đi, lưu lại trống rỗng. Tên võ giả kia sững sờ, lập tức đại chấn nói. Không tốt rồi, bọn hắn nhất định đã tiến vào, mau báo cho Đinh Bằng thiếu gia. Trong đó một gã võ giả mau chóng chạy vào bên trong mơ hồ còn thấy được thân ảnh Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên ở đằng trước bọn hắn, dốc sức liều mạng hô lớn. Đứng lại! Nhưng hai người nào để ý đến hắn, thoáng cái đã biến mất trong cấm địa do Thương hội Thiên Nguyên vẽ ra. Trong đại điện nơi đóng quân Thương hội Thiên Nguyên, một mảnh lành lạnh.
Ninh Linh Nhi ngồi trên chủ vị, sau lưng bên trái đứng thẳng một người, còn có bốn gã võ giả phân biệt gạt ra, đứng ở sau lưng nàng, thực lực cũng không được, tất cả đều chỉ có tu vị võ hoàng. Trên hàng ghế khách là một gã tê thanh niên nam tử hần thái phiêu giật đang chậm rãi nhấm nháp trà thơm trong tay, thỉnh thoảng dùng nắp trà nhẹ nhàng gạt lá trà qua. Bên thân nam tử cũng đứng thẳng bốn gã võ giả, tất cả đều thần sắc lạnh lùng, tràn ngập một cổ sát khí. Một gã thiếu niên tuổi trẻ đi đến chủ vị, có chút không dám nhìn thẳng vào hai mắt Đinh Linh Nhi, cúi đầu nói. Tỷ, ta đây cũng là vì trợ giúp thương hội Thiên Nguyên. Thương hội này là Giang Sơn một tay cha đánh ra, ta cũng không thể trơ mắt ếch ra nhìn nó bị hủy được. Đinh Linh Nhi ánh mắt lạnh lùng rời khỏi người hắn, nhìn chằm chằm vào tên nam tử thanh niên ở bên dưới, lạnh lùng nói. Ngô công tử có chuyện gì cứ việc nói thẳng là được, Đinh Linh Nhi rửa tai lắng nghe. Nam tử Ngô Vũ kia đặt chén trà xuống, cười nói. Ha ha, Linh Nhi muội muội nói chuyện làm việc vẫn lưu loát như vậy, ta vẫn rất kính ngưỡng. Từ lúc gặp mặt Linh Nhi muội muội trong lần tranh đoạt mạch khoáng ở Đông Vực lần trước. Đinh Linh Nhi phất tay ngắt lời nói. Chuyện lúc trước đừng nói tới nữa, Ngô công tử nếu không còn chuyện gì khác thì xin tiễn khách. Ngô Vũ cũng không tức giận, ha ha cười nói. Tính tình Linh Nhi muội muội sao càng ngày càng vội vàng sao động rồi, chẳng có quan hệ đến tình cảnh hiện giờ của Thương hội Thiên Nguyên sao? Khiến Linh Nhi muội muội cả ngày vất vả, tính tình cũng trở nên táo bạo hơn. Đinh Linh Nhi hừ lạnh nói. Tình cảnh Thương hội Thiên Nguyên có gì không đúng sao? Ta cảm giác tất cả vẫn rất tốt à? Đinh Bằng nhìn không được trách nói. Tỷ Ngô công tử là tới trợ giúp chúng ta, thái độ của ngươi sao lại lãnh đạm như thế? Ngư cự bằng hữu ở ngoài ngàn dặm như vậy, quả thực là đang đẩy thương hội vào trong hố lửa đấy. Khó trách phụ thân từ sau khi giao mọi chuyện lớn nhỏ của thương hội cho ngươi, một năm không bằng một năm. Đinh Bằng. Đinh Linh Nhi nổi giận nói. Ngươi lui qua một bên cho ta, thương hội La Khúc bọn hắn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, những năm này khắp nơi âm thầm đối phó chúng ta, chính là đại địch số một của chúng ta. Ngươi vậy mà nói tới giúp chúng ta, ngươi từ lúc nào hỗn cũng một chỗ với bọn hắn thế hả? Đinh Bằng sau khi bị chửi, trên mặt đỏ bừng, bộ dạng bất cứ giá nào nữa, rít gào nói. Cái gì gọi là hỗn cùng một chỗ? Ta đây là lấy thân phận thiếu chủ thương hội Thiên Nguyên nói chuyện làm ăn với Ngô công tử. Ngươi chỉ không ngừng gây thù cho thương hội, mà ta thì sao, lại có thể hóa thù thành bạn, không chỉ có không hề tranh giành đối với chúng ta. Ngược lại còn tới giúp chúng ta nữa, tốt xấu vừa nhìn đã hiểu ngay. Đinh Linh Nhi khí toàn thân phát run, cả giận nói. Ngươi cút sang một bên cho ta, thương hội Thiên Nguyên do ta làm chủ. Đinh Bằng lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì, chỉ bằng một cái quyết định hồ đồ của phụ thân sao? Phụ thân đã già, căn bản không phân rõ tốt xấu. Đại hội trọng yếu như thế, phụ thân vậy mà cũng không tới tham gia, hắn đã bất lực với chuyện thương hội rồi. Mà ta, thân là nhi tử duy nhất của phụ thân, quyết không thể trơ mắt ếch ra nhìn thương hội bị hủy trong tay ngươi được. Ngươi, ngươi tức chết ta rồi, bắt lấy hắn, giam lại. Ninh Linh Nhi vô án, tức giận đến không nhẹ. Ngô Vũ ở một bên cười lạnh đã lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Linh Nhi muội muội, không cần tức giận, lệnh đệ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng các phương diện quả thật không dưới ngươi. Chuyện hắn nói cũng không sai. Nếu hôm nay có thể đàm thành vậy thì hai thương hội chúng ta sẽ thân như một nhà, cũng không phân biệt lẫn nhau và đối địch với nhau nữa, đây không phải đại hảo sự sao? Thử hỏi ngươi cầm quyền lâu như thế, có thể làm được một bước này không? Ninh Linh Nhi nhìn lấy lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. À, ta ngược lại rất muốn nghe xem, tên đệ đệ không nên thân này nói với các ngươi làm sao để thân như một nhà, tuy hai mà một. Ngô Vũ cười cười. Kỳ thật chuyện cũng rất đơn giản, thương hội Thiên Nguyên phát triển đến nay, quả thật từng có thời điểm phi thường huy hoàng, nhưng hiện giờ đã không được nữa. Thực lực chỉnh thể kém thương hội La Khúc chúng ta quá xa. Nhưng nếu có thể được sự ủng hộ từ thương hội La Khúc, tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong. Ninh Linh Nhi lạnh lùng nói. Ngô Vũ, thương hội La Khúc các ngươi chẳng lẽ biến thành thiện đường rồi, lại làm ra chuyện không chút nào lợi mình, chuyên môn lợi người như thế. Ngô Vũ cười nói. Ha ha, thiên hạ tự nhiên không có cơm trưa miễn phí. Linh Nhi muội muội tự nhiên cũng phải trả giá. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Linh Nhi muội muội gả cho ta, hai vợ chồng chúng ta cùng chấp trưởng lưỡng đại thương hội, sau đó hợp hai thành một,
thử hỏi đối với tương lai sau này còn không phải nắm chắc sao? Đinh Bằng nói. Đúng vậy à, tỷ đến lúc đó Ngô công tử trở thành tỷ phu của ta, hai thương hội chúng ta liền thân mật khăng khít rồi, tỷ phu với tư cách là hội trưởng, mà ta chính là phó hội trưởng. Đến lúc đó coi như lọt vào hạch tâm tứ minh cũng rất dễ dàng à. Đinh Linh Nhi một hồi đầu tráng váng, tức đến thiếu chút nữa đã ngất tại chỗ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, một hơi buồn bực nghẹn tại ngực nói không nên lời. Vu Dung cả giận nói. Bằng thiếu gia, người thật hồ đồ a, như vậy chẳng lẽ không phải là chắp tay tặng thương hội cho họ Ngô này sao? Đinh Bằng chỉ vào Vu Dung khiển trách quát mắng. Ngươi là thứ gì, cũng dám chỉ ta giáo huấn. Lão nô mà thôi, mau cút cho bản thiếu gia. Hắn nói. Tỷ, ngươi ngàn vạn đừng nghe lão nô này nói nhả, đến lúc đó thương hội hai nhà chúng ta cùng sở hữu, tỷ phu không phải là ngươi sao? Bằng không thì dùng thế cục hiện giờ, căn bản không cách nào có thể chống thêm nữa. Một khi mất đi tư cách thành viên ban trị sự, lập tức sẽ gặp phải kết cục bị cắn nuốt ngay, ta đây cũng là vì tốt cho cơ nghiệp của cha thôi. Tốt, 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 quả nhiên là tốt cho cơ nghiệp của cha. Ninh Linh Nhi khóc không ra nước mắt, có chút nức nở nói. Ta hiện giờ rốt cục hiểu rõ sự bất đắc dĩ của cha lúc trước rồi, hắn nói ngươi khó thành châu báu, bởi vậy mới để một nữ hài tử như ta tiếp quản thương hội. Tỷ một mực vẫn hy vọng ngươi có thể mau chóng lớn lên. Ta sẽ giao trả thương hội này lại cho ngươi, ngươi có biết tỷ tỷ những năm này có bao nhiêu khổ cực không? Nàng thoáng cái đột nhiên có cảm giác như vạn niệm đều diệt, chỗ ký thá tinh thần để nhiều năm qua đau khổ chống đỡ thoáng cái đã sụp đổ, cả người trong lòng cảm thấy cực kỳ trống rỗng. Giờ khắc này, nàng có cảm giác như muốn trút bỏ tất cả, trút bỏ đi bao phục luôn đeo trên lưng, thoát khỏi thế giới hỗn loạn phức tạp này, tất cả những gì làm trong những năm gần đây vào thời khắc này dường như đều không có ý nghĩa gì nữa cả. Đinh Bằng khẽ nói, đó là cha bất công, nếu ngươi đã có ý muốn trả thương hội cho ta, vậy thì hiện giờ trả đi. Ninh Linh Nhi thống khổ nói, nếu ngươi đã trưởng thành, đã có ý nghĩ của mình, vậy thì thương hội này tỷ tỷ cũng mặc kệ. Ta dù sao chỉ là một nữ tử, cơ nghiệp của cha sớm muộn đều sẽ do ngươi thừa kế, nhưng ngươi gánh chịu nổi sao? Đinh Bằng nói, điểm ấy tỷ tỷ cũng không cần lo lắng, người tài ba dị sĩ. Các loại cao thủ trong tay ta tuyệt sẽ không ít hơn tỷ tỷ ngươi nắm giữ. Tăng thêm còn có Ngô công tử giúp ta, ta nhất định sẽ phát dương quang đại cơ nghiệp mà cha lưu lại. Ninh Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói. Tốt, chuyện thương hội từ hôm nay liền do ngươi tới phụ trách, tỷ tỷ mặc kệ. Vu Dung kinh hãi nói. Tiểu thư, việc này tại hệ quá nhiều, vẫn nên đợi hỏi qua lão gia rồi tính sau. Ninh Bằng cả giận nói. Cẩu nô tài. Chuyện Đinh gia ta há lại cần ngươi tới lắm miệng, cha tuổi già vô lực, cứ an dưỡng tuổi già là được, loại chuyện an nhì tỷ tỷ làm chủ là được rồi. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang cực nóng, bộ dạng như không thể chờ được nữa. Ninh Linh Nhi lạnh lùng nhìn hắn, trong tay bay ra một khối lệnh bài màu vàng, đúng là thiên nguyên lệnh tượng trưng cho quyền lực cao nhất thương hội thiên nguyên, chỉ có hội trưởng mới có thể đeo. Ninh Bằng đại hỉ, đột nhiên nhận lấy, cầm trong tay chỉ cảm thấy thập phần nóng bỏng. Vẻ cuồng tiếu hiển hiện trên mặt, cầm lệnh bài lật xem cẩn thận, sợ là đồ giả. Trong mắt Ngô Vũ cũng tỏa ra ánh sáng, cười to nói. Ha ha, chúc mừng Bằng lão đệ rồi. Ninh Linh nhìn thấy bộ dạng Đinh Bằng như vậy, lòng càng nguội như cho, nói. Phu lão, đỡ ta rời đi đi. Nàng đứng lên cũng có chút khó khăn rồi. Phu Dung thở một tiếng thật dài, không thể tưởng được vào thời khắc nguy cơ như thế. Dĩ nhiên là thương hội tự động tan rã từ bên trong, thương hội thiên nguyên từ nay về sau một đi không trở lại. Hắn cũng thoáng cái già nua đi mấy tuổi, dắt díu lấy Đinh Linh Nhi muốn rời đi. Chậm đã. Ngô Vũ triển khai tay phải, ngăn hai người lại, nhe răng cười nói. Linh Nhi muội muội, hôn sự giữa ta và ngươi, ngươi còn chưa đáp ứng mà. Ta nhổ vào, cút. Đinh Linh Nhi vốn toàn thân vô lực, không biết lấy đâu ra khí lực. Phung tay bắn ra một đạo quang mang, chém thẳng tới đầu Ngô Vũ, hận không thể bầm thây hắn thành vạn đoạn. Ha ha! Ngô Vũ cười lớn một tiếng, năm ngón tay khép lại như đao, thoáng cái đã chém đạo quang mang kia ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Võ Hoàng Nhị Tinh, ha ha, Linh Nhi muội muội không hổ là một trong lưỡng đại mỹ nhân thương minh người người ngưỡng mộ, thiên phú không ngờ lại kinh người như thế. Làm phu nhân ta thật sự quá phù hợp rồi. Bất quá Bằng lão đệ,
hiện giờ tất cả mọi người là người một nhà rồi, kính xin giúp ta khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi đi. Ninh Bằng sau khi xác định Thiên Nguyên lệnh không giả liền thở nhẹ ra, vẻ mặt khí phách nói. Tỷ tỷ, ngươi cũng trưởng thành rồi, thay thương hội bôn ba nhiều năm như vậy, cũng nên tìm một nhà tốt để gả rồi. Phóng mắt khắp toàn bộ thiên võ giới, trong lớp trẻ lấy Bắc Vực Tứ Tú vi tôn, nhưng Tứ Tú kia là nhân vật bậc nào, tất nhiên cũng chướng mắt tỷ tỷ. Cho nên vẫn biết thân một chút mới tốt, gả cho Vũ Ca là thích hợp nhất, cũng môn đăng hộ đối nhất rồi. Ninh Linh Nhi nghe thế cảm thấy ngực khó chịu, cơ hồ như muốn hộc máu. Ninh Bằng cau mày nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn một mực ở giá, nếu đợi đến khi già đi, cũng chỉ có thể biến thành thừa nữ rồi. Ngô Vũ cười to nói. Ha ha, ta sao có thể nhẫn tâm khiến tỷ tỷ ngươi biến thành gái già được chứ? Ninh Bằng khẽ nói. Chẳng lẽ thương hội Thiên Nguyên ta còn phải nuôi ngươi cả đời sao? Hắn nghiễm nhiên làm ra bộ dạng làm chủ thương hội Thiên Nguyên. Phốc, Ninh Linh Nhi rốt cục không nhịn được nữa, phun ra một ngụm tâm huyết, cả người lung lay sắp đổ. Vu Dung tức đến thất khiếu bốc khói, gào thét lớn vung thiết trượng đánh qua, cả giận nói. Hôm nay ta muốn dĩ hạ phạm thượng rồi. Lão nô không biết chữ chết viết như thế nào. Ninh Bằng giận dữ, đá qua một cước, chấn lên thiết quải kia, hai đao linh áp chấn động ra, hai người đều bị chấn lùi lại mấy bước, không ngờ lại ngang tay. Ninh Bằng chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đặc biệt là mình hôm nay đã trưởng quản thương hội Thiên Nguyên, lại bị một nô tài mạo phạm, hơn nữa còn để người ngoài trông thấy, hắn lập tức giận dữ quát. Giết hắn đi, giết lão nô này cho ta. Bốn gã võ giả thương hội Thiên Nguyên có mặt ở đại điện tất cả đều hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm thế nào. Ninh Bằng giận dữ, quát. Lời ta nói các ngươi dám không nghe sao? Hắn vội vàng xuất ra Thiên Nguyên lệnh nha, ném vào trước mặt bốn người, cả giận nói. Thiên Nguyên lệnh ở đây, các ngươi dám không nghe sao? Bốn người không dám nhìn thẳng vào Thiên Nguyên lệnh kia, đều là nhao nhao cúi đầu xuống, hoặc thậm chí còn xoay đầu sang chỗ khác nữa. Ninh Linh Nhi trưởng quản thương hội mấy năm, sớm đã thâm nhập nhân tâm, là người đứng đầu duy nhất trong suy nghĩ mọi người. Há có thể bởi vì chuyển giao một tấm lệnh bài mà thay đổi thiên địa được. Ngô Vũ cũng nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nói. Bằng lão đệ, xem ra ngươi còn gánh nặng đường xa, hôm nay cứ để lão ca thay ngươi trấn tràng diện đi. Hắn đưa mắt, một gã võ giả bên người liền đứng dậy, khí tức khuếch tán khắp toàn trường, dĩ nhiên là lĩnh vực võ tôn, thoáng cái đã chân áp khiến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thậm chí có chút không thở nổi. Ninh Bằng cau mày nói. Tỷ, năm đó Xê Kim Phong ngân mang cha giao cho ngươi ở đâu? Nếu ngươi đã giao thương hội cho ta, vậy thì hai cổ lực lượng kia cũng nên đưa cho ta mới đúng. Nếu không toàn bộ thương hội cũng không còn xác, ta nhận lấy làm gì chứ? Ngô Vũ trong lòng cũng khẽ động, tám thành viên ban trị sự thương minh, mỗi một nhà thực lực đều rất mạnh, mặc dù mọi người đều là thương nhân, biểu hiện ra buôn bán hòa hòa khí khí. Nhưng đều có vũ lực cường đại đang âm thầm trèo trống, nếu không sinh ý rất khó mà làm được. Ninh Linh Nhi lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói. Ngươi cho rằng Kim Phong ngân mang của Thương hội Thiên Nguyên một mực ở trong tay tỷ tỷ sao? Nếu là thế, giờ phút này ta còn bị các ngươi khi dễ sao? Hai cổ lực lượng kia vẫn một mực ở trong tay cha, chưa bao giờ giao cho ta cả. Ninh Bằng sắc mặt đại biến, trên mặt xẹt qua một tia kinh hoàng, nói. Không có khả năng. Cha tuổi tác đã cao, sớm đã không còn hỏi đến chuyện thương hội. Nếu không có Kim Phong ngân mang tương trợ, chỉ bằng vào mấy tên cẩu nô tài bên cạnh ngươi, mấy năm này ngươi làm sao mà lăn lộn, ngươi muốn gạt ta sao? Sắc mặt Ngô Vũ cũng đột biến, hắn nhìn ra Đinh Linh Nhi cũng không nói dối, nếu nói hai cổ lực lượng vẫn chèo chống thương hội Thiên Nguyên một mực đều không ở trong tay Đinh Linh Nhi, vậy thì những năm gần đây này nàng chèo chống thương hội Thiên Nguyên đến trình độ như hiện giờ. Quả thực chính là kỳ tích rồi, trong nội tâm không khỏi khiếp sợ không thôi. Ninh Linh Nhi lạnh lùng nói. Việc này ngươi có thể tự mình đến hỏi cha, nếu Kim Phong ngân mang ta có thể khống chế, vậy thì ta còn bị các ngươi bức bách sao? Hôm nay trực tiếp quét dọn các ngươi là được rồi. Ninh Bằng trong nội tâm đại chấn, lập tức có loại hoảng hốt như thất thần, nếu chuyện hôm nay bị phụ thân biết được, kết quả của hắn có thể nghĩ. Huống chi hai cổ lực lượng cường đại nhất của thương hội Thiên Nguyên còn nằm trong tay phụ thân, Thiên Nguyên lệnh trong tay mình chẳng phải không khác gì vật trang trí sao? Ngô Vũ nói. Bằng lão đệ không cần khẩn trương,
ngươi là nhi tử duy nhất của lão hội trưởng, kim phong ngân mang kia sớm muộn gì cũng rơi vào tay ngươi thôi. Hôm nay không nói chuyện này, chỉ nói hôn sự giữa ta và Linh Nhi muội muội. Lão cẩu vài bốn gã võ giả này đã không nghe theo mệnh lệnh của Thiên Nguyên lệnh, vậy thì có giữ lại cũng chỉ vô dụng. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, giết năm tên phế vật này, mang Linh Nhi muội muội đến thương hội La Khúc làm khách. Vâng. Tên võ tôn kia mặt không biểu tình đáp, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, một cổ lực lượng vô cùng cường đại khuếch tán ra trong lĩnh vực, lập tức Phu Dung và bốn gã cường giả võ hoàng kia hoảng hốt kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp lâm không dâng lên, tuôn ra huyết vụ. Năm người không nói được một câu, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, chết đến không thể chết hơn được nữa. Phu lão, Ninh Linh Nhi trong nội tâm quặn đau, như cha mẹ chết, phu lão từ nhỏ đã mang theo nàng lớn lên. Giống như phụ thân vậy, nàng nhìn một màn trước mắt, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nàng lung lay ổn định thân thể, cắn chặt hàm răng đến chảy ra máu. Ngô Vũ, ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ngô Vũ lơ đễnh, khẽ nói. Ngươi đã sắp thành phu nhân Ngô Vũ ta rồi, giữa phu thê nào thâm cừu đại hận gì chứ? Trên mặt hắn lộ ra một mảnh lãnh ý, cho dù kim phong ngân mang của thương hội Thiên Nguyên còn ở trong tay lão đầu kia. Nhưng chỉ cần nắm giữ hai đứa con của hắn, không lo lão nhân kia không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ninh Bằng vội hỏi. Phú ca, người nhất định phải đối tốt với tỷ tỷ ta đấy. Hắn hiện giờ cũng dần dần bình tĩnh lại, cổ vui sướng khi đạt được Thiên Nguyên lệnh lúc trước sau khi biết được tin tức về kim phong ngân mang thoáng cái đã bị dập tắt, cảm giác cầm thứ hai nơi có vẻ gân gà. Hiện giờ chỉ có toàn tâm toàn ý đầu nhập vào Ngô Vũ, mới có thể đổi lấy một ít cảm giác an toàn. Ha ha, yên tâm tỷ tỷ ngươi nhất định là chính thê của ta. Ngô Vũ trong mắt sáng lên, một bộ tinh trùng lên não. Linh Nhi muội muội yên tâm, về sau ngươi giúp ta trưởng quản hậu cung, những ái thiếp kia đều lấy ngươi vi tôn, có nhìn ai không vừa mắt thì ngươi muốn xử trí thế nào thì xử trí thế đó, hoàn toàn không cần thông qua ta. Ninh Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, muốn giãy giụa phản kháng, lại bất đắc dĩ bị lực lượng lĩnh vực kia ngăn chặn, khó có thể nhúc nhích chút nào. Ngô Vũ không thể chờ đợi được nữa nói. Đi thôi, đi thương hội La Khúc ta thương nghị chuyện đại hỷ này. Hắn tiến lên ôm lấy Đinh Linh Nhi trong mắt hận ý ngập trời, cả giận nói. Nếu ngươi dám đụng vào ta, ta nhất định phải giết ngươi. Ngô Vũ bị ánh mắt cừu hận kia dọa kinh ngạc một chút, trong nội tâm sinh ra một cổ e sợ, nhưng nghĩ lại, sao phải sợ vậy chứ, vậy sau này còn thuần gan nàng thế nào nữa, lúc này liền hạ quyết tâm. Đi lên muốn ôm ngang lấy nàng. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng phảng phất đến từ cửu u, vang lên bên tai hắn, khiến Ngô Vũ như rớt vào trong hầm băng. Nếu như cánh tay dơ bẩn của ngươi dám chạm vào nàng một chút, khắp thiên hạ không ai cứu được ngươi nữa đâu. Ngô Vũ thân hình chấn động, hoảng hốt nhìn khắp mọi nơi, nhưng không thấy một bóng người, hắn kinh hãi quát. Ai, là ai, đi ra cho ta. Thiếu gia, làm sao vậy? Tên võ tôn kia nhíu mày, có chút không rõ cử động quái dị đột ngột của Ngô Vũ. Ngô Vũ cả kinh nói. Có người, vừa rồi có người nói bên tai ta, là ai? Mấy tên võ giả khác sắc mặt cũng cổ quái, nói. Thiếu gia đã bị ảo giác rồi, nào có người chứ, nếu có người ở đây, chóc phạm vi vài dặm sao có thể thoát khỏi mắt chúng ta được. Lời hắn nói đột nhiên dừng lại, trong mắt lập tức trợn thật lớn, miệng há ra có thể nhét vừa cả con vịt. Bởi vì trong đại điện đã nhiều ra hai người, vô thanh vô tức, cũng không biết đã đến đây từ lúc nào nữa. Dọa! Tên cường giả thi triển ra lĩnh vực kia cũng hoảng sợ cả kinh lùi lại mấy bước, toàn bộ đại điện đều nằm dưới sự khống chế của hắn, trừ phi hai người này là quỷ, nếu không sao có thể vô thanh vô thức xuất hiện mà hắn không chút phát giác như thế chứ. Ninh Linh Nhi toàn thân như bị điện giật, hai hàng nước mắt chợt chảy xuống. Người ngày đêm thương nhớ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Mọi ủy khuất trong chốc lát đã phóng xuất ra, nước mắt không nhịn được rơi xuống như mưa, thân thể mềm mại run rẩy, giống như một đóa thủy liên trong gió, tùy thời đều có thể bị thổi tan vậy. Nhưng hơn nữa là một cổ tình cảm ấm áp tràn ngập toàn thân, khiến nàng ôn hòa khó nói nên lời, xua đi tất cả giá lạnh. Thủy liên dưới ánh mặt trời, dần dừng chập chờn, tách ra đóa hoa rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Bạch liên mặc dù thánh khiết, nhưng chỉ vì một người mà nở hoa. Bởi vì sự hiện hữu của ngươi mà càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Vân Thiếu. Ninh Linh Nhi nhìn xuống nức nở nghẹn ngào,
nhẹ nhàng gọi một tiếng, chỉ một tiếng này, đã ẩn chứa tất cả cảm xúc của nàng rồi. Tất cả đều không cần nói nhiều. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ngươi chịu ủy khuất rồi. Đinh Linh Nhi thật vất vả ngừng nước mắt, lần nữa nghẹn ngào, thấp giọng ô ô ô khóc. Ngươi là người nào? Ngô Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, cả giận nói. Đây là chuyện trong thương minh, quan hệ đến phong vân nhiễu loạn trong thiên hạ, phân chia cách cục trên đại lục, đủ để ảnh hưởng đến tương lai toàn bộ thiên võ giới, nếu các ngươi không muốn rước họa vào thân thì mau rời đi đi. Lý Vân Tiêu. Mạc Tiểu Xuyên nhịn không được xùy tương đương cười ra tiếng, cười to nói. Ha ha, Vân Thiếu, trò cười này thật khôi hài. Hắn tinh trùng lên não, muốn cường đoạt nữ nhân, lại liên quan đến cả biến hóa toàn bộ thiên võ giới, thật sự là ý dâm không biên giới rồi. Ngô Vũ giận dữ, quát. Hai vị tôn giả, bắt lấy hai người này đi. Hắn chờ giây lát, nhưng không thấy động tĩnh, ngạc nhiên quay đầu, đã thấy hai gã cường giả võ tôn kia xanh cả mặt, trong đôi mắt lộ vẻ sợ hãi. Một người trong đó hoảng sợ nói. Thiếu gia, người nọ là Cửu Thiên Võ Đế. Sao? Ngô Vũ cũng cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau, cả kinh nói. Các ngươi đến cùng là người nào? Coi như là Cửu Thiên Võ Đế, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Thương Hội La Khúc chúng ta. Lý Vân Tiêu chẳng muốn nói với hắn, nói với Mạc Tiểu Xuyên nói. Biện pháp cũ, trước đánh ba người bọn hắn một trận đã tính sau. Mạc Tiểu Xuyên hắc hắc cười nói. Là nát bấy xương cốt, hay là nát bấy kinh mạch đây? Lý Vân Tiêu nói. Tùy ngươi, nếu không đều nát đi, lưu một mạng đừng chết là được, có lẽ còn có lời cần hỏi nữa. À, ngươi, các ngươi dám, à. Ngô Vũ muốn uy hiếp, lập tức trên người đã truyền đến đau nhức kịch liệt, sau đó liền đau đớn đến không nên nói nên lời nữa. Mạc Tiểu Xuyên bất quá chỉ chậm rãi rót Cửu Thiên Đế khí vào trong cơ thể hắn. Chợt nghe đến một hồi thanh âm xương vỡ, cả người lập tức co quắp lại như bùn nhão. Hai gã võ tôn khác kinh hãi, lập tức hóa thành hai đạo quang mang muốn chạy trốn. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, hai người liền cảm thấy bầu trời tối sầm, một cổ lực lượng khó có thể địch nổi ép xuống dưới, sau đó toàn thân đau nhức kịch liệt, cơ hồ như mất đi chi giác. Bất quá chỉ mấy tức, Ngô Vũ và hai gã cường giả võ tôn kia đã triệt để tê liệt trên mặt đất, ngoại trừ đầu và cổ ra. Xương cốt còn lại toàn bộ đều nát bấy, kinh mạch đều đứt gãy, giống như ba khối thịt mềm nằm dạp trên mặt đất, rên rỉ không thôi. Ninh Bằng cả người đều phát mộng rồi, biến hóa trước mắt quá mức hí kịch, chỗ dựa lớn nhất của mình trong chốc lát lại biến thành bùn nhão nằm kêu rên trên mặt đất như thế. Ninh Linh Nhi lau nước mắt, Lê Hoa Đái Vũ nói. Vân Thiếu, nếu ngươi không ra tay, lần này Thương Hội Thiên Nguyên thật sự xong đời rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Có chút việc chậm trễ một chút, nhưng mà Thương Hội Thiên Nguyên xong đời ta mặc kệ, nhưng ngươi xong đời thì ta không cho phép. Ninh Linh Nhi đỏ mặt lên, tất cả cảm xúc mặt trái đều tiêu tan sạch, nói. Chúng ta đợi chút nói chuyện đi. Nàng nhìn thoáng qua Vu Dung trên mặt đất, lộ ra vẻ bi thống, nức nở nói. Vu Lão đối đãi ta giống như con gái ruột, ta từ nhỏ võ kỹ đều là do Vu Lão dạy cho. Mỗi lần ta muốn lười biếng. Phu lão đều trách móc ta thập phần nghiêm khắc, nhưng lại chưa bao giờ đánh ta cả. Nàng ngồi xổm người xuống, ôm Vu Lão vào trong ngực khóc giống lên. Ninh Bằng toàn thân mồ hôi lạnh, vụng trộm bỏ chạy ra bên ngoài, lại bị một bức tường vô hình ngăn trở, mặc hắn phá vòng vây như thế nào cũng không được. Mạc Tiểu Xuyên cười lạnh nói. Tên cặn bã ngươi còn muốn chạy trốn, thông đồng ngoại nhân bán đứng chị ruột của mình, bán đứng cơ nghiệp tổ tiên, chậm rãi chờ bị đánh chết đi. Ninh Bằng trong nội tâm sợ hãi, chỉ vào Đinh Linh Nhi cả giận nói. Tốt cho tỷ tỷ ngươi, còn lừa gạt ta nói kim phong ngân mang không ở trong tay ngươi, chỉ toàn là giả dối. Trước dùng thiên nguyên lệnh ổn định ta, sau đó lại âm thầm gọi người của kim phong ngân mang tới, không hổ là hảo tỷ tỷ của ta a, thật không ngờ lại tính toán cả thân đệ đệ mình. Đinh Linh Nhi càng khóc dữ dội hơn, ôm thi thể Vu Lão khóc giống. Ba tương đương. Lý Vân Tiêu lâm không một bạt tai, trực tiếp tát cho Đinh Bằng bay ra ngoài, răng trong miệng cũng phun ra. Tiểu Xuyên, tiếp tục tát cho ta, nếu bất tỉnh thì đâm vào huyệt khúc chỉ của hắn, trước tát mấy canh giờ đã nói sau. Mạc Tiểu Xuyên khó xử nói. Vân Thiếu, tát mấy canh giờ mà không chết, độ khó này không khỏi quá lớn đi.
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tự ngươi nghĩ cách đi. Lúc này đại lượng võ giả bên ngoài cũng tràn vào, đều là đuổi theo hai người mà đến, vừa nhìn thấy tình huống trong đại điện, tất cả đều quá sợ hãi, lại thấy Mạc Tiểu Xuyên đang không ngừng tát vào mặt đinh bằng vang lên ba tương đương, nguyên một đám vừa kinh vừa sợ muốn xông lên cứu người. Dừng tay cho ta. Đinh Linh Nhi dừng thuốc thiết nỉ non, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nước mắt, như băng sơn mỹ nhân. Nàng tuy rằng bi thống, lại không thể bi thống, cố nén tâm tình của mình, thản nhiên nói. Mang bốn người này và Vu lão dẫn đi hậu táng đi, không cho phép bất luận người nào tiến đến. Tất cả mọi người quá sợ hãi, lúc này mới nhìn thấy năm cỗ thi thể trên mặt đất, cùng với ba người như thịt nhão vẫn còn rên gì kia, nguyên một đám không ngừng suy đoán. Nhưng Đinh Linh Nhi là người cầm quyền thương hội, cũng không dám làm trái mệnh lệnh của nàng, vội vàng mang thi thể năm người ra ngoài. Đinh Linh Nhi nhìn thoáng qua Đinh Bằng, đầu hắn đã bị tát thành trái bí đao rồi, tiếp tục đánh nữa thì không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, dù sao cũng là thân đệ đệ của mình, tâm lập tức mềm nhũn nói. Vân Thiếu, bảo hắn dừng tay đi. Lý Vân Tiêu lúc này mới bảo Mạc Tiểu Xuyên dừng tay. Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Ta vừa nghĩ ra chủ ý thú vị, mỗi một cái tát xuống liền chấn lượng nguyên khí nhất định vào trong da mặt và mạch máu của hắn, dần dần đánh cho hắn phồng lên, phải khống chế đầu của hắn không ngừng chướng lớn, vừa phải n cam đoan không bạo chết, rất khảo nghiệm năng lực đấy. Đinh Linh Nhi nhìn khuôn mặt như trái bí đao kia của Đinh Bằng, nghe Mạc Tiểu Xuyên nói lập tức cảm thấy da đầu run lên một hồi. Nàng sâu thẳm nói, không thể tưởng được thân đệ đệ ta vậy mà làm ra loại chuyện này. Làm hại Vu lão bỏ mình. Lưỡng hội còn chưa tổ chức đã xuất hiện loại tình huống này, lần này thương hội Thiên Nguyên thật sự bấp bênh rồi. Lý Vân Tiêu nói, ta vừa đến Tống Nguyệt Dương Thành, đích thật là mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Đúng rồi, Thiếu Hoàng và Vân Thường bọn hắn không đi cùng ngươi sao? Đinh Linh Nhi nói, đã tới rồi, nhưng ta vụng trộm an trí bọn họ ở trong thành, với tư cách một cổ lực lượng bí mật, để tránh bị lộ ra. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ta đều khó mà được bình an, truyền âm của Cẩn Huyên tỷ tỷ ta đã nhận được, lại chậm chạp không thấy ngươi tới. Nàng cười một tiếng, nói. Hiện giờ rốt cục đã đợi được Vấn Thiếu tới, ta chỉ cảm thấy toàn bộ trọng trách đều trở nên dễ dàng, rốt cuộc không cần mệt mỏi như vậy nữa rồi. Mạc Tiểu Xuyên thần sắc cổ quái nói. Thương hội Thiên Nguyên thân là bát đại thành viên ban trị sự thương minh, mà ngươi lại là người cấm lái thương hội Thiên Nguyên. Sao mấy tên cặn bã nho nhỏ cũng không đối phó được. Vừa rồi nghe đệ đệ của ngươi nói kim phong ngân mang gì đó, là nói đến thứ gì? Đinh Linh Nhi thở dài. Việc này nói ra rất dài. Ta tuy rằng là người khống chế thương hội Thiên Nguyên, nhưng trưởng quản chỉ là chuyện buôn bán, hai cổ lực lượng tuyệt cường chính thức, gọi là kim phong ngân mang thì vẫn bị phụ thân nắm trong tay, mặc dù là ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đinh Kỳ người này ta cũng đã gặp mấy lần, cũng không có ấn tượng quá lớn. Hắn làm như vậy rốt cục là có ý gì, ngay cả đại sự trọng yếu như thế, vậy mà cũng không phái cao thủ đến, hắn đến cùng tính toán điều gì. Chẳng lẽ hắn đối với song hội này căn bản không coi trọng sao? Không có khả năng. Đinh Linh Nhi quả quyết phủ nhận nói. Ta còn nhớ rõ dặn dò của cha lúc giao thương hội cho ta, phải toàn lực ứng phó, phát triển thương hội. Cha tuổi tác đã cao. Đối với mấy chuyện này đã hữu tâm vô lực rồi. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh nói. Hữu tâm vô lực, lại cầm lấy lực lượng trọng yếu nhất của thương hội không buông tay, ta thấy hắn là có mưu đồ. Đinh Linh Nhi sững sờ, thân thể mềm mại nhìn không được run thoáng một phát, liên tục phủ nhận, nhưng trong lòng cũng cực kỳ nghi vấn. Mạc Tiểu Xuyên nói quả thật có đạo lý, chỉ là nàng chưa bao giờ hoài nghi phụ thân mình thôi. Vân Thiếu, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Lý Vân Tiêu trong lòng cũng có cách nghĩ như vậy, nhưng chỉ thở dài. Sự thật thế nào đã không quan trọng nữa, hiện giờ quan trọng là làm sao chống đỡ thương hội Thiên Nguyên, ít nhất cũng phải chống đến khi lưỡng hội kết thúc. Người bí mật an trí bọn người Thiểu Hoàng quả thật không tệ, có thể làm một đạo kỳ binh. Chỉ là bản thân thương hội Thiên Nguyên cũng quá yếu đi, ta thấy người bốn phía, mạnh nhất vậy mà chỉ là Võ Hoàng, chẳng lẽ thương hội khác không phát hiện được điểm này sao? Đinh Linh Nhi cười khổ nói. Có lẽ cũng có phát hiện, nhưng kiêng kỵ tên tuổi thương hội Thiên Nguyên, không ai dám thử cả. Nếu không ta sớm đã không cách nào đặt chân được ở Tống Nguyệt Dương Thành rồi. Có lẽ,
phụ thân chính là muốn dùng cái này để khảo nghiệm ta cũng nên. Lý Vân Tiêu nói, phụ thân người có lẽ có ý nghĩ của mình, nhưng càng như vậy, người thương hội khác lại càng không dò rõ sâu cạn của các ngươi, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hôm nay toàn bộ Tống Nguyệt Dương thành tin tức nhao nhao hỗn loạn, thật thật giả giả, mấy người có thể phân biệt. Chỉ cần kéo dài tới khi lượng hội bắt đầu, ta trực tiếp đánh bại đám lâu la kia, chuyện phía sau đều dễ nói. Hiện giờ chính là sợ hư thật của ngươi bị người khác dò xét, trực tiếp ra tay trước lưỡng hội, vậy thì phiền toái rồi. Ninh Linh Nhi nghe thế cũng không có cách nào, nói. Vậy bây giờ nên làm gì đây? Vốn trước giờ chuyện lớn nhỏ đều do mình nàng định đoạt, nhưng giờ phút này Lý Vân Tiêu ở đây, nàng liền sinh ra tính ỷ lại thật lớn, thậm chí còn không muốn động não nữa. Nữ nhân ở trước mặt nam nhân mà mình thích, đều sẽ biến thành ngu ngốc. Mặc dù là Đinh Linh Nhi, cũng sẽ không ngoại lệ. Loại ỷ lại này cũng là một loại hạnh phúc. Lý Vân Tiêu nói. Tất cả như cũ, gặp chiêu phá chiêu. Nhưng mà... Ánh mắt của hắn rơi vào ba đống thịt nhão trên mặt đất, ngâm giọng nói. Ba tên ngu xuẩn này tựa hồ là chim đầu đan, mặc kệ có thành công hay không, đã có bắt đầu ta chỉ sợ sẽ có người lục tục đến khiêu khích. Chúng ta trước tiên có thể triệu tất cả thương hội phụ thuộc vào thương hội Thiên Nguyên đến dằn mặt, kéo bọn họ vào trong vòng luẩn quẩn này, cũng đồng nghĩa với việc tăng mạnh thực lực của chúng ta. Ninh Linh Nhi cười khổ nói. Trước kia lúc cường thịnh nhất, phụ thuộc vào thương hội Thiên Nguyên chúng ta tổng cộng có 79 thương hội, hiện giờ còn có thể tỏ thái độ thuần phục chỉ còn 27 nhà, mặc dù là 27 nhà thành, có thể chính thức tín nhiệm cũng chỉ có 5-6 nhà thôi. Hơn nữa thực lực đều có hạn, ở trong ván cờ lớn này, sợ rằng rất khó giúp được gì. Mạc Tiểu Xuyên nhịn không được nói. Bi kịch vậy sao, tên tuổi thương hội Thiên Nguyên lớn như thế, được xưng một trong bát đại cự đầu thương minh, vậy mà rơi xuống trình độ này rồi sao? Những năm gần đây một mình ngươi làm sao lăn lộn thế? Nếu không, hắn nói với Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu, không bằng ta hiện giờ liên hệ mấy vị sư huynh đệ khác, lại liên hệ thành Hắc Thiết, ngươi lại liên hệ một ít bằng hữu cũ năm đó, cùng nhau đuổi tới Tống Nguyệt Dương Thành, đây tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại không thể bỏ qua, nói là trấn nhiếp bảy đại thương hội khác cũng không đủ. Ninh Linh Nhi nghe xong, kinh hãi nói. Ngươi là... Hắc Hắc. Mạc Tiểu Xuyên tự giới thiệu một phen, nói. Ta đã nghe Vân Thiếu nói qua về chuyện của ngươi rồi. Yên tâm, có Vân Thiếu ở đây, coi như là toàn bộ thương minh cũng có thể sốc hết lên. Ninh Linh Nhi kinh hãi không thôi, người trước mắt này nàng cũng từng nghe qua, cũng là loại cuồng vọng không bị trói buộc, không thể tưởng được lại nhìn thấy chân dung. Hơn nữa trong lòng cũng có chút ngọt ngào, hiển nhiên Lý Vân Tiêu đã coi nàng như người thân thiết nhất rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ngươi cho rằng vẫn là mười mấy năm trước sao? Ta hiện giờ chẳng qua chỉ là một võ hoàng hơi mạnh chút thôi. Chủ ý mà ngươi nói hoàn toàn không có khả năng, đừng đến lúc đó cứu binh không đến, lại đưa tới rất nhiều cừu gia thì khổ. Toàn bộ Tống Nguyệt Dương thành dưới tình huống không có ngoại lực tham gia, chúng ta chỉ có thể tá lực đả lực, tạm thời cầu sinh trong khe hẹp thôi. Hơn nữa ta hiện giờ lo lắng nhất chính là, dùng thực lực trước mắt của Thương hội Thiên Nguyên, coi như ở lưỡng hội có biểu hiện tốt. Sợ rằng chúng thương cũng không phục, tràn đầy nguy cơ. Ninh Linh Nhi cũng lo lắng nói. Hãy để cho ta truyền tin cho phụ thân, bảo hắn vô luận như thế nào cũng phải điều động Kim Phong Ngân mang tới giúp đỡ mới được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ân, điểm ấy phải làm. Một là gia tăng thực lực bây giờ, hai là tìm hiểu cách nghĩ của phụ thân ngươi. Ngoài ra, ta lúc trước nói triệu tập thương hội phụ thuộc cũng là chuyện thế phải làm, vào thời khắc mấu chốt này. Tất cả mọi người phải tỏ rõ lập trường, chúng ta chỉ có thể tranh thủ đến ủng hộ. Ví dụ như thương hội La Khúc này, ta cảm thấy chính là một trợ lực rất tốt. Ánh mắt của hắn rơi vào ba đống thịt nhão trên mặt đất, lộ ra vẻ mỉm cười hiểu ý. Thương hội La Khúc, Ninh Linh Nhi cả kinh, nói. Thương hội La Khúc tuy rằng thực lực có hạn, nhưng cũng coi như có tên tuổi. Chỉ là bọn hắn sao lại giúp chúng ta chứ? Chẳng lẽ Vân Thiếu định lấy Ngô Vũ này đi uy hiếp bọn hắn sao? Không có tác dụng đâu, trong mỗi một thương hội đều không phải bền chắc như thép, rất nhiều người đều ước gì Ngô Vũ chết đi, tuyệt sẽ không vì vậy mà bị chúng ta khống chế đâu. Lý Vân Tiêu ánh mắt lộ ra hàn ý, lạnh lùng nói. Hừ, bị khống chế, bọn hắn cũng xứng, ý của ta là lấy thương hội La Khúc khai đao, giết gà dọa khỉ, trực tiếp hợp nhất lấy bọn chúng. Ninh Linh Nhi kinh hãi nói.
không nói đến trước mắt chúng ta không đối phó được thương hội La Khúc, cho dù có thể, thương hội Thiên Nhất cũng sẽ không đáp ứng, bọn họ là một trong mấy thương hội phụ thuộc vào thương hội Thiên Nhất đấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, chỉ cần tốc độ nhanh, thủ đoạn độc ác là được. Chúng ta phải đánh bạc thương hội Thiên Nhất tuyệt đối sẽ không ra tay phải lúc này, nếu không đánh cuộc một lần chủ động xuất kích thì thế cục diễn biến tiếp, sẽ càng ngày càng bất lợi với chúng ta. Ninh Linh Nhi trong nội tâm kinh hoàng không thôi, tiền đặt cược này quá lớn, nếu thất bại thì lưỡng hội còn chưa bắt đầu đã trực tiếp bị diệt rồi. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói. Có được hay không chờ ta đưa tin cho phụ thân đại nhân đã, xem thử người trả lời thế nào, nếu có thể mang đến Kim Phong Ngân Mang, vậy thì nắm chắc càng lớn. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đợi không được rồi, huống hồ ta thấy tỷ lệ phụ thân ngươi phái người đến cũng không lớn. Chuyện thương hội La Khúc cứ để cho ta và Tiểu Xuyên đi, bên phía Thiểu Hoàng vẫn tạm thời bất động, lưu ở một nơi bí mật gần đó, đề phòng tình huống đặc biệt xảy ra. Mạc Tiểu Xuyên hắc hắc cười nói. Ninh Tiểu Thư, người không biết là người sống đến bây giờ đã là kỳ tích sao? Có lẽ còn do lực lượng trong tay phụ thân người có tác dụng uy hiếp. Ta sợ rằng phụ thân người kỳ thật đã không còn lực lượng nữa, cho nên mới cố ý không thành kế như thế. Ninh Linh Nhi trong nội tâm càng kinh hãi bất định, nếu thật sự là thế vậy thì thương hội Thiên Nguyên chẳng phải đã sớm không còn gì nữa sao? Vậy phụ thân vì sao không nói cho nàng? Lý Vân Tiêu nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười nói. Tất cả chỉ là suy đoán. Ngươi trước truyền tin phụ thân ngươi và tất cả thương hội phụ thuộc vào thương hội Thiên Nguyên đi, ta và Tiểu Xuyên đến thương hội La Khúc uống chén trà. Trước tiên quăng vào thành trì hỗn loạn này một cục đá đã. Ta cũng rất xem thử có thể gây ra gợn sóng thế nào. Ninh Linh Nhi bờ môi có chút hé ra, nàng thân là nữ hài tử, làm việc gần đây đều chú ý cẩn thận, để ý đầu để ý đuôi, mà Lý Vân Tiêu thì lại thiên mã hành không, sát phạt quả quyết, khắp nơi ngoài dự đoán mọi người, khiến cả thế cục đều lấy hắn làm trung tâm, cuối cùng thống sát từng cái. Từ chuyện Tu Di Sơn, đến Khinh Ca Lâm Địa, đều là thế, hiện giờ Tống Nguyệt Dương Thành sợ rằng cũng sẽ không được yên ổn. Ninh Linh Nhi nghĩ đến đây, ngược lại nổi lên cảm giác chờ mong, nàng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói. Tất cả toàn bộ nghe Vân Thiếu chỉ thị. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua ba đống bùn nhão trên mặt đất, lạnh lùng nói. Vốn còn tưởng rằng giữ lại hữu dụng, xem ra phải tiễn bọn họ về nhà thôi. Mạc Tiểu Xuyên vỗn một trường xuống, ba người lập tức chết, bị hắn trực tiếp thu vào trong nhẫn. Ngoại trừ thánh khí có thể mở không gian độc lập ra. Tất cả chữ vật không gian đều không thể dung nạp sinh linh, nhưng tử thi thì lại có thể. Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên sau khi lên tiếng hỏi rõ chú điểm thương hội La Khúc liền lập tức biến mất trong đại sảnh. Chỉ còn lại một mình Ninh Linh Nhi ngồi trong đại sảnh vắng vẻ, vừa rồi tất cả chuyện đã xảy ra phảng phất có chút không chân thực, giống như mộng ảo vậy. Đệ đệ phản bối, Phù lão chết, Vân Thiếu đến, các loại cảm xúc chấn động thật sự quá lớn. Nếu không phải Đinh Bằng nằm trên mặt đất, đầu sưng như trái bí đao thì nàng đã thật sự tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ rồi. Thở dài thật sâu, Đinh Linh Nhi để trấn tinh thần mỏi mệt, khôi phục lại bộ dạng chủ sự thương hội, một đời nữ cường nhân, truyền âm ra ngoài nói. Người tới, chuyện lệnh ta, soạn 27 phần thư mời, đưa đến tất cả thương hội phụ thuộc, triệu bọn hắn đến đây bàn chuyện quan trọng. Sau khi truyền mệnh lệnh xuống, nàng từ trong nhẫn lấy ra một công cụ truyền âm tinh xảo. Cầm trong tay tựa hồ còn có chút run rẩy, trên mặt huyết sắc dần mất, thì thào lẩm bẩm. Cha, hy vọng ngươi đừng khiến con gái thất vọng a. Chỗ đóng quân thương hội La Khúc cũng lập nên một vòng cấm địa của mình, ngăn không cho ngoại nhân tùy ý tiến vào trong. Có thể ở Tống Nguyệt Dương Thành vẽ ra phạm vi thế lực của mình, không cái nào mà không phải là tồn tại có uy tín danh dự, ít nhất cũng có cường giả võ đế tọa trấn trong đó. Ngoại trừ 8 thành viên ban trị sự thương minh ra, thương hội có can đảm làm như thế cũng không vượt qua 10 cái. Cha, nghe nói đại ca mang theo Đinh Bằng của thương hội Thiên Nguyên đi cường bắt Đinh Linh Nhi rồi sao? Trong một tòa nhà xa hoa, một gã thiếu niên mặt mày xanh xao mặc áo màu bạc, nghiến răng nghiến lợi nói với một gã nam tử khép hờ hai mắt dưỡng thần trên xích đu. Cha không phải nói thiên phú của ta hơn xa đại ca, tương lai tất nhiên cho ta kế thừa thương hội La Khúc sao? Vì sao người lấy Đinh Linh Nhi là đại ca? Mà không phải ta. A, ngươi rất tức giận. Nam tử đúng là hội trưởng thương hội La Khúc Ngô Kim Tôn, hắn mở ra con mắt híp nửa, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói.
Ngươi là thèm thuồng đại ca ngươi đã nhận được vốn liếng, hay là thèm thuồng đại ca ngươi đã nhận được sắc đẹp? Thiếu niên khẽ giật mình, nổi giận đùng đùng khẽ nói. Cả hai, Đinh Linh Nhi thân là một trong lưỡng đại mỹ nhân Thương Minh, ai không thích, tuổi trẻ tài tuấn trong Thương Minh, người nào mà không muốn nàng chứ, ta cũng là nam nhân bình thường, Thương Hội Thiên Nguyên tuy là lạc đà gầy, nhưng còn hơn ngựa béo, bị đại ca đoạt tới tay, ta ngày sau làm sao có thể chống lại hắn. Ngô Kim Tôn ngửa mặt lên trời nở nụ cười, lộ ra thập phần sung sướng, nói. Không tệ không tệ, người cũng biết suy nghĩ vấn đề. Thiếu niên cả giận nói. Hừ, biết suy nghĩ vấn đề có làm được gì, cha hẳn đã có kết luận muốn truyền thương hội cho đại ca rồi đúng không? Ta giờ đã chết ý nghĩ này rồi, về sau không bao giờ nói đến những chuyện này nữa. Ngô Kim Tôn thản nhiên nói. Người a, vẫn còn quá trẻ tuổi. Ngươi cho rằng đại ca ngươi đã khống chế Đinh Bằng, sau đó đi Thương Hội Thiên Nguyên đối phó Đinh Linh Nhi là có thể thuận buồm xuôi gió sao? Thiếu niên cau mày nói. Ta đã nghe được tin tức, nói trong chú địa Thương Hội Thiên Nguyên ngay cả một gã cường giả võ tôn cũng không có. Đại ca dẫn theo hai gã võ tôn hộ pháp tiến đến, chẳng lẽ còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngô Kim Tôn cười lạnh nói. Nếu thật dễ dàng như vậy. Vậy thì Thương Hội Thiên Nguyên cũng không khỏi quá dễ đối phó rồi, tứ cực môn cũng sẽ không an bài như thế, để cho chúng ta đi dò la hư thật làm gì. Cái gì? Thiếu niên thân hình chấn động, hoảng sợ giật mình nói. Đại ca đi Thương Hội Thiên Nguyên, là chủ ý của tứ cực môn sao? Ngô Kim Tôn khẽ nói. Nếu không thì may, ngươi cho rằng ta muốn là người đầu tiên đi ăn cua sao? Nếu là cua thì còn may, cho dù không lưu được. Ít nhất cũng có thể nếm trước đầu tiên, nhưng nếu ăn vào con nhện, vậy thì không dễ chơi rồi. Thiếu niên thập phần khó hiểu, nói. Thế nhưng mà, Thương Hội La Khúc chúng ta không phải phụ thuộc vào Thiên Nhất Các sao? Vì sao phải nghe mệnh lệnh của tứ cực môn? Ngô Kim Tôn hai con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên, lời nói thấm thiên nói. Quan hệ bên trong Thương Minh ở trong là thế cục phức tạp nhất thiên hạ. Không có bằng hữu vĩnh viễn. Cũng không có địch như vĩnh viễn chỉ có lợi ích và tiền đồ, chúng ta nên theo ai, Đường Tâm công tử của tứ cực môn tuyệt đối là người trẻ tuổi đáng sợ nhất trong Thương Minh, mà tiền đặt cược của cha cũng đặt trên người hắn rồi. Thiếu niên ngạc nhiên nói, cha, những lời phía trước ta đều hiểu rõ, nhưng nếu lợi hại nhát trong lớp trẻ không phải Lệ Phi Vũ của Vạn Bảo Lâu sao? Nghe nói một thân thực lực quỷ thần khó lường. Hừ, Ngô Kim Tôn khinh thường nói. Lệ Phi Vũ cho dù cường thịnh trở lại, nhiều nhất cũng chỉ là cái dũng của thất phu. Cái dũng của thất phu trừ phi hắn có thể đạt tới cửu thiên võ đế, còn có thể khiến cho người kiêng kỵ vài phần, bằng không thì cũng chẳng là gì. Mà Đường Tâm, theo tin tức bí mật ta đạt được, hắn rất có khả năng đã đạt được truyền thừa trận đạo của vương tọa võ đế Đằng Quang rồi. Thiếu niên kinh hãi nói. Truyền thừa trận đạo của vương tọa võ đế, chẳng lẽ hắn phá giải thiên địa kỳ cục sao? Ngô Kim Tôn lắc đầu nói, quá trình trong đó ta cũng không biết rõ, nhưng nếu lời đồn là thật, Đường Tâm chính là người không thể chống lại trong lớp trẻ, Lệ Phi Vũ cũng không được. Bất quá cũng may trong tứ cực môn cũng không phải là một khối sắt thép, đường kiếp kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, đã chế trụ Đường Tâm thật lớn, bằng không mà thì ta cũng thật sự sợ Thương Hội La Khúc sẽ bị Đường Tâm nuốt lấy đấy. Thiếu niên nghe được mồ hôi lạnh đầm đìa. Không thể tưởng được thế cục trong đó lại phức tạp như thế, hắn ngượng ngùng nói. Cái kia, đại ca lần này đi Thương Hội Thiên Nguyên, tất nhiên phải không có kết quả sao? Ngô Kim Tôn lắc đầu nói. Ta cũng không biết, cho nên cũng giống như ngươi, đang chờ kết quả kia. Nếu có thể thành công tự nhiên tốt nhất, nếu không được cũng không sao, mục đích của chúng ta chỉ là đang thăm dò hư thật của Thương Hội Thiên Nguyên, sau đó phản hồi tình huống cho Đường Tâm là được, sau đó lại đợi chỉ thị của hắn. Thế nhưng mà, cha, như vậy có phải quá mức bị động rồi không, khắp nơi nghe theo lệnh người. Thiếu niên cảm thấy thập phần không ổn, sinh ra lòng bất mãn. Ngô Kim Tôn cười nói. Ha ha, tự nhiên không ổn, nhưng ván cục trước mắt, chúng ta cũng chỉ có thể tùy thời mà động, mà ngàn vạn không thể vọng động. Bởi vì nhân vật hành động trước như chúng ta trước mắt vẫn chỉ là quân cờ thôi, trừ phi có được đủ thực lực, mới có thể thăng làm kỳ thủ. Mà Đường Tâm. Chính là một kỳ thủ xuất sắc trong ván cờ to lớn này a. Thiếu niên nghe được kinh hãi không thôi, phụ thân nói những thứ này tựa hồ đã hoàn toàn mở ra cho hắn một phiên đại môn đi thông đến đỉnh phong thế giới,
khiến hắn nhìn được một cấp độ cao hơn. Nói rất hay, đã có nhận thức làm quân cờ, vậy thì cũng nên có giác ngộ có thể có tùy thời phấn thân toái cốt ha. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, như xương lạnh phủ xuống, trong toàn bộ tiểu viện chợt trở nên nghiêm nghị điều hưu, hàn khí bức người. Người nào? Ngô Kim Tôn sắc mặt đại biến, cuộc nói chuyện vừa rồi vậy mà vô thanh vô tức bị người nghe được, hắn âm thầm trách cứ mình quá mức chủ quan, trong lúc kinh hãi, thần thức bỗng nhiên tản ra, lập tức tập trung vào hai đạo nhân ảnh trong không trung, lúc này mới thoáng an tâm lại, lạnh giọng nói. Hai vị đã dám đến, sao lại không dám hiện thân chứ? Không trung truyền đến một tiếng cười dài, ngâm giọng nói. Thế sự chìm nổi tranh danh lợi, chỉ một thoáng đã đến cuối cuộc đời. Thế tục hỗn loạn không thể thoát, xem quân cờ không cười là si nhân. Hư không một hồi lắc lư, thân ảnh Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên hiện ra, từ không trung đi xuống từ bước một. Ánh mắt Ngô Kim Tôn lập tức rơi vào trên người Mạc Tiểu Xuyên, đồng tử đột nhiên co lại. Khí tức trên người Mạc Tiểu Xuyên khiến hắn cảm thấy một ít bất an, nhưng nghĩ tới đây là chú điểm thương hội La Khúc, còn có rất nhiều cao thủ đều ở bốn phía, cũng liền an tâm lại, trầm giọng nói. Các ngươi là người phương nào? Lý Vân Tiêu cười nói. Người đánh cờ. À, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn nhiễu loạn ván cờ Tống Nguyệt Dương Thành này sao? Tinh mang trong mắt Ngô Kim Tôn dần dần mở rộng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người. Lý Vân Tiêu nói. Thực lực không đủ, đây không phải là tới tìm cá ngươi để hỗ trợ sao? Ngô Kim Tôn cười nhạo nói. Hỗ trợ, các ngươi rốt cuộc là dễ hành gì? Làm sao hỗ trợ các ngươi? Lý Vân Tiêu cũng cười nói. Chúng ta là dễ hành gì không trọng yếu, hỗ trợ cũng rất đơn giản, chỉ cần cho mượn đầu trên cổ các ngươi dùng một lát là được. Làm càn. Trong mắt Ngô Kim Tôn hiện ra sát khí, cả giận nói. Tiểu nhi vô tri từ đâu đến, lại dám dương oai ở thương hội La Khúc ta. Ngô Kim Tôn tuy rằng biểu hiện ra giận tím mặt, nhưng trong lòng lại tính như xử nữ. Câu này hắn cố ý lớn tiếng quát ra, ý muốn kinh động cao thủ của thương hội La Khúc, đối phương đã dám đến, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vân Thiếu nói rất đúng, nếu thân đã là quân cờ, phải có giác ngộ tùy thời phấn thân toái cốt. Trong tay Mạc Tiểu Xuyên lóe lên hào quang, lập tức ba cổ thi thể ngang trời bay về phía Ngô Kim Tôn. Ngô Kim Tôn trong nội tâm chấn động, nhấc tay muốn chém nát ba cổ thi thể kia, trong giây lát đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ thất thanh nói. Vũ Nhi, trong ba cổ thi thể, thậm chí có cả ái tử của hắn, hắn thoáng cái tâm thần đại chấn, cả người như phát mộng. Thiếu niên bên cạnh cũng kinh hãi nói. Đại ca, hắn vừa rồi còn ghen ghét vạn phần, hiện giờ đã thấy thi thể Ngô Vũ, thoáng cái cũng ngốc trệ, nội tâm dần dần dâng lên một cổ bi phẫn. Chủ quan rồi, lúc đối mặt cường giả võ đế cường giả, người có mấy cái mạng để có thể phân tâm xa xỉ như thế chứ? Thanh âm Mạc Tiểu Xuyên phảng phất đến từ Hoàng Tuyền Cửu U, vang lên bên tai Ngô Kim Tôn. Ngô Kim Tôn chấn động toàn thân, đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy được lại không phải Mạc Tiểu Xuyên, mà là một đồng tử huyết sắc mở ra nơi mi tâm Lý Vân Tiêu, hóa thành trăng tròn yêu dị, công kích trực tiếp thức hải linh đài của hắn. Công kích tinh thần. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc phát mộng, sau đó một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Một đạo kiếm khí bá tuyệt vô thất phung lên, toàn bộ tiểu viện chợt hóa thành một mảnh kiếm hải, cảnh tượng âm dương song ngư nuốt lấy nhau hiển hiện trên không, phi tốc rơi xuống. Trong một kiếm này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Mạc Tiểu Xuyên, muốn một kích tất chúng, nếu không chuyến đi này rất có khả năng phải không công rồi. Ngô Kim Tôn tự nhiên cũng không phải bình thường, sau thất thần ngắn ngủi, sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn lập tức đã khiến hắn bừng tỉnh, lực lượng bản năng của võ giả vào thời khắc này tỉnh lại. Không có bất kỳ suy nghĩ, vô ý thức đánh ra một chiêu. Điểm lạc thập phương, phi bộc trạc thạch. 10 đạo hàn mang bắn ra từ đầu ngón tay Ngô Kim Tôn, mang theo mấy đạo quang mang, vậy mà vẽ ra một tuyệt cảnh nước rơi tuyệt cảnh, Mỹ Luân Mỹ Hoán bay lên trong nội viện, chống lại Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết. Hai đạo linh áp va vào nhau trên không trung, bắn ra vạn đạo quang mang, bốn phía tiểu viện tất cả đều hiện ra từng chút đen kịt, không gian lần lượt nứt vỡ, lan tràn về phía xa xa. Đã chậm, nếu như ngươi chỉ có một mạng vậy thì hôm nay liền lên đường đi. Mạc Tiểu Xuyên giơ tay phải lên, hóa trưởng làm kiếm bổ một phát xuống. Trong tay phải của hắn ẩn ẩn lóe ra kiếm quang vô thượng, tản mát rơi kiếm khí khủng bố,
đã không phân rõ đó là cánh tay hay là kiếm quang nữa rồi. Đệ tam thức, hồng lô điểm tuyết chiếu giang sơn. Kiếm khí như nhật nguyệt hành không, như tinh thần rơi đại địa, một đạo quang mang bay lên trong tiểu viên, xông thẳng trời cao. Oanh! Một thức tuyệt học của Ngô Kim Tôn lại bị phá vỡ dễ như trở bàn tay, trên người của hắn lóe ra một đạo áo giáp biến hóa ra, sau đó ngưng thực mà ra, như thùng sắt thủ hộ lấy hắn, nhưng... vô dụng! Dưới một đạo kiếm khí kia, Phổ Kiền Bất Tồi, chiến y đột nhiên phá hủy, kiếm quang bắn vào trong cơ thể Ngô Kim Tôn, một ngụm máu tươi phun ra từ yết hầu hắn, cả người không ngừng liên tiếp lui về phía sau, muốn hóa giải kiếm khí kia, nhưng lại tốn công vô ích. Phốc! Cuối cùng kinh mạch trong thể nội đều bị phá hủy, phun ra ngụm lớn máu tươi. Ngô Kim Tôn sắc mặt lộ vẻ sầu thảm ngật đứng không ngã, nhưng lại xa xa muốn ngã. Hai con người lập lòe tinh mang lúc trước, lập tức u ám xuống. Một đời hào kiệt, chủ nhân thương hội La Khúc dĩ nhiên lại bị hai người xâm nhập không hiểu thấu trọng thương như vậy, rốt cuộc không còn chút chiến lực nào nữa. Trong ván cờ lớn còn chưa mở ra này, hắn cũng đã bị sớm đào thải đầu tiên rồi. Mạc Tiểu Xuyên cau mày nói. Lại vẫn chưa chết, những thương hội liên minh này quả nhiên có chút thực lực. Hắn sau một kiếm liền hạ tay phải mình xuống, thu liễm tất cả khí tức, yên lặng đứng ở sau lưng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong mắt không hề bận tâm, tựa hồ đã sớm thấy được kết quả này rồi, hắn nhàn nhạt khen. Trước dùng thi thể con ngươi quấy nhiễu tâm thần ngươi, sau đó ta lại thi triển tinh thần công kích chấn thức hải ngươi, lúc sau Tiểu Xuyên ra tay lấy tính mệnh của ngươi. Ba chiêu hoàn hoàn đan xen, nhưng vẫn có thể lưu lại tánh mạng, không hổ là chủ nhân thương hội La Khúc, đáng giá tán thưởng. Nhưng, thanh âm của hắn lạnh lẽo, hóa thành cười nhạo, nhẹ giọng nói. Nhưng ngươi trung quy vẫn là quân cờ nên có số mệnh của quân cờ. Ngô Kim Tôn lần nữa phun ra một búng máu, cuối cùng không thể đứng thẳng được nữa, hai đầu gối sững sờ, ngẩn người sững sờ quỳ xuống, cả người vô cùng chán chường. Người nào lại dám đến thương hội La Khúc ta dương oai, không muốn sống nữa sao? Lúc đạo kiếm quang kia của Mạc Tiểu Xuyên xông lên trời cao, toàn thành đều bị chấn động rồi, nơi đóng quân của thương hội La Khúc liền có mấy đạo khí thức cường đại bay lên trời, thoáng cái đã đi tới tiểu viện, nhìn thấy một mảnh hoang vu, cùng với Ngô Kim Tôn quỳ trên mặt đất sinh tử không biết, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lý Vân Tiêu không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền lạnh giọng nói. Thương hội La Khúc các ngươi dám can đảm đến thương hội Thiên Nguyên ta thêu dệt chuyện, vốn nên ban cho bọn ngươi cả nhà đều chết, nhưng niệm ở chư vị tu luyện không dễ, Đinh tiểu thư lại đại từ đại bi. Chỉ cần bọn ngươi thể quy thuận, bất luận tu vị cao thấp, đều có thể lưu được một mạng. Ngươi, các ngươi là thương hội Thiên Nguyên sao? Một gã trưởng lão thương hội La Khúc trợn trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ta đã tự báo danh hào. Há có thể giả bộ. Phụ tử Ngô Thị lại dám bỏ qua thần uy Thiên Nguyên ta, một người đạo tiêu, một người đã chết, còn thừa lại một tên cặn bã. Hắn ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người thiếu niên kia. Thiếu niên sợ tới mức hai chân run rẩy, dốc sức liều mạng lui về sau, hoảng sợ nói. Đừng, đừng giết ta, đó đều là chuyện của cha ta và đại ca, không quan hệ gì đến ta cả, không quan hệ đến ta a. Thiếu niên dưới quyết đấu đỉnh phong vừa rồi đã sớm sợ tới mức mất hết can đảm, giờ phút này bị ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, càng hồn phi phách tán, khóc lớn lên nói. Van cầu ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Trên bầu trời mọi người đều nhíu mày, lạnh lùng nhìn. Ngô Kim Tôn coi như anh hùng cả đời, sao lại sỉ nha một nhi tử nhát gan như thế chứ? Ô ô ô, ta là người vô tội, ngươi không thể giết ta dập đầu với các ngươi. Nói xong. Thiếu niên kia liền rầm 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 dập đầu xuống. Ngô Kim Tôn đang quỳ hai gối xuống bên cạnh bỗng nhiên thân thể bắt đầu chuyển động, thân hình không ngừng run rẩy, nhưng kinh mạch toàn thân hắn đã bị kiếm khí của Mạc Tiểu Xuyên chấn vỡ, rốt cuộc không cách nào vận chuyển bất luận nguyên khí nào nữa, chỉ giống như một người thường bị trọng thương vậy. Hội trưởng đại nhân, trưởng lão kia trong nội tâm đại chấn, vội vàng bay xuống từ không trung. Chỉ cần Ngô Kim Tôn không chết, bằng vào lực lượng của thương hội có thể chắn chắn khiến hắn khôi phục lại được. Ai cho phép người động vào hắn hả? Thanh âm lạnh như băng của Mạc Tiểu Xuyên vang lên, cả người giống như bảo kiếm tùy thời muốn ra khỏi vỏ, sát khí lăng nhiên tập trung vào trưởng lão kia. Trưởng lão kia toàn thân run lên, thân thể lập tức cứng ngắc ở đằng kia, không dám nhúc nhích.
Ngô Kim Tôn giãy giụa lấy thân thể muốn đứng lên, miệng vết thương toàn thân hoàn toàn nứt ra, rốt cục vẫn không chống đỡ nổi, té lăn trên đất, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Thiếu niên càng sợ tới mức hồn bất phụ thể, khóc lớn lấy dập đầu, tuyệt không tiếc rẻ chán của mình, dập đầu khiến mặt đất đều là máu. Tất cả mọi người thương hội La Khúc trong lòng đều sinh ra lòng thương cảm, hổ phụ như thế, lại sinh ra khuyển tử như vậy, còn được bồi dưỡng như người nối nghiệp, hiện giờ xem ra còn kém xa Ngô Vũ. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Đúng vậy, nếu ngươi đã chịu dập đầu nhận sai, vậy thì liền tha cho ngươi khỏi chết. Ninh Tiểu Thư từ trước đến nay vẫn luôn tử bì, chỉ cần chịu ăn năn sẽ được bỏ qua, bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À! Thiếu niên mãnh liệt ngẩng đầu lên, không thể tin nói. Không giết ta nữa sao? Buông tha ta rồi sao? Ha ha, ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, cảm ơn không giết ta, ha ha, không giết ta rồi. Tâm tình vui sướng cực lớn xông lên não, thoáng cái trở nên điên điên khùng khùng, hoa chân múa tay vui sướng cười to không thôi, sôi nổi chạy về phía xa. Trưởng lão kia kinh ngạc nói. Cái này, vậy mà điên rồi. Lúc trước ba phụ tử còn đứng đầu thương hội La Khúc, bây giờ một chết, một phế, một điên, chênh lệch cực lớn này khiến mỗi người thương hội La Khúc đều cảm thấy tâm thần đại chấn, cảm giác khó có thể tiếp nhận nổi. Trong mọi người chỉ có Mạc Tiểu Xuyên đã nhận ra vừa rồi Lý Vân Tiêu đã trực tiếp thi triển tinh thần công kích, làm vỡ nát thức hải thiếu niên kia, lúc này mới khiến hắn bị điên như thế. Lý Vân Tiêu nói, ta đếm ba tiếng, nếu không nguyện thần phục thì đây chính là kết cục. Hắn nhẹ nhàng giơ chỉ bắn ra một đạo kiếm quang, trực tiếp chém đầu Ngô Kim Tôn xuống, sau đó năm ngón tay khẽ chảo, trực tiếp bay vào trong tay hắn, mang theo đầu kia nhìn về phía mọi người, nói. Một, mọi người chấn động toàn thân, không khỏi cảm thấy hàn khí toát ra, cảm nhận được loại khí tức khủng bố coi thường thương sinh, giết người như ngóe trên người hai người Lý Vân Tiêu. Trong đó còn có ba gã trưởng lão cấp bậc võ đế cũng chấn động thân hình, không dám lên tiếng. Thanh âm Lý Vân Tiêu kéo ra thật dài, mang đến cho người áp lực tâm lý cực lớn, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, xem thử động tác của người khác, ý định ôm đoàn sưởi ấm. Thương hội Thiên Nguyên Thân là một trong bát đại thương hội, vậy mà lấy mạnh khi yếu, dùng lớn áp nhỏ, không sợ bảy đại thương hội khác liên thủ trấn áp các ngươi sao. Một gã lão giả nổi giận đùng đùng, cũng không chịu nổi loại không khí áp lực này, mở miệng phản kháng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu rơi vào trên người hắn. Là tồn tại võ tôn đỉnh phong, ngay cả võ đế cũng không phải. Ba gã võ đế khơ cá ngược lại không hề nói một tiếng, tựa hồ đã thật sự sợ hãi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Trước khi bảy đại thương hội liên thủ trấn áp, thì ta trước tiên trấn áp ngươi trước. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt Mạc Tiểu Xuyên chuyển động, lão giả võ tôn đỉnh phong kia lập tức cảm thấy toàn thân băng hàn, khủng bố tử vong lan tràn ra, hắn giống lớn nói. Không. Các ngươi không thể giết ta, ta là người của thương hội thiên nhất, nếu các ngươi giết ta sẽ khiến hai phái khai chiến. A, à, Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười, ngăn Mạc Tiểu Xuyên lại, nói. Úp, thiên nhất các nha, không thể quản giáo đám cho các ngươi, lại thả ra cắn người, có phải nên xử tội ngươi không? Lý Vân Tiêu lạnh như băng nói. Lão giả kia trên trán đều là mồ hôi, run rẩy nói. Việc này quá nhiều. Ta chỉ là một quản sự nhỏ không thể làm chủ được, để ta trở về bẩm báo lên trên xem định đoạt thế nào. Thương hội La Khúc này dù sao cũng là phụ thuộc của Thiên Nhất Các, mong rằng hai vị đại nhân hạ thủ lưu tình, ngày sau đại quản sự nhà ta tất nhiên sẽ đến thăm nói chuyện rõ ràng với Đinh Tiểu Thư. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. À, ngươi có thể chi phối đại quản sự nhà ngươi sao? Lão giả kia sững sờ, nói. Tự nhiên không thể. Lý Vân Tiêu sắc mặt phát lạnh, phẫn nộ quát. Đã không thể, vậy sao dám khoe khoang khoác lác, ngày sau nhất định sẽ khiến đại quản sự nhà ngươi đến giải thích rõ ràng với tiểu thư nhà ta đây không phải là lừa dối ta sao? Cái này, cảm nhận được sát ý lạnh như băng trên người Lý Vân Tiêu, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuôi xuống, lão giả vội vàng nói. Thương hội Thiên Nguyên chính là một trong thất đại thương hội, đại quản sự nhà ta tự nhiên sẽ cẩn thận đối đãi. Tự mình đến là việc không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết thương hội Thiên Nguyên ta là một trong bảy đại cự đầu của thương minh, đã như vậy còn dám khiêu khích. Thiên nhất các ngươi vô tình vô nghĩa, nhưng thương hội Thiên Nguyên ta cũng không thể như vậy, hôm nay khiển trách ngươi một chút là được,
trở về nói cho ngươi đại quản sự nhà ngươi biết, nếu không chịu đòn nhận tội, đến nhà xin lỗi, vậy thì thuật võ lưỡng hội của Thương Minh Thương hội Thiên Nguyên ta cũng không tham gia nữa, trước khi mở ra, dùng hết toàn bộ lực lượng của Kim Phong Ngân Mang cũng muốn liều mạng với thiên nhất các ngươi, lưỡng bại câu thương. Lão giả trong nội tâm đại chấn, thầm nghĩ Kim Phong Ngân Mang của Thương hội Thiên Nguyên quả nhiên xuất hiện sao, hắn vội vàng ôm quyền nói. Lời các hạ nói ta nhất định đều chuyển cáo cho đại quản sự nhà ta, như vậy xin cáo từ trước. Lý Vân Tiêu nói. Tiểu Xuyên, cho hắn chút khiển trách, ân, hãy phế bỏ đan điền hắn đi, lại tiễn hắn một đoạn đường. Cái gì? Lão giả kia hoảng sợ kinh hãi, sợ hãi nói. Đại nhân, không phải nói chỉ khiển trách nhỏ thôi sao? Phế bỏ đan điền của một võ giả, tương đương với đã triệt để phế đi người này. Trừ đi một ít thứ mờ ảo trong truyền thuyết, không có thứ gì có thể trị liệu đan điền đã hỏng cả. Mà những vật mờ ảo kia thì dù là thánh vực hóa thần hải cũng chưa chắc đã có. Nói cách khác người bị phế đi đan điền trên cơ bản đã bị phế rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Phế đan điền chỉ là trừng phạt nhỏ, nếu muốn trừng phạt lớn thì đó chính là lột da của ngươi, rút xương cốt của ngươi, mang ngươi ra đốt đèn trời rồi. Không chỉ lão giả thiên nhất các kia. Mà tất cả người thương hội La Khúc đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, dưới ánh mặt trời cũng không cảm giác được chút ấm áp nào cả, trên sướng sống lưng nổi lên từng đợt gió lạnh. Đừng, đại nhân đừng a! Lão giả đau khổ cầu khẩn nói. Nếu phế đan điền ta, vậy thì cuộc đời này của tại hạ cũng triệt để xong đời rồi. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, chỗ đan điền lão giả kia lóe ra một đạo quyền mang. Lập tức như vòng xoáy cuốn tới linh khí cực lớn, đúng là đan điền bị phá, linh khí tiết ra ngoài. Nếu đã có chủ ý với Thương hội Thiên Nguyên, vậy thì phải làm tốt giác ngộ tùy thời vẫn lạc a, thân. Mạc Tiểu Xuyên nói một tiếng vê, sau đó vung tay lên, một đạo kình khí cuốn tới lão giả kia, đánh bay về phía thiên nhất các ở xa xa. Đúng rồi, đã quên nói cho các người biết một chuyện. Lệ Phi Vũ đại nhân của Vạn Bảo Lâu đã nói, nếu muốn đối phó ta, xin mời trước hỏi qua Vạn Bảo Lâu bọn hắn đã. Những lời này cũng làm phiền ngươi cùng nói cho đại quản sự nhà ngươi biết. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt bổ sung nói, thanh âm lại khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Đặc biệt là người thương hội La Khúc, nguyên một đám toàn thân đại chấn, chỉ cảm thấy yết hầu một hồi khô khốc. Khó trách đối phương không hề sợ hãi thiên nhất các, thì ra là có Vạn Bảo Lâu ở sau lưng làm chỗ dựa. Tống Nguyệt Dương Thành xảy ra đại sự rồi sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn về phía mọi người thương hội La Khúc, mỗi người nhìn sang, lộ ra một tia dáng tươi cười thuần khiết, nói. Chư vị, nên đến phiên chúng ta nói chuyện tránh sự rồi. Ba tiếng vừa rồi tiếp tục đếm A, vừa rồi đã đếm tới hai rồi, như vậy tiếp theo chính là. Một gã cường giả võ đế sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói. Đại nhân, chúng ta nguyện ý quy thuận thương hội Thiên Nguyên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Đặc biệt là hai gã võ đế khác sắc mặt đều khó coi đến cực điểm, nhưng vào lúc này, cũng không ai dám nói chữ không hoặc là tỏ thái độ phản đối cả. Dù sao thi thể không đầu của Ngô Kim Tôn vẫn còn ở trên mặt đất, Ngô Kim Tôn chính là đệ nhất cao thủ thương hội La Khúc bọn hắn vừa phát giác được chấn động chiến đấu đã vọt ra, liền lập tức phát hiện đệ nhất cao thủ thương hội đã triệt để phế bỏ. Loại thực lực này nếu muốn giết mọi người bọn hắn cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Lý Vân Tiêu lộ ra dáng tươi cười, thỏa mãn nói. Ân, rất tốt, Ninh Tiểu Thư từ trước đến nay vẫn là người từ bi, tăng thêm hiện giờ cũng là lúc dùng người, ta liền thay Ninh Tiểu Thư thu các ngươi, với tư cách là tay chân đê cấp của Kim Phong Ngân Mang A. Tên võ đế kia trừng lớn mắt, im lặng nói. Cái này, tay chân đê cấp. Tất cả mọi người choáng váng một hồi. Ở đây ngoại trừ ba gã võ đế ra, đa số đều là cường giả võ tôn, cấp bậc thấp nhất cũng là võ hoàng, vậy mà chỉ là tay chân đê cấp. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi không cần phải gấp gáp, Kim Phong Ngân Mang nhận người, ngoại trừ thực lực ra, độ trung thành cũng thập phần trọng yếu. Chỉ cần các ngươi làm tốt, thăng cấp sẽ rất nhanh, ha ha. Tất cả mọi người lộ vẻ mặt cầu xin, trong lòng không ngừng chửi bới nói ha ha con em ngươi. Lão tử chẳng qua chỉ là bị tình thế bức bách, tạm thời khuất tùng ngươi thôi, đợi đến lúc tình thế có biến, người đầu tiên làm thịt chính là ngươi, cứ để cho ngươi làm mưa làm gió một hồi, ngày sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Lý Vân Tiêu làm sao không biết tâm tư của những người này,
trong lòng cũng lạnh lùng cười cười, hắn đã nghĩ kỹ cách ứng đối, đợi sau khi trở lại trú điểm của Thương hội Thiên Nguyên thì liền hạ cấm chế trên người đám người này để khống chế bọn hắn. Tất cả mọi người đều có tâm tư, dưới sự dẫn dắt của vài tên đầu lĩnh, toàn bộ võ giả trong trú điểm Thương hội La Khúc đều đã rời vào trong Thương hội Thiên Nguyên. Mạc Tiểu Xuyên vừa rồi xuất thủ đã khiến toàn thành đại chấn, đợi đến lúc cao thủ tất cả thế lực lớn đến đây điều tra thì đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại thi thể không đầu của Ngô Kim Tôn ở đằng kia trùng kích lấy ánh mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên Thương hội và Thiên Nhất Các bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, Vạn Bảo Lâu cũng bởi vì một câu nói kia của Lý Vân Tiêu mà bị kéo xuống nước. Cả Tống Nguyệt Dương thành thoáng cái trở nên càng thêm khẩn trương, sóng ngầm bắt đầu khởi động càng lợi hại. Các đại tổ chức tình báo tất cả đều quay chung quanh ba đại thương hội này bắt đầu triển khai. Trong trú điểm Vạn Bảo Lâu, một gian phòng nghị sự lớn. Bên trong bài biện xa hoa, khắp nơi là Mỹ Ngọc Tương Châu, không nhiễm một hạt bụi, người đang ngồi cũng toàn thân cẩm y ngọc thực, hiển lộ cực kỳ cao quý, trong đại sảnh ở dưới châu quang bảo khí, phát ra kim bích huy hoàng, rất phù hợp với phong cách xa hoa đẹp đẽ nhất quán của Vạn Bảo Lâu. Tất cả mọi người còn đang yên lặng vui mừng khi Lệ Phi Vũ kịp thời trở về, lập tức liền được tình báo liên quan tới La Khúc Thương hội, ai nấy đều ngạc nhiên, lập tức nhíu mày không ngớt. Phi Vũ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một nam tử mặc cẩm bào ngồi ở phía trên trầm giọng, trên mặt mơ hồ có một tia tức giận, nói. Thiên Nguyên Thương hội thực sự là đủ can đảm, lại dám đánh ra danh tiếng của chúng ta gây chuyện. Xem ra là Vạn Bảo Lâu chúng ta đã lâu không có hoạt động. Khiến đám tiểu đệ bên dưới mỗi một người đều không an phận rồi, có lẽ đã cho rằng chúng ta dễ bắt nạt đây. Trên trán Lệ Phi Vũ lạnh lùng toát ra mồ hôi, ngượng ngùng nói. Phó lâu chủ đại nhân, chuyện này. Hắn đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía ba vị trưởng lão đang ngồi bên trên, một trong số đó chính là Nhâm Quang Nhiễm. Nhâm Quang Nhiễm cũng là cảm giác được có chút nhức đầu, không biết nên giải thích như thế nào cho phải, vỗ vỗ đầu mới nói. Chuyện là như vậy. Hắn lập tức đem chuyện Lý Vân Tiêu và Lệ Phi Vũ cùng nhau truyền tống đến Tống Nguyệt Dương Thành nói ra một lần, mới buồn bực tiếp lời. Tiểu tử này thậm chí ngay cả những lời này cũng lợi dụng tiến vào, quả thực chính là quá đê tiện. Lệ Phi Vũ cũng đầu đầy mồ hôi nói. Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên là người của Thiên Nguyên Thương hội, câu nói kia ta phủ nhận cũng không được, mà không phủ nhận cũng không phải, lúc này nên làm thế nào cho phải. Vạn Bảo Lâu phó lâu chủ Thôi Bác cũng là ngạc nhiên tại chỗ, sau một lúc trầm tư mới mở miệng nói. Điều này ngược lại cũng không trách được Phi Vũ rồi, chỉ là Vân Thiếu kia quá mức dối trá, chư vị thấy việc này ra sao? Ngoại trừ phó lâu chủ ra, Vạn Bảo Lâu còn có ba vị trưởng lão ở đây. Thất trưởng lão Nhâm Quang Nhiễm, bát trưởng lão Địch Sinh Hoa cùng với nhị trưởng lão Tuyên Ngọc Đường, kể cả hơn 10 vị cao thủ cấp bậc tổng quản từ các nơi. Thôi Bác tiếp tục nói. Phi Vũ nếu đã nói ra lời này rồi, kiên quyết phủ nhận sẽ càng tổn thương danh tiếng của Vạn Bảo Lâu ta. Nhưng không thể phủ nhận cũng không thể bị Thiên Nguyên Thương hội cầm tới dùng như mũi thương, chư vị có thể có kế sách lưỡng toàn nào chăng? Mọi người đều là trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy việc này quá mức khó khăn. Lệ Phi Vũ đột nhiên nói. Ta ngược lại có một biện pháp, không biết là hữu hiệu hay không. Nếu Thiên Nguyên Thương hội đánh bất ngờ La Khúc Thương hội, đồng thời trực tiếp đem chúng thâu tóm. Như vậy chúng ta làm người đứng đầu thương minh, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Không bằng trực tiếp phát một phần hàm, đối với Thiên Nguyên Thương hội tiến hành khiển trách, đồng thời để cho người chủ sự của bọn họ đi ra tiến hành công khai xin lỗi giải thích, trả cho La Khúc Thương hội một công đạo. Cứ như vậy, không chỉ có ở trên thế cục đạt được quyền chủ động. Hơn nữa trực tiếp hướng mọi người tuyên cáo rằng Vạn Bảo Lâu chúng ta và Thiên Nguyên Thương hội không có quan hệ. Ừ, phương pháp này thật tốt. Nhâm Quang Nhiễm lộ ra vẻ khen ngợi, gật đầu nói. Hơn nữa có thể tìm kiếm nội tình của Thiên Nguyên Thương hội, Kim Phong Ngân mang đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thôi Bác cau mày nói. Từ sau khi Đinh Kỳ đem Thiên Nguyên Thương hội giao cho Đinh Linh Nhi, hai cổ lực lượng nòng cốt của Thiên Nguyên Thương hội này cũng không có xuất hiện nữa, cũng không biết Đinh Kỳ giở trò quỷ gì. Lúc này lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thực lực của nó rốt cuộc ra sao còn cần chờ khảo chứng. Nhâm Quang Nhiễm tâm trạng hồ nghi nói. Lẽ nào đã bí mật phát triển đến trình độ có thể không cần nhìn mặt Thiên Nhất Các rồi. Vậy khó trách quá mức dọa người đi. Thôi Bác lắc đầu, nói. Hẳn là chưa tới mức đó.
Ninh Kỳ những năm gần đây vẫn luôn ở dưới sự giám thị của chúng ta, tựa hồ cũng không có động tĩnh gì khác người. Nếu là có thể đem hai cổ lực lượng thần không biết quỷ không hay phát triển lớn mạnh, Thiên Nguyên Thương Hội cũng sẽ không nước sông ngày một rút xuống. Tuyên trưởng lão, Địch trưởng lão, hai người có ý kiến gì không? Địch Sinh Hoa chính là Vạn Bảo Lâu bát trưởng lão, lười biếng duỗi lưng một cái, nói. Toàn bộ thương minh tình thế là phức tạp nhiều thay đổi, thế nhưng ta làm sao cũng không ngờ tới biến số thứ nhất sẽ là Thiên Nguyên Thương Hội phát sinh. Ta chỉ cảm thấy lần này lưỡng hội đem so với bất cứ một lần nào trong quá khứ đều muốn phức tạp hơn, Vạn Bảo Lâu chúng ta phái tới lực lượng vẫn là cần phải tăng cường. Thôi bác cau mày nói. Hàng năm lúc này đều là thời kỳ khẩn trương nhất, đại lượng cao thủ đã phái đi đại lục các nơi tỏa chấn, để tránh khỏi trên phương diện làm ăn đột phát biến dị, còn phải phái người tới trợ giúp e là khó khăn. Tình thế lại quan sát thêm một chút đi, đến lúc đó ta sẽ cùng lâu chủ hội báo cũng có nắm chắc hơn. Tuyên trưởng lão, còn ngươi? Tuyên Ngọc Đường sắc mặt khô vàng, có vẻ có chút chất phác, khô khốc nói. Ninh Kỳ đã dần mờ nhạt khỏi tầm mắt của thương minh, nhưng vẫn ở dưới sự quản chế của chúng ta, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Thiên Nguyên Thương Hội đột nhiên nhiều ra hai người đến, ta xem chưa chắc sẽ là Kim Phong Ngân Mang. Coi như là, vẻn vẹn một gã vũ đế cũng không tạo ra được sóng gió gì. Chuyện hôm nay, không giống như là tác phong của Đinh Linh Nhi. Chúng ta lại xem Thiên Nguyên Thương Hội tiến thêm một bước cờ đi. Nếu bọn họ là kẻ thứ nhất nhiễu loạn thế cờ, chúng ta cũng sẽ mỏi mắt mong chờ. Ừ, tuyên trưởng lão nói có lý. Thôi bác cuối cùng tuyên bố. Chính là dựa theo Phi Vũ mới vừa nói, lập tức viết một phong thư, chất vấn Thiên Nguyên Thương Hội để cho bọn họ đối với chuyện của La Khúc Thương Hội cho ra một lời giải thích công đạo. Được. Mọi người đồng thanh đáp ứng nói, đang định tan họp. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến có tiếng thông báo, một gã hạ nhân phổ thông vội vội vàng vàng tiến đến. Phó lâu chủ đại nhân, vừa mới nhận được một phong cáo thư do Thiên Nguyên Thương Hội phát đến. Người nọ hai tay đem một phong văn kiện trình lên, nói. Mời phó lâu chủ đại nhân xem qua. Thôi bác nhướng mày, nhìn chằm chằm phong thông cáo kia vài giây, lúc này mới lấy tới mở ra đọc một lần, nhất thời sắc mặt đại biến, vỗ bàn một cái, cả giận nói. Thiên Nguyên Thương Hội thủ đoạn thật nhanh, thật là giảo hoạt quỷ biệt. Nhâm Quang Nhiễm ngạc nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Thôi bác đem công cáo đưa tới, nói. Người đọc cho mọi người nghe một chút. Nhâm Quang Nhiễm tiếp nhận công cáo, lần lượt nhất nhất từng từ đọc xuống phía dưới. Thông báo toàn thể thành viên thương minh. Hôm nay là khúc thương hội phụ tử Ngô Thị Công Nhiên vi phạm nguyên tắc căn bản thương minh hòa bình ổn định phát triển, đối với Thiên Nguyên Thương Hội ta hành động phá hoại. Đinh Linh Nhi đại hội trưởng bằng mọi cách khổ sở khuyên nhủ, dốc lòng hướng dẫn hướng thiện không có kết quả, sau đó không thể không dùng thủ đoạn xét đánh, trừng gian trừ ác. Hiện nay đầu sỏ gây nên đã đền tội, xin mọi người thả lỏng tâm thần, không cần phải lo lắng. Kẻ đầu đảng phá hư sự ổn định hòa thuận của thương minh tuy rằng đã đền tội. Nhưng độc thủ phía sau màn lại vẫn tiêu dao như cũ, đồng thời dục dịch, muốn đại hành phá hư sự hòa thuận ổn định của thương minh. Thiên Nguyên Thương Hội mặc dù thế bé, cũng không sợ bất kỳ thế lực nào, thề cùng hành vi phá hư sự hòa thuận ổn định của thương minh tử chiến đến cùng. La Khúc Thương Hội ngoại trừ phụ tử Ngô Thị ba gã đầu đảng tội ác ra, những người còn lại đều có ý hướng thiện. Sau khi tỉnh ngộ kiên quyết phát thệ thuần phục Đinh Linh Nhi đại hội trưởng, đồng thời muốn đem sự nghiệp La Khúc Thương Hội toàn bộ nhập vào Thiên Nguyên Thương Hội, để mưu cầu phát triển càng to lớn tốt đẹp hơn. Đinh Linh Nhi đại hội trưởng bằng mọi cách chối từ. Thực sự thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý. Thuật võ lưỡng hội sau đó Thiên Nguyên Thương Hội sẽ từ từ tiếp thu tất cả sự vật của La Khúc Thương Hội ở Đại Lục. Chỉ muốn ở trên toàn văn, thông cáo chư quân, nguyện chư vị thương minh đồng minh có thể đồng tâm hiệp lực, đả kích tất cả hành vi phá hư đồng mưu phát triển. Giá! Nhâm Quang Nhiễm triệt để mắt choáng váng, cầm phần thông cáo trực tiếp ném trên mặt đất, cả giận nói. Đây cũng quá không hợp thói thường đi, rõ ràng là thâu tóm người ta, lại viết được đại nghĩa lăng nhiên như vậy, dối trá giả dối như thế, tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, ai sẽ tin. Tuyên Ngọc Đường sắc mặt có chút cổ quái, đem phần thông cáo nhặt lên đọc một lần, nhìn thập phần tỉ mỉ. Thôi bác ngưng thanh nói. Tuyên trưởng lão, lại có suy nghĩ gì? Tuyên Ngọc Đường trầm tư nói. Thứ này ai cũng biết là mượn cớ lý do.
nhưng La Khúc thương hội cao tầng toàn bộ bị Thiên Nguyên thương hội chiếm đoạt đã thành sự thực, ai cũng sẽ không vì một thương hội đã chết mà ra mặt. Ngoại trừ lão chủ nhân ban đầu của nó là Thiên Nhất Các gia. Nhưng trong phần cáo thư này Thiên Nguyên thương hội tuyên truyền mình là người bị hại. Độc thủ phía sau màn còn không có xuất hiện, nếu là Thiên Nhất Các lúc này có hành động, liền chính mình đụng vào đem bản thân tuyên cáo là hắc thủ phía sau màn, ở trên đại nghĩa rơi xuống tiểu thừa. Hơn nữa cáo thư này vừa ra, chúng ta cũng không có lý do phát hàm chấn vấn Thiên Nguyên thương hội bọn hắn. Phần cáo thư này thực sự là phát ra đúng lúc, thủ đoạn cũng thực sự là cao minh a, tuyệt không như là loại mệt mỏi ứng phó của Đinh Linh Nhi, thủ pháp bị động trong chắp vá tìm kiếm Chu Toàn. Ừ, Thiên Nguyên thương hội lần này xác thực chủ động có chút hơi quá. Thôi bác trầm tư nói. Nếu việc phát hàm đã không thể thực hiện được, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Tuyên Ngọc Đường thoáng do dự, nói. Hiện tại chúng ta cũng không cần phải gấp, kẻ cần vội là Thiên Nhất Các. Nếu là có người của Thiên Nhất Các đến hỏi quan hệ giữa chúng ta cùng Thiên Nguyên thương hội, trực tiếp bỏ qua một bên là được, cũng không cần đối với bên ngoài nói rõ ràng làm gì. Nếu Thiên Nguyên thương hội muốn dùng danh hào của chúng ta liền thoáng cải biến chiến lược một chút, thẳng thắn thành toàn cho hắn đến một cái mặc nhận. Như vậy bọn hắn vẫn là có thể cùng Thiên Nhất Các thoáng chống lại một chút, chúng ta chậm rãi đợi kết quả là được. Trong mắt Thôi Bác chợt lóe sáng, cười nói. Quả nhiên là chủ ý hay, Thiên Nguyên thương hội lợi dụng danh hiệu của ta, chúng ta lại lợi dụng thực lực của hắn kiềm chế và chèn ép Thiên Nhất Các. Thiên Nhất Các tuy rằng cũng không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, nhưng dù sao cũng là một trong hạch tâm tứ minh, có thể kéo chân một chút đối với chúng ta có lợi mà vô hại, được rồi, cứ làm như vậy. Tuyên Ngọc Đường nói, đã như vậy, thư này vẫn là phải phát ra, thế nhưng nội dung sao, liền nói thông cáo chúng ta đã thu được, Vạn Bảo Lâu Thân là đứng đầu thương minh, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ bất cứ hành vi nào phá hư sự hòa thuận ổn định của thương minh. Đối với Thiên Nguyên thương hội xử lý La Khúc thương hội biểu thị tán dương và nhận đồng. Cái này, Thôi Bác nghĩ có chút không thích hợp, do dự nói. Chuyện này chẳng lẽ không phải là chính diện công khai ủng hộ bọn họ sao? Nếu là Thiên Nhất Các tới cửa chất vấn, vậy phải làm thế nào cho phải? Tuyên Ngọc Đường cười nói. Ha ha, Phó Lâu Chủ sai rồi. Phần hàm này ý nghĩa nói rõ hai điểm, thứ nhất. Chúng ta là thương minh chi chủ để cho bọn họ mở to con mắt nhìn rõ ràng một điểm, chớ phạm phải hồ đồ. Hai là chúng ta ủng hộ là hành vi giữ gìn nội bộ thương minh đoàn kết, mà không phải Thiên Nguyên thương hội. Nếu là Thiên Nhất Các tới cửa chất vấn, liền trực tiếp nói chúng ta cũng là bị Thiên Nguyên thương hội cáo thư che mắt không phân rõ chân tướng mà thôi. Đại thiện như vậy. Thôi bác trong mắt sáng ngời, rất là tán dương. Tuyên trưởng lão có thể đến Tống Nguyệt Dương Thành. Quả nhiên là mang tới cho Thôi Bác trợ lực lớn nhất rồi. Bằng không thế cục Tống Nguyệt Dương Thành, ta thật là có chút đau đầu, làm không tốt được, là sẽ bị Lâu Chủ đại nhân trách phạt. Tuyên Ngọc Đường cười nhạt nói. Tận tâm tận lực, như vậy mà thôi. Thôi Bác lập tức hạ lệnh, nói. Liền dựa theo tuyên trưởng lão nói, phát một phong thư cho Thiên Nguyên Thương Hội. Ngay khi Vạn Bảo Lâu thu được cáo thư, đồng thời trong thương minh, hơn trăm thành viên tụ tập ở Tống Nguyệt Dương Thành toàn bộ đều thu được cáo thư, trong lúc nhất thời các loại suy đoán không ngừng, đều cảm thấy áp lực gió thổi mưa dông trước cơn bão. Hừ, dĩ nhiên trả đũa, hay cho một Thiên Nguyên thương hội, giỏi cho một Đinh Linh Nhi ngươi. Trong Thiên Nhất Các, một mảnh âm lãnh, bầu không khí thậm chí có chút áp lực, mấy người ở đây ngay cả hô hấp đều cẩn thận, rất sợ phát ra thanh âm khiến ai đó kinh sợ. Giữa đại sảnh một gã lão giả toàn thân là máu đang quỳ. Nằm ở đó run rẩy liên tục. Chính thị tên cường giả Vũ Tôn bị Mạc Tiểu Xuyên phá vỡ đan điền, chấn bay trở về, mất đi nguyên lực, trực tiếp từ không trung ngã xuống khiến cả người hắn xương cốt hầu như gãy hết. Lúc này ngoại trừ toàn thân đau đớn ra, còn có sợ hãi cực lớn, thân thể run rẩy tần suất càng lúc càng lớn. Phái ngươi đi La Khúc thương hội trợ giúp bọn họ, đồng thời bày mưu tính kế, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp đỡ một phen. Ngươi bây giờ lại nói phụ tử Ngô thị đã chết. La Khúc thương hội bị Thiên Nguyên thương hội hợp nhất rồi, mà chính ngươi cũng bị phế tu vi, tựa như chó nhà có tang chạy về. Thiên Nhất Các đại trưởng lão Tu Đan Hà đưa mặt hướng về phía trước, hai tay đưa ở sau lưng, thanh âm thập phần thong thả, nói. Ta cũng rất buồn bực, lúc đó ngươi tại sao muốn nói mình là Thiên Nhất thương hội? Đây không phải là bôi cho chát chấu lên mặt Thiên Nhất thương hội chúng ta sao? Lão giả kia cả người run rẩy lợi hại.
run run nói. Đại trưởng lão, ta chỉ là muốn dùng danh hào của Thiên Nhất Thương Hội kinh sợ bọn họ, ai biết bọn họ dĩ nhiên không quan tâm, còn đem ta đánh thương thành bộ dáng này. Thuộc hạ vô năng, hôm nay tu vi đã phế, xin đại trưởng lão xem ở trên phần công lao quá khứ của ta, cho ta tìm được một phần linh đan diệu dược khôi phục tu vi. Tu Đan Hà quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt không hiểu nổi nói. Người vô năng như vậy, còn có mặt mũi đòi đan dược trị liệu đan điền. Ta trước đây vì sao không nhìn ra ngươi là kẻ mặt dày như thế chứ? Trong tay nàng xuất ra phần cáo thư đưa đến, khom người xuống mở ra ở trước mặt lão giả, nói. Ngươi xem một chút, ngươi quả thực cũng cùng Thiên Nguyên Thương Hội vô liêm sỉ như nhau. Kỳ quái Thiên Nguyên Thương Hội hợp nhất những người đó trong La Khúc Thương Hội, vì sao không đem nhân tài như ngươi thu phục luôn chứ? Ánh mắt của Tu Đan Hà càng ngày càng băng lãnh, nhìn chằm chằm làm lão giả kia không ngừng run run, cả người đều dán ở trên mặt đất. Phế vật! Tu Đan Hà nói ra hai chữ, vung tay lên nói. Đưa hắn kéo xuống đánh chết. Đại trưởng lão, cho dù không niệm tình công lao của ta, chí ít cũng có khổ lao, hạn mức thấp nhất tha ta một mạng a. Lão giả kia hoảng sợ kêu to lên, tựa hồ không thể tin được Tu Đan Hà muốn giết hắn. Kẻ làm ầm ĩ phải chết. Tu Đan Hà vung tay lên, một đạo quang mang bắn tới yết hầu lão giả kia, lập tức phá ra một lỗ máu. Lão giả kia gương mặt kinh khủng và tuyệt vọng, hai tay không ngừng bưng cổ họng mình, thân thể liều mạng giãy giụa. Lúc này hai gã đệ tử Thiên Nhất Các tiến lên đây trực tiếp đưa hắn kéo đi ra ngoài. Tu Đan Hà sắc mặt âm hàn, chỉ vào phần cáo thư trên mặt đất, lạnh giọng nói. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này làm sao bây giờ? Trong đại sảnh mấy người tất cả đều là cao tầng nắm quyền Thiên Nhất Các, không người dám hé răng, đều là câm như hến. Một tên lão giả trong đó lấy dũng khí, nói. Đại trưởng lão, người của Thiên Nguyên Thương Hội này khinh người quá đáng, chúng ta bất quá là phái Ngô Vũ đến bức hôn Đinh Linh Nhi, thăm dò một chút hư thực của bọn hắn mà thôi. Bọn họ dĩ nhiên đã đem La Khúc Thương Hội diệt môn, biết rõ La Khúc Thương Hội là phụ thuộc vào chúng ta, như vậy không kiêng nể gì cả. Rõ ràng chính là không đem chúng ta để vào mắt. Ta nghĩ hẳn là dùng thủ đoạn của bọn họ đối phó La Khúc Thương Hội, thế như sấm sét đem Thiên Nguyên Thương Hội tiêu diệt, để chấn chỉnh uy phong của Thiên Nhất Thương Hội ta. Tu Đan Hà nổi lên một cổ nộ khí không có từ trước tới nay, quát dẹp đường. Diệt Thiên Nguyên Thương Hội, đầu óc ngươi chỉ toàn bã đậu thôi sao? Một trong bảy đại thương minh, tùy ý bị chúng ta tiêu diệt mà nói, chuyện này chính là có bao nhiêu phong ba. Năm nhà thương hội khác sẽ áp dụng hành động thế nào, trước khi ngươi nói chuyện có thể động não một chút được không? Tên lão giả kia bị giáo huấn, xanh cả mặt, lại cũng không dám phản bác, im lặng không lên tiếng nữa. Tu Đan Hà tự mình tức giận một trận, mới mở miệng nói. Thiên Nguyên Thương Hội nhất định là phải giáo huấn bằng không bọn hắn còn không biết vị trí của mình. Bất quá trước lúc này phải điều tra rõ hai chuyện, một, Vạn Bảo Lâu cùng bọn chúng rốt cuộc có cái hiệp nghị gì? Chuyện này phải biết được rõ ràng. Thứ hai chính là Thiên Nguyên Thương Hội Kim Phong Ngân mang rốt cuộc tới bao nhiêu người, nếu là dốc toàn bộ lực lượng mà nói, ta sợ chúng ta còn ứng phó không nổi, nhất định phải đưa tin cao thủ phụ cận trước tiên chạy tới. Lần này vô luận như thế nào, nhất định phải đưa bọn họ đá ra khỏi bảy đại thương minh. Sau khi nàng nói xong, nhìn thoáng qua một bạch y nữ tử đeo lụa mỏng trong đám người, giọng nói bén nhọn lập tức hòa hoãn xuống tới, nói. Lương Ngọc Y, người thấy thế nào? Lương Ngọc Y thân thể khẽ động, bội kiếm bên hông vang lên âm thanh thanh thúy, nhẹ giọng nói. Tất cả theo ý của đại trưởng lão, ta chỉ là hiếu kỳ bọn họ sẽ phái người nào lên sân khấu thuật võ song bỉ lần này. Tu Đan Hà nói. Ừ, đây cũng là địa phương cần suy tính, coi như trọng điểm điều tra, tốt nhất là có thể trước khi tỉ thí đem nó phá hủy, chấm dứt hậu hoạn. Lương Ngọc Y mày liễu cau lại, nhẹ giọng nói. Không cần làm điều thừa. Tu Đan Hà cười nói. Ta biết ngươi rất có lòng tin, nhưng là tinh lực của ngươi phải dùng đi đối phó đám người Lệ Phi Vũ, đám phế vật Thiên Nguyên Thương Hội kia có thể ít liền ít. Lương Ngọc Y không nói, trong mắt quang mang dần dần tan ra, tựa hồ đối với những chuyện khác không hề cảm thấy hứng thú. Tu Đan Hà nói. Vạn Bảo Lâu bên kia ta tự mình tới cửa một chuyến, các ngươi toàn lực làm tốt công tác tìm hiểu. Tùy thời chuẩn bị theo ta lên Thiên Nguyên Thương Hội giáo huấn con nha đầu ngu xuẩn kia. Nàng vung tay lên nói.
lập tức tản ra đi. Ngay khi La Khúc Thương Hội bị diệt, toàn bộ cao thủ thương hội đều bị Thiên Nguyên Thương Hội nuốt vào, chỉ là vào lúc ban đêm, 27 thương hội phụ thuộc vào Thiên Nguyên Thương Hội cũng từng cái đã nhận được thư mời, bị Đinh Linh Nhi mời tới dự tiệc. Yến hội đơn sơ, bên trong phòng khách cũng không lớn, tất cả mọi người đang sợ hãi nghị luận, sắc mặt của mỗi người đều phi thường ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn lén Đinh Linh Nhi ngồi bên trên. Mà Đinh Linh Nhi ngồi ở đó không nói được một lời, mọi người nhìn không ra suy nghĩ trong lòng nàng, tựa hồ vô tư vô tự. Sau thời gian uống cạn một chén trà, Đinh Linh Nhi rốt cục lên tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu ngồi bên trái, nói. Vân Thiếu, còn dư lại 8 nhà, hẳn là sẽ không tới. 27 nhà thương hội, chỉ đến 19, lưu lại 8 cái ghế trống rỗng, tựa hồ là đánh lên mặt, khiến cho sắc mặt của mọi người đều khó coi. Lý Vân Tiêu lơ đễnh cười nói. Nếu 8 nhà này không có tới, vậy sau này cũng không cần trở lại nữa. Ngày mai ta liền tới cửa đi một chuyến, đầu đảng tội ác đã đền tội, dẫn đạo bọn họ hướng thiện. 19 nhà đã đến tất cả đều là sắc mặt đại biến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một mặt khó có thể lý giải hành động của Thiên Nguyên Thương Hội, một mặt may mắn chính mình như thực phó ước. Đinh Linh Nhi nói, lâu ngày xem lòng người, hoạn nạn thấy chân tình. Đang ngồi 19 nhà đồng minh hảo hữu đều là bằng hữu trung thành nhất của Thiên Nguyên Thương Hội ta, tên của các vị ta nhất nhất nhớ ở trong lòng, ngày sau tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị. Một bà lão trong đó nói, Đinh Tiểu Thư khách khí, Cực Phương Thương Hội chúng ta từ trong tay Đinh Sơn Lão Gia Tử vẫn đi theo Thiên Nguyên, nhờ có Mông Lão Gia Tử và Đinh Tiểu Thư chiếu cố, lúc này mới ở trong hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ sinh tồn đến nay. Cực Phương Thương Hội sinh tử tồn vong từ lâu đã cùng với Thiên Nguyên Thương Hội buộc chung một chỗ rồi. Đúng đó. 18 nhà còn lại cũng đều tán thành, biểu thị mình trung tâm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu từ trên người mọi người nhất nhất nhìn sang, ở dưới thế cục Thiên Nguyên Thương Hội ngày càng xuống dốc, lần này Thương Minh Lưỡng Hội càng khiến tất cả mọi người cho rằng đã đi tới đầu cùng, còn có thể đứng vững trong lúc áp lực khắp nơi vẫn đứng ra ủng hộ Thiên Nguyên Thương Hội, tuyệt đối là liên minh đáng tin tồn tại. Đinh Linh Nhi cũng là tâm trạng cảm kích, nói. Đa tạ chư vị rộng lòng tương trợ. Lần này Linh Nhi triệu tập chư vị đến đây, là muốn đoàn kết lực lượng của mọi người, cộng đồng đối kháng tình thế hỗn loạn trong thời gian tới. Để không cho lực lượng phân tán, ta muốn đem trụ sở của Thiên Nguyên Thương Hội mở rộng ra bên ngoài, đồng thời để mọi người dọn vào ở, như vậy ở trên vị trí đầu đuôi tương liên, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chẳng hay chư vị có cao kiến gì hay không? Cái này, một gã lão giả do dự nói. Thứ cho ta nói thẳng. Xin hỏi Đinh Tiểu Thư có làm ra động tác lớn hay không? Hôm nay việc của La Khúc Thương Hội lan truyền sôi sùng sục, không biết là có ẩn tình gì không? Đinh Linh Nhi mỉm cười, nói. Động tác lớn đích xác có một chút suy nghĩ. Việc của La Khúc Thương Hội chính là bọn họ gieo gió gặt bão, dĩ nhiên mê muội đánh chủ ý tới trên đầu Thiên Nguyên Thương Hội ta, trong nháy mắt diệt vong là chuyện hết sức bình thường. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đột nhiên mấy đạo lực lượng cực kỳ cường đại ở trong nơi này lan tràn ra, không gian tựa hồ cũng muốn ngưng tụ thành thể rắn, áp lực thật lớn khiến người khác khó có thể thừa nhận càng ngày càng mạnh. Đây là... Trong lúc mọi người khiếp sợ kinh hoàng, hơn 10 đạo quang mang bay vụt mà vào, nhất nhất hiện ra chân thân, toàn bộ đều là cường giả. Dẫn đầu 3 người tu vi càng trực tiếp đạt tới vũ đế, khí thế kinh người. Hơn 10 tên võ giả tu vi thấp nhất lại cũng là vũ hoàng đỉnh phong. Vừa vào trong sân, nhất thời hướng phía Đinh Linh Nhi ngồi bên trên khom lưng bái hạ, đồng thanh nói. La Khúc Thương Hội nguyện gia nhập Thiên Nguyên Thương Hội, thề sống chết thuần phục Đinh Linh Nhi đại nhân. Mọi người đều là kinh hãi, đặc biệt trên mặt 3 gã vũ đế lộ ra vẻ trung tâm thần phục, càng làm cho mọi người tâm thần đại động. Nếu muốn chiến thắng một gã vũ đế dễ dàng, mà muốn thu phục đối phương lại là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa muốn khiến cho nhiều võ giả như vậy trong thời gian thật ngắn đã kiên quyết lập trường ủng hộ, càng khó có thể tưởng tượng. Mọi người ở trong lòng kinh hãi sau đó liền lập tức đều là lộ ra thần sắc đại hỉ. Điều này ít nhất nói rõ một việc, đó chính là Thiên Nguyên Thương Hội thực lực phải cường đại hơn xa so với trong tưởng tượng của bọn hắn, lúc này đây cắn răng liều mạng chiến đội, tựa hồ thấy được hy vọng chiến thắng. P.S. lời tác giả, bởi vì Thái Nhất sơ ý. Ở đây xuất hiện một sai lầm nho nhỏ, phụ thân của Đinh Linh Nhi trước đây nói qua tên gọi Đinh Sơn. Nhưng nhân vật quá nhiều, Thái Nhất quên mất, kết quả mấy chương này viết ra Đinh Kỳ,
hiện tại toàn bộ đổi lại thành Đinh Sơn, lấy trước kia làm chuẩn. Thật sự là xin lỗi, ta đồng thời cảm tạ mọi người nhắc nhở, cảm kích mọi người không ngừng mà chỉ ra chỗ sai kịp thời sửa chữa những sai lầm của ta. Để Thái Nhất không ngừng mà tiến bộ, cảm ơn mọi người. Đinh Linh Nhi cười nói. Chư vị cực khổ, có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cũng vì mọi người cảm thấy vui vẻ. Một gã vũ đế cất cao giọng nói. Phụ tử Ngô Thị không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. May mà Đinh Tiểu Thư khoan hồng độ lượng, bất kể hiềm khích lúc trước, nhất định thể sống chết thuần phục. Đinh Linh Nhi nói. Sau này đều là người một nhà, chư vị mời ngồi. Vị vũ đế nói. Đại tội thân, không dám ngồi, chúng ta đứng nói được rồi. Mọi người đều choáng váng một mảnh, đây vẫn là cửu thiên vũ đế mà bọn hắn nhận biết sao. Lúc này đâu còn có nửa phần bá vương chi khí của cửu thiên cường giả, so với chuồng nuôi võ giả có cái gì khác nhau. Lý Vân Tiêu khe khẽ cười nói. Chư vị có trung tâm này, Đinh Tiểu Thư quá mức cảm thấy vui mừng. Vậy không bằng như sau, lần này cùng toàn bộ chín nhà thương hội bỏ lỡ không thể đến đây dự tiệc, chư vị khổ cực một chuyến, mang đến Đinh Tiểu Thư thăm hỏi cho bọn hắn được chứ. Nga, còn có việc này. Trên mặt tên vũ đế hiện ra một đạo sát khí lăng liệt, hừ nói. Quả nhiên là không biết tốt xấu, Vân Thiếu và Đinh Tiểu Thư yên tâm, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Hơn 10 người trong nháy mắt đều là sát khí giạt rào, khiến mọi người ở tại chàng ai nấy đều cảm thấy hít thở không thông. Trên mặt Đinh Linh Nhi lộ ra vẻ bất nhẫn, nói. Dù sao cùng tồn tại nhiều năm như vậy, có thể thả liền tận lực thả đi. Ánh mắt tên vũ đế kia nhìn phía Lý Vân Tiêu, trưng cầu ý kiến của hắn, một tia e ngại ở chỗ sâu trong đôi mắt chợt lóe lên. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nếu Đinh Tiểu Thư từ bi như vậy, vậy đầu đảng tội ác đền tội là được rồi, những kẻ còn lại cũng đều thu thập đi, cho bọn hắn một lần cơ hội hối cải để làm người mới. Dạ, hơn 10 tên võ giả không do dự nữa, cầm lấy danh sách sau đó không dừng lại chút nào, đã xoay người hóa thành quang mang phóng lên cao. Hướng phía bốn phía tán đi. Còn lại người của 19 thương hội thần phục, chỉ cảm thấy khiếp sợ liên tục, vẫn mãi chưa tỉnh hồn lại, Thiên Nguyên thương hội phách lối ương ngạnh như vậy, so với dĩ vãng tránh né khắp nơi, tác phong mọi việc đều thuận lợi hoàn toàn khác xa rồi. Mà tên thiếu niên nam tử ngồi phía trên bên trái kia tuy rằng tu vi bình thường, cũng không ngừng tiết lộ ra một loại khí phách tuyệt đại cường giả mới có, chung quy ở trong nhất cử nhất động, lơ đãng kinh hãi nhân tâm. Khiến người ta khó có thể nắm bắt. Thiếu niên kia nhàn nhạt đứng ở trước vũ đế cường giả, tuy rằng lười biếng từ từ nhắm hai mắt lại, đối với chuyện xảy ra không để ý chút nào, lại phảng phất như một hắc độc, để mọi người đứng ở gần đó cảm thấy tâm thần khó có thể bình tĩnh. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Việc này không nên chậm trễ, chư vị hiện tại liền bắt đầu tiến vào cấm khu của Thiên Nguyên Thương Hội đi, ta lập tức sai người mở rộng phạm vi gấp đôi. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, vĩnh viễn không hài lòng, vô luận ván cờ biến hóa ra làm sao, có chúng ta ở phía trước tuyệt không địch thủ. Lời này khiến tất cả thân thể mọi người đại chấn, cả đám vội vàng đứng lên nói. Chúng ta nguyện vĩnh viễn theo Đinh Tiểu Thư, tuyệt không hài lòng. Mọi người vội vội vàng vàng cáo từ, bắt đầu trở lại sắp xếp công việc di chuyển. Rất nhanh trên đại sảnh đều rời đi, chỉ còn lại có ba người Đinh Linh Nhi, Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên. Mọi người vừa đi. Loại vẻ mặt cao cao tại thượng đạm mạc của Đinh Linh Nhi không còn tồn tại, trên người lộ ra một tia nhu tình, tưởng như hai người khác nhau. Nàng có chút không hiểu nói. Võ giả này huấn luyện như thế nào, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi đã có thể cho ta sử dụng, lúc trước ta còn lo lắng sẽ trở thành một tai họa ngầm lớn, vừa rồi gặp lại, tựa hồ cực kỳ trung tâm. Lý Vân Tiêu cười nói. Đơn giản, tùy tiện ở trên người bọn họ hạ một điểm cấm chế. Nếu không có thủ pháp độc môn của ta, trong vòng 3 ngày sẽ phá vỡ đan điền, triệt để trở thành phế nhân, bọn họ dám không nói tới trung tâm sao? Đinh Linh Nhi gật đầu cười nói. Thì ra là thế, Vân Thiếu chính là phá quân vũ đế, đối phó chính là một ít cường giả phổ thông tự nhiên là hơi thi triển thủ đoạn là được. Ta hiện tại chỉ lo lắng nếu là Thiên Nhất Các tới cửa hưng sư vấn tội, vậy nên làm như thế nào cho phải? Nàng thần sắc có chút ảm đạm, nói. Ta đã truyền âm tới cho phụ thân, nhưng vẫn không có câu trả lời. Hai hàng lông mày Lý Vân Tiêu khẽ nhíu một cái, không hiểu nói. Ninh Sơn rốt cuộc đang đánh cái chủ ý gì, tạm thời không bàn.
Về phần Thiên Nhất Các tới cửa vấn tội, thì không cần lo lắng, bởi vì đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thay chúng ta đi ra chống đỡ. Đinh Linh Nhi hiếu kỳ nói. Có người thay chúng ta xuất đầu. Là ai? Chẳng lẽ là Lệ Phi Vũ sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trụ sở tứ cực môn xa xa, khẽ cười phun ra hai chữ. Đường Tâm. Ở trụ sở của tứ cực môn, một gã thanh niên nam tử đang chú tâm nghe hội báo, trên mặt chớp động vẻ yêu dị, tựa hồ mỗi liếc mắt nhìn cũng sẽ so với lúc trước bất đồng, khó mà thừa nhận được. Công tử, toàn bộ tình huống chính là như thế. Một gã cường giả vũ tôn hội báo sau đó nói. Mong rằng công tử giải trừ cấm chế trên người ta, để ta có thể trở về hiệu lực bên cạnh công tử. Tên vũ tôn chính là kẻ lúc trước ở Thiên Nguyên Thương Hội lập lời thề thuần phục, cũng là người liên lạc do tứ cực môn xếp vào ở La Khúc Thương Hội, lúc đó chưa kịp đào tẩu, kết quả bị Lý Vân Tiêu một đạo thu phục. Đường Tâm ở trong đại sảnh thong thả tới lui vài bước, bật cười khanh khách. Hay cho một Thiên Nguyên Thương Hội, ta thiếu chút nữa đều bị các ngươi lừa rồi. Nga, công tử lời ấy là ý gì? Một gã nam tử toàn thân chìm trong hắc bào, lẳng lặng ngồi ở một bên, không nhịn được mở miệng hỏi. Đường Tâm lạnh lùng cười, nói. Thiên Nguyên Thương Hội lần này là diễn không thành kế, càng là cậy mạnh, lại càng chứng minh bọn họ tình thế cực yếu, như vậy mới có thể đảo lộn cục diện, khiến người ta khó có thể đánh giá. Chiêu này mặc dù có chút bí quá hóa liều, nhưng lại vẫn có thể xem là biện pháp tốt, không giống như là tính cách của Đinh Linh Nhi có thể làm được. Nói vậy chính là hành vi của vị tên gọi Vân Thiếu kia rồi. Hắc bào nam tử sửng sốt một chút, nghi ngờ nói. Dùng cái gì thấy rõ? Tuy rằng trong miệng hắn hỏi như vậy, nhưng nội tâm cũng đã tin tưởng. Bởi vì đi theo bên người Đường Tâm hồi lâu, chẳng bao giờ thấy hắn suy đoán bỏ sót. Đường Tâm cười mà không trả lời, chỉ là nói. Kẻ gọi là Vân Thiếu này, trong lòng ta cũng có một suy đoán, không biết có chuẩn xác hay không. Ẩn Long tiên sinh, vẫn phải làm phiền ngươi giúp ta đi xác nhận một chút. Bất quá, trước đó vẫn giúp ta giải trừ cấm chế cho hắn, liền có thể từ trên thủ pháp cấm chế nhìn ra được một chút manh mối. Được. Hắc bào nam tử đứng dậy, chậm rãi hướng tới tên cường giả vũ tôn đi đến. Tên vũ tôn đại hỉ, vội vàng bái tạ nói. Đa tạ công tử, đa tạ Ẩn Long tiên sinh. Hắn xoay người, cởi ra y phục trên người, lộ ra sau lưng rắn chắc. Một đồ án màu vàng khác ở trên lưng. Ẩn Long nhìn chằm chằm xem một hồi, nói. Cấm chế rất xảo diệu, bất quá hoàn không làm khó được Ẩn Long ta. Hắn vươn bàn tay khô gầy, móng tay dài hẹp hướng tới trên lưng của cường giả vũ tôn chậm rãi đâm vào trong, lập tức trào ra máu tươi, rất nhanh trên lưng đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ẩn Long hai tay không ngừng kết xuất ấn ký cổ quái, từng đạo đánh vào phía sau lưng vũ tôn, mỗi một lần đều phải bắn ra một đạo hồng mang. Dần dần dung nhập bên trong cấm chế màu vàng kia, ở dưới huyết quang trùng kích, cấm chế bắt đầu chậm rãi khởi động, tựa hồ sắp sửa phá vỡ. Hừ, chút tài mọn, phá cho ta. Ẩn Long một ngón tay điểm xuống, chạm vào trên trận pháp, nhất thời cấm chế màu vàng kia bắn ra một đạo cường quang, dường như kim quang nở rộ, sau đó hóa thành từng đạo quang mang bắn ra bầu trời phòng khách, dần dần bắt đầu ngưng hình. Cái này, Ẩn Long thất kinh. Vội vàng lui về phía sau bảo vệ thân thể của chính mình, rất sợ trong đó giấu giếm công kích. À cái này! Thanh âm khiếp sợ của Đường Tâm truyền đến, Ẩn Long hướng phía trên bầu trời nhìn lại, cũng nhất thời há to mồm, ngây ngốc đứng ở đó. Chỉ thấy cấm chế hóa thành quang mang, ở trong bầu trời ngưng ra bốn chữ lớn. Đường Tâm công tử, có dám gặp một lần? Đường Tâm và Ẩn Long đều là trong lòng hoảng hốt, khiếp sợ khó có thể miêu tả bằng lời lan tràn ở trong lòng. Hai người đều thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Dưới cấm chế, dấu giếm tám chữ, đối phương không chỉ có phát hiện cái cọc ngầm này, đã thế còn liệu sự như thần, biết được mình sẽ tìm người phá giải. Ngay cả Đường Tâm luôn luôn tự xưng là tính toán không chút sơ hở lúc này cũng hoàn toàn ngây ngốc rồi, hắn tựa hồ có chút không dám tin tưởng, thiên hạ còn có người có thể tính toán hắn tồn tại. Công tử, Ẩn Long tiên sinh, làm sao vậy? Tên vũ tôn kia tuy rằng cũng đã nhận ra dị dạng, nhưng đưa lưng về phía phòng khách, tịnh không nhìn thấy văn tự này, chậm rãi xoay người lại, lại thấy được hai khuôn mặt đã triệt để ngây ngốc. Vô luận là Đường Tâm hay là Ẩn Long, ở trong mắt hắn đều là người thông tuệ tuyệt đỉnh, cho tới bây giờ đều là trên mặt mang vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với việc trong thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay,
chưa từng thấy qua thần sắc ngây người như phỗng như bây giờ. Đường Tâm trong mắt kinh hãi khó có thể tiêu tán, chỉ là kinh ngạc nói. Cái này, chuyện này. Hắn hồi lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại, rốt cục ngưng thanh nói. Ẩn Long tiên sinh, thân phận của người này phải lập tức điều tra rõ. Ừ ta đây phải đi. Ẩn Long cũng là trong lòng khó có thể che giấu khiếp sợ, quanh thân vừa chuyển đã tiêu thất ở tại chỗ. Tên vũ tôn kia sững sờ ở đó, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, lại chỉ cảm thấy phía sau một trận dễ dàng, cấm chế tựa hồ đã tiêu thất, nói cảm ơn liên tục. Đường Tâm không nhịn được phất tay cho hắn lui ra, một mình ở trong đại sảnh đi tới đi lui, tựa hồ có chút phiền muộn. Loại cảm giác vô pháp nắm giữ trong tay này khiến hắn cực kỳ không thoải mái, tựa hồ báo trước thế cờ đang đi lệch khỏi quỹ đạo tính toán của hắn. Đột nhiên một hào khí từ trong lòng dâng lên, lãnh đạm nói. Vân thiếu đúng không, người đã khát vọng cùng ta gặp một hồi, Đường Tâm ta liền ban tặng ngươi tư cách này, ta cũng rất muốn kiến thức một phen, hiện nay thiên vũ giới, trong lớp trẻ rốt cuộc ẩn tàng yêu nghiệt như thế nào. Trong một đêm, sát khí ở toàn bộ Tống Nguyệt Dương thành tràn ngập, võ giả La Khúc thương hội từng cái càn quét đi tới, đem 9 nhà thương hội thoát ly thiên nguyên thương hội toàn bộ bãi bình, đáng giết liền giết, đáng hàng phục thì hàng phục, cũng không có gặp phải bao nhiêu chống lại. Những thương hội khác, ngoại trừ có vũ đế cường đại tồn tại ra, tất cả đều câm như hến, thay an nguy của mình cảm thấy lo lắng không thôi. Các lộ tình báo suốt đêm chưa ngủ, đem tình báo mới nhất phát sinh mỗi thời khắc này đều truyền tống tới cho người trong thương hội, bao nhiêu người cả đêm đều thương thảo đối sách tương lai. Nhưng Lý Vân Tiêu nghỉ ngơi tốt, ngày thứ hai từ trong nhập định phục hồi tinh thần lại, một luồng ánh mặt trời chiếu qua cửa vào, toàn bộ Tống Nguyệt Dương thành từ lúc hắn đến đã bắt đầu sôi trào. Lưỡng đạo tin tức dường như ánh dương quang rất nhanh đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Một là Thương Minh đối với hành vi Thiên Nguyên Thương hội tự dưng công kích người khác cảm thấy oán giận, ở dưới Vạn Bảo lâu cùng với mấy thành viên Thương Minh trung tâm cho phép, để cho Thiên Nhất Các đối với nó tiến hành khiển trách. Tin tức thứ hai bắt đầu từ trong tứ cực môn truyền ra, Đường Tâm luôn luôn được xem là đệ nhất trí giả trong lớp trẻ của Thương Minh, phát sinh yêu hàm, đem Nam vực thành chủ Viêm Vũ thành Lý Vân Tiêu mời tới Thính Hương Thủy Tạ. Thính Hương Thủy Tạ là một tòa quan thưởng lâu cao nhất tại Tống Nguyệt Dương Thành, có thể ngắm tận quang cảnh toàn thành, là sản nghiệp của tứ cực môn. Trong ngày thường chính là địa phương tốt để thổi sáo đánh đàn, ngâm thơ vẽ tranh, Đường Tâm cực kỳ thích loại ý vị dõi mắt trông về phía xa, ngực mang thiên hạ này. Đã y theo công tử phân phó, đem thân phận của Lý Vân Tiêu truyền khắp toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành, bọn hắn bây giờ lộ ra nguyên hình, Thiên Nhất Các cũng cùng Vạn Bảo lâu đã thông suốt. Chuẩn bị đối với Thiên Nguyên Thương hội hạ thủ. Tầng cao nhất Thính Hương Thủy Tạ, Đường Tâm đang đun nước ngâm trà, nghe Ẩn Long ở phía sau hội báo, hài lòng cười nói. Là trở thành một gã kỳ thủ, đã khiến ta để mắt tới thân phận xuất hiện ở trên bàn cờ Tống Nguyệt Dương Thành này, còn là tên hề nhảy nhót, nhảy vài cái liền bị diệt, phải nhìn xem hắn có thể vượt qua được lần khảo nghiệm này không. Toàn bộ thân thể Ẩn Long bao phủ ở bên trong hắc bào, dùng thanh âm truyền ra trầm trầm nói. Tên Lý Vân Tiêu này tựa hồ có chút địa vị, Viêm Vũ Thành ngày đó chính là hàng lâm hai vị phong hào vũ đế, hơn nữa theo ta được biết, thậm chí trong thánh vực cũng có người đi vào, công tử ngàn vạn lần không thể khinh thường. Đường Tâm lơ đễnh, nước suối đun sôi, ngâm vào nước lá trà mới non, bốc lên một cổ hương khí. Việc tại Viêm Vũ Thành quan hệ đến một trong tứ đại tiên cảnh Tu Di Sơn tan vỡ, tự nhiên sẽ dẫn động thánh vực. Về phần hai vị phong hào vũ đế phủ xuống. Bí ẩn trong đó không ít, chúng ta không nên tùy ý suy đoán lung tung, để tránh khỏi tự loạn trận cước. Nhưng vô luận như thế nào, ở bên trong Tống Nguyệt Dương Thành này, ta mặc kệ Lý Vân Tiêu hắn là ai, là rồng hay là hổ, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Ẩn Long gật đầu nói. Chính là người đứng đầu một thành Nam vực, nghĩ rằng hắn cũng không nhắc lên nổi sóng gió gì, thư mời đã đưa đi, lúc này thân phận của Lý Vân Tiêu đã bại lộ, ta sợ bọn họ cũng chưa chắc đã dám đến. Đường Tâm cười nói, nếu là hắn không dám tới, vậy thật sự khiến người thất vọng rồi. Thiên cổ Thủy Kham bá trọng gian, trục phong vạn lý Bạch Vân khách. Thính Hương Trử Thủy chi ẩm trà, nhất cử kinh đào phiên trưởng trung. Bên ngoài Thính Hương Thủy Tạ truyền đến tiếng cười ngâm thơ, không gian một trận vặn vẹo, hai gã nam tử từ từ xuất hiện, đạp không bước chậm mà đến, từng đạo lăng ba ở dưới chân hai người tản ra, dường như hồ nước bình tĩnh bị thổi ra từng đợt gợn sóng. Hai người chậm rãi đi vào lâu vũ,
Lý Vân Tiêu không chút khách khí tự mình ngồi xuống, cầm lấy chén trà thơm do Đường Tâm vừa ngâm xong uống một hơi cạn sạch, cười nói. Đường Tâm công tử suy nghĩ nhiều rồi. Trong lòng Đường Tâm cả kinh, tỉ mỉ đánh giá hai người, Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên phong độ bất phàm, trong mơ hồ có loại ý vị tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên thế ngoại, hơi so sánh khiến hắn có vẻ có chút kém cỏi. Trên mặt Đường Tâm hiện ra vẻ không hài lòng, lạnh lùng nói. Nhất cử kinh đào phiên trưởng trung, thổi ra châu thật là lợi hại. Thiên cổ thủy kham bá trọng gian, người đem bản thân cùng với ta so sánh, khó tránh khỏi đánh giá mình rất cao đi. Ha ha! Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, nói. Đường Tâm, ta đó là cho ngươi thể diện, nếu như người không muốn, ta đây liền không ngại chấn ngươi ở dưới lòng bàn tay mình. Đường Tâm sửng sốt, nhìn bộ dáng hào hiệp ung dung của Lý Vân Tiêu, tịnh không giống như là đang nói đùa, cũng không giống như là một kẻ não tàn nhược trí. Nhưng người hơi có chút lý trí, làm sao có thể ở trước mặt hắn nói ra loại lời nói khoác không biết ngượng này, hắn ngây người nửa ngày, bỗng nhiên cười nói. Chính là Nam vực nhô ra một giải đất, dĩ nhiên dám ở trước mặt ta chỉ điểm giang sơn, thực sự có chút cười đến rụng răng. Bản công tử rất muốn nhìn ngươi một chút làm sao đem ta chấn ở dưới lòng bàn tay. Lời của hắn càng phát ra băng lãnh, bầu không khí trên thính hương thủy tạ dần dần có chút trở nên ngưng kết. Trong tròng mắt Lý Vân Tiêu lóe lên nhuệ khí rồi biến mất, thở dài cười nói. Xem ra vẫn là phải dựa vào thực lực nói mới được, ngươi đã muốn chịu đòn, yêu cầu ngu xuẩn như vậy ta không có lý do gì không thỏa mãn ngươi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, nước đun sôi lập tức chấn vào trong không trung, tản ra cũng không rơi xuống, trái lại chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một đạo thủy long ngâm mê người, hét lớn một tiếng liền hướng phía Đường Tâm cắn tới. Chút tài mọn. Chính là nhất tinh vũ hoàng ở trước mặt ta so với con kiến hôi có gì khác nhau đâu. Đường Tâm lạnh lùng đánh ra một quyền, quyền đầu chấn nhập bên trong thủy long, lập tức phá hỏng hình rồng hóa thành một bãi nước trà. Ân! Đường Tâm khẽ kêu một tiếng, nước trà hình rồng bị hắn chấn vỡ trên không trung không chỉ có không có tán đi, trái lại trên không trung xoay tròn, dần dần mở rộng, trở nên sáng loáng dường như phiến lá mỏng mở ra, cuối cùng dĩ nhiên hình thành một thủy cầu muốn đem hắn vây quanh đi vào. Sau lưng ẩn long tuy rằng thấy không rõ thần sắc, nhưng ở trên hắc bào xẹt qua một đạo thần quang, tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc. Có chút ý tứ, nhưng kỹ xảo thủy chung là kỹ xảo, ngay cả dốc hết sức cả chục lần ngươi cũng không hiểu sao. Đường Tâm hừ lạnh một tiếng, tựa hồ một chiêu không thể phá hỏng thuật pháp của đối phương có vẻ thập phần ảo não, trong tay thanh quang hiện ra, một quả bạch sắc tiểu cầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa hiện lên ở lòng bàn tay, chợt hóa thành vạn đạo châm mang. Hướng bốn phía bắn tán ra. Nước trà ngưng tụ thành thủy cầu rốt cục bị phá mở trăm ngàn lỗ thủng, bắt đầu không thành hình rơi xuống. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ xuống, nước trà linh khí hoàn toàn biến mất tựa hồ lần thứ hai đạt được lực lượng, lăng không ngưng tụ thành một con thủy phượng hoàng, thân thể bay múa lại xông tới. Đường Tâm giận dữ, quát dẹp đường. Xong chưa? Trong tay hắn nổ lớn tuôn ra một đoàn hỏa diễm. Ngưng tụ thành một hỏa quyền nhắm tới Thủy Phượng Hoàng đánh đến. Sóng nhiệt ở bầu trời thính hương thủy tạ dập dờn bồng bềnh ra, một bình nước trà rốt cục bị thiêu đốt toàn bộ bốc hơi lên sạch, không tồn tại nữa. Ha ha, Đường Tâm, ta bất quá là đùa với ngươi chơi mà thôi, lại muốn nổi giận sao? Đáng tiếc một bình trà ngon này uống không được rồi. Lý Vân Tiêu khe khẽ cười nói, bộ dáng phong khinh vân đạm khiến cho trong lòng Đường Tâm bỗng nhiên chấn động. Loại tư thái cười xem phong vân, chỉ điểm giang sơn, tùy ý trêu chọc đối thủ không phải chính là mình vẫn theo đuổi sao, hẳn là ở trên người mình xuất hiện mới đúng, thế nào lại từ thân ảnh của đối phương nhìn thấy, mà chính mình ngược lại trở thành kẻ bị chơi đùa. Trên so đấu phong độ thoáng cái rơi xuống hạ phong, khiến trong lòng Đường Tâm mờ mờ ảo ảo giận dữ, nhưng cũng thu liễm lòng khinh địch, sắc mặt có chút âm trầm. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói rằng, ta muốn gặp ngươi. Cũng không phải muốn đánh ngươi, mà là muốn hợp tác với ngươi. Đường Tâm cười nói. Ha ha, ngươi chính là một thành chủ tại Nam Vực, có tư cách gì cùng với ta nói chuyện hợp tác? Nam Vực từ trước đến nay được khen là địa phương chim không thèm ỉa, các thế lực lớn cho tới bây giờ đều lười giao thiệp với trong đó, hơn vạn năm qua cũng chưa từng nghe qua có cường giả nào là từ Nam Vực đi ra ngoài, do đó võ giả Nam Vực bình thường sẽ bị người châm chọc. Ánh mắt Lý Vân Tiêu tựa như đang nhìn kẻ ngu ngốc mà nhìn hắn, suy cười một tiếng, nói.
Nói hợp tác là cho ngươi mặt mũi, nói thẳng chính là để cho ngươi đi làm. Về phần tư cách sao, từ khi ở Vũ Phong Thành, tựa hồ có người cố ý phá hư truyền tống đại trận, ngăn trở Lệ Phi Vũ quay về Tống Nguyệt Dương Thành, mà trong tay ta vừa lúc có một chút chứng cứ. Nga, còn có loại sự tình này, ta thế nào lại không biết? Đường Tâm trực tiếp giả ngu, lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi cảm thấy chứng cứ của ngươi có thể có bao nhiêu độ tin cậy, mà Vạn Bảo Lâu sẽ bởi vì ngươi chính là một điểm chứng cứ cùng với ta trở mặt được sao? Lý Vân Tiêu không chút hoang mang vươn ra hai ngón tay, nói. Hai là, đường kiếp ở trên yêu nguyên kinh lịch, ngươi có hứng thú muốn biết hay không? Trong lòng Đường Tâm chấn động, hai tròng mắt khẽ híp lại, lạnh lùng nói. Chuyện của hắn cùng ta có quan hệ gì? Lẽ nào ta còn phải quan tâm đại ca ta bất thành khí ở bên ngoài đánh mất mặt mũi ra sao? Lý Vân Tiêu ha hả cười, nói. Trong lớp trẻ của Thương Minh được xưng đệ nhất trí giả, tính toán không bỏ sót Đường Tâm, quả nhiên là có tiếng không có miếng. Ta vốn dĩ tưởng rằng người thông minh nói chuyện sẽ bớt rất nhiều việc, xem ra ta tìm lộn người. Ngươi, không có tư cách cùng với ta hợp tác. Lý Vân Tiêu đứng dậy muốn đi, Đường Tâm sắc mặt đại biến, cả giận nói. Nói chưa nói hết lời, há lại để ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ẩn Long thân ảnh khẽ động, lập tức một đạo hắc khí ở xung quanh Thính Hương Thủy Tạ nổi lên, trên lâu vụ ánh nắng tươi sáng thoáng cái trở nên âm phong từng trận. Mạc Tiểu Xuyên biến sắc, lộ ra vẻ ngưng trọng ít có, tựa hồ đối với Ẩn Long cũng hết sức kiêng kỵ, tay phải năm ngón tay nắm chặt xương cốt đùng bạo hưởng, kiếm khí cường đại từ trong tay phải hắn phát ra. Kiếm khí uy áp từ trong lầu vũ phóng xạ ra, cùng hắc sắc chi khí đè nén lẫn nhau cùng một chỗ, linh lực to lớn ba động bao phủ xuống, Đường Tâm có chút giật mình nhìn Mạc Tiểu Xuyên, trên người mơ hồ hiện ra một kiện áo giáp biến hóa, bảo vệ toàn thân mình, để tránh khỏi bị hai người ám đấu lan đến. Lý Vân Tiêu lại ở dưới trạng thái linh lực to lớn ba động, lạnh nhạt nói. Đường Tâm, ta lúc trước đối với ngươi kỳ vọng quá cao, do đó dẫn đến hiện tại thất vọng rất lớn, nếu ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy, kế tiếp bị đào thải ra khỏi kỳ cục 100% chính là ngươi. Sắc mặt Đường Tâm cực độ xấu xí, trong mắt thần sắc lóe ra bất định, tựa hồ đang làm dãy giụa, hắn nhấc tay ý bảo Ẩn Long dừng lại, cắn răng nói. Lý Vân Tiêu, vừa rồi ta có chút đường đột mạo phạm, ta lập tức sai người pha một ấm trà ngon khác, một lần nữa tâm sự được chứ? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội, tốt nhất là không để cho ta thất vọng rồi. Trong lòng Đường Tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, đây là tình huống mà hắn qua nhiều năm chưa bao giờ có, mỗi khi đều là hắn tính toán người khác, chưa từng có bị người ta tính toán qua như vậy. Bởi vì Lý Vân Tiêu nói thẳng trong lòng hắn nghi hoặc lớn nhất và tai họa ngầm, đó chính là chuyến đi khinh ca lâm địa của Đường Kiếp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên vô luận làm thế nào đều không tra ra được. Bầu không khí ngưng trọng dần dần hòa hoãn xuống, nước suối rất nhanh lần thứ hai đun xong một bầu. Lá trà thơm dần dần ngâm ra, Lý Vân Tiêu uống hết sức thoải mái. Đường Tâm vẻ mặt âm trầm, nói. Lý Vân Tiêu, Đường Kiếp ở trên yêu nguyên đến cùng đã trải qua chút gì? Ta cũng tra được lúc đó ngươi đã ở yêu nguyên, tựa hồ cũng là người toàn bộ hành trình kinh lịch. Lý Vân Tiêu cười nói. Cũng không có gì, cùng với lời đồn ở bên ngoài không sai biệt lắm, chính là chuyện Nặc Á Chi Chu. Cái gì? Đường Tâm quá sợ hãi. Ngay cả Ẩn Long cũng là thân thể đại chấn, trong hắc bào không ngừng lóe lên mâu quang cho thấy nội tâm hắn rất khó bình tĩnh. Đường Tâm sắc mặt khó coi muốn nhỏ ra nước, từng chữ nói. Nặc Á Chi Chu thực sự xuất hiện, hiện tại ở trong tay người nào? Lý Vân Tiêu chậm rãi uống mấy ngụm trà, lúc này mới đặt chén trà xuống, dáng dấp thảnh thơi nhìn Đường Tâm hận không thể một đao chém ngã hắn. Chậm đã! Ẩn Long đột nhiên trầm giọng vừa quát, nói. Có người nghe trộm, cánh tay khô gầy của hắn hướng phía bên ngoài lâu vũ điểm tới, một đạo hàn quang đem không gian tua nhỏ ra một cái hắc tuyến, kinh khủng đem không gian cắt nhỏ xa hơn 100 thước, không gian bốn phía cách chỗ không gian lún xuống dưới, toàn bộ Thính Hương Thủy Tạ trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phanh, một đạo thanh âm thanh thúy vang dội không trung truyền đến, Ẩn Long xuất thủ không gian cắt nhỏ trực tiếp ở phía xa bị ngăn cản. Ngay sau đó là không ngừng có tiếng ong ong. Như là huyền khí nào đó ở dưới một kích kia đã bị chấn động, không ngừng phát sinh âm rung, chấn tới người ta ù tai. Ở trước đầu cái khe màu đen kia,
trong không gian mơ hồ hiển hiện ra một vật, đang không ngừng rung động, con người mọi người nhất thời ngưng tụ, dĩ nhiên là một tấm kim tệ. Càng khiến cho mọi người giật mình là tấm kim tệ này liếc nhìn lại tuyệt đối là bình thường nhất. Đích thực chính là kim tệ, mà cũng không phải một kiện huyền khí nào. Lại có thể lấy một tấm kim tệ ngăn trở ẩn long phá không một kích, có thể thấy được người tới thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Kim tệ ở dưới chấn động đó, đã trở nên uốn lượn bất kham, ông minh không ngớt. Một cánh tay của nam tử từ trong hư không nổi lên, nhẹ nhàng vươn ra hai đầu ngón tay đem kim tệ nắm lấy, lúc này mới ngưng được kim tệ âm dung, nam tử đau lòng nói. Tấm kim tệ này đó là có thể mua được không ít trứng luộc trong quán trà đá đấy, các người ai đền cho ta? Không trung mơ hồ vặn vẹo chấn động, lưỡng đạo thân ảnh từ trong đó trước sau bước ra. Tên nam tử tay vân về kim tệ kia đi ở phía sau, không ngừng mà cầm tấm kim tệ kêu rên. Tam thúc, đừng làm rộn, đừng để người ta nhìn chúng ta chê cười. Người cầm đầu khí vũ hiên ngang, trách móc nặng nề nói. Ánh mắt của hắn xa xa phóng tới, dĩ nhiên không nhìn đường tâm, trực tiếp rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lộ ra một tia ý khiêu khích, lãnh đạm nói. Sông chảy đá không chuyển, nước từ trên núi chảy xuống có lúc gặp nhau, Lý Vân Tiêu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đường tâm con người đột nhiên co rút lại, ánh mắt hướng trên người hai kẻ vừa tới nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi nói. Vũ Tôn Tiễn vô địch, nghe lời đồn ngươi ở trên yêu nguyên này chiếm được thất túc cảnh đạo quả, nguyên lai là thực sự, dĩ nhiên nhất cử đột phá một đại cảnh giới. Đường tâm bị Tiễn vô địch không thèm nhìn liền hiện lên vẻ tức giận. Sau khi nhìn đến tu vi của đối phương nhất thời biến mất không còn, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nồng đậm. Người tới chính là Tiễn vô địch, khí thế đã so với trước đây tuyệt nhiên bất đồng, hắn hử lạnh một tiếng, khe khẽ cười nói. Chuyện này hết thảy toàn bộ nhờ có Lý Vân Tiêu tương trợ, bất quá. Ánh mắt của hắn cũng biến thành lăng lệ, nói. Bất quá ta vạn phần hối hận là lúc đó trực tiếp đi khỏi yêu nguyên, thế cho nên cùng với Nặc Á Chi Chu xuất thế bỏ lỡ dịp may. Tình cảnh lúc ấy rốt cuộc như nào, Lý Vân Tiêu, ta cũng rất có hứng thú muốn biết đấy. Bốn chữ Nặc Á Chi Chu phảng phất như có ma lực vô cùng sung mãn, khiến tất cả mọi người trên thính hương thủy tạ sắc mặt trở nên ngưng trọng khẩn trương. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi còn thiếu nợ ta 11 ức trung phẩm nguyên thạch, muốn nghe cố sự, trước tiên đem tiền nợ trả đủ đã. Trên mặt Tiễn vô địch hiện lên vẻ nhức nhối. Nhưng nghĩ tới chính mình dù sao cũng dựa vào thất túc đạo quả lĩnh ngộ toàn bộ vũ hoàng cảnh võ ý, lúc này mới ở dưới đại lượng thiên tài địa bảo trồng chất, trực tiếp trùng kích đến vũ hoàng đỉnh phong, sau đó bên trong môn phái chư vị cường giả liên thủ, đem chính mình thể hồ quán đỉnh, đả thông đến vũ tôn chi cảnh. Như vậy tính ra, thất túc đạo quả của Lý Vân Tiêu công lao cực đại, chính là 11 ức trung phẩm nguyên thạch cũng thật đáng giá. Nghĩ đến điểm này, sau đó Tiễn vô địch ngược lại cũng không có gì tiếc rẻ. Lấy ra một cái túi chữ vật, ném cho Lý Vân Tiêu nói. 11 ức trung phẩm nguyên thạch. Trong mắt đường tâm lóe lên vẻ hâm mộ, lầm bầm nói. Vô địch huynh, 11 ức trung phẩm nguyên thạch đổi một quả thất túc đạo quả, cuộc trao đổi này ngươi quả nhiên là kiếm lớn.